Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 271, Kim Kiều Câu Lạc Bộ. Tại Yến Bắc tỉnh ủy thường ủy viện cách đó không xa giao lộ, Phương Du Mỹ đợi đến Tiêu Phàm đại bôn. Trước mắt, Yến Bắc tỉnh ủy thường ủy viện một số 17 biệt thự, chỉ ở Phương Lê cùng hai vị quản gia nhân viên phục vụ. Nhiều Vũ Đình tiếp tục tại thủ đô làm việc, Phương Du Mỹ còn tại thủ đô Khải Minh Trung học đi học, ca ca của nàng cũng tại nguyên đơn vị đi làm, không có tính toán điều đến cửa sắt thành phố tới. Phương thư ký trước mắt tại Yến Bắc tỉnh, xem như một người cô đơn. Có quan hệ Phương thư ký dừng chân an bài, Yến Bắc tỉnh bên này kỳ thật có mấy cái dự bị phương án. Yến Bắc tỉnh ủy văn phòng tự nhiên là hoan nghênh Phương thư ký vào ở tỉnh ủy thường ủy viện. Phòng công an bên kia, thì hy vọng Phương thư ký có thể vào ở phòng công an cán bộ khu ký túc xá. Chính pháp ủy thì lại có khác nhau ý kiến, đề nghị Phương thư ký tạm thời vào ở cửa sắt thành phố Kim Thuẫn khách sạn, cân nhắc đến tha quản lý trưởng không thể tới cửa sắt chiếu cố Phương thư ký sinh hoạt hàng ngày. Như vậy ở tại Kim Thuẫn khách sạn càng thêm dễ dàng một chút, nói thường sinh hoạt, có thể an bài phục vụ viên chăm sóc. Cuối cùng Phương Lê đánh nhịp ở tiến vào tỉnh ủy thường ủy viện. Tỉnh ủy thường ủy viện thế nhưng là đại biểu cho Yến Bắc tỉnh quyền lực trung tâm. Dựa theo chính pháp ủy văn phòng phụ trách cán bộ đề nghị, ở tiến vào Kim Thuẫn khách sạn cố nhiên tại trên sinh hoạt muốn thuận tiện mấy phân, lại không khỏi rơi tầm thường. Về phần ở đến phòng công an cán bộ khu ký túc xá đi, Phương Lê ép cây liền không có suy nghĩ qua. Hắn bản chức là tỉnh ủy thường ủy kiêm chính pháp ủy thư ký, phòng công an dài chỉ là kiêm chức. Cái này quyết không thể lầm. Trước kiêm một đoạn thời gian, cùng đứng vững gót chân về sau, lại cân nhắc đem phòng công an dài kiêm chức bỏ đi. Đối với từ cơ sở một bước một cái dấu chân đi tới cán bộ mà nói, phòng công an dài là cái thực quyền chức vụ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Đối với Phương Lê đến nói, lại liền chưa hẳn. Nhiều năm trước tới nay, Phương Lê một mực làm chính là mạnh như thác đổ cân đối làm việc. Quá cụ thể kỹ thuật họ làm việc, hay là giao cho nghiệp vụ cán bộ đi xử lý tương đối tốt. Phương Lê cũng không nguyện thật bị định vị tại phòng công an dài dạng này trên chức vụ. Khuê nữ Thiên Sơn Lộ Viễn từ thủ đô chạy đến cửa sắt đến thăm mình, Phương Lê vẫn là rất cao hứng. Phương Du Mỹ cũng không có đem ném bao sự tình nói cho Phương Lê, nàng rất rõ ràng chuyện này không đơn giản. Phương Lê làm việc bề bộn nhiều việc, không chút nào từng phát giác khuê nữ có gì dị dạng. Kéo ra đại bôn cửa xe ngồi tiến vào ghế lái phụ, Phương Du Mỹ nhẹ nhàng thở phào một cái. Chuyện lớn như vậy, giấu Phương Lê lâu như vậy, tiểu nha đầu quả nhiên là đứng ngồi không yên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng cái tuổi này, trong lòng giấu không được chuyện, Tiêu Phàm nếu là lại không đến, tiểu nha đầu cảm thấy mình liền muốn điên. Bọn hắn cùng ngươi liên hệ không có, định xử lý như thế nào a? Phương Du Mỹ không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu thân thể kìm lòng không đặng hướng Tiêu Phàm bên kia tiến tới, tròn căng mắt to trợn thật lớn. Tiêu Phàm đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, yên tâm đi, đã sớm cùng ta liên hệ. Bọn hắn so ngươi còn khẩn trương đâu, có thể không khẩn trương sao được, tại nhà ga thuận một cái bao, mà cái này bao người sở hữu, là tỉnh ủy chính pháp ủy thư ký nhà Thiên Kim tiểu thư. Bọn hắn rốt cuộc là ai a? Cũng dám theo dõi ta. Phương Du Mỹ lập tức nhíu mày, nâng lên miệng nhỏ. Hầm hừ nói. Phương Du Mỹ cứ việc niên kỷ ấu nhỏ, không có kinh nghiệm xã hội gì, nhưng chuyện này chỉ cần hơi vừa phân tích, liền có thể biết nội tình thật phức tạp. Nàng là lần đầu độc thân đến cửa sắt, vừa đến nhà ga, lập tức liền bị người thanh bao cho trộm đi, nếu như không có sau đó Đồng Thiên Lỗi cú điện thoại kia, còn nói là trùng hợp, có Đồng Thiên Lỗi cú điện thoại kia, liền nói rõ là chuyên môn hướng về phía nàng đến. Xem chừng nàng từ thủ đô khởi hành thời điểm, liền đã bị người để mắt tới. Yên tâm, người túi kia không có vấn đề, sẽ hoàn bích quy triệu. Tiêu Phàm vừa nói vừa đạp xuống chân ga, đại bôn chậm rãi trượt ra ngoài, dung nhập vào xe sông bên trong. Người biết ta lo lắng không phải cái này. Phương Du Mỹ lại mân mê miệng, Tiêu Phàm luôn luôn coi nàng là tiểu hài tử hống, điểm này để Phương Du Mỹ rất khó chịu. Dù là nàng đã từng trước mặt mọi người tuyên bố, mình là Tiêu Phàm bạn gái, cũng không dùng được. Bao quát Tiêu Phàm bản nhân ở bên trong. Không ai đưa nàng cái này tuyên bố coi ra gì. Chuyện khác ngươi liền càng không cần lo lắng. Ngươi cảm thấy Phương Thúc Thúc sẽ xử lý không tốt những sự tình này sao? Phương Du Mỹ liếc nhìn hắn một cái, chép miệng, nói, ngươi không lo lắng. Ngươi không lo lắng như vậy vội vã chạy qua tới làm cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi là chuyên sang đây xem ta càng thêm sẽ không tin tưởng. Tiêu Phàm lập tức nghẹn lời. Đừng nhìn Phương Du Mỹ niên kỷ nhỏ hơn, đầu đi dạo phải một điểm không chậm.
Tiêu Phàm quyết định tự mình đi cửa sắt đến xử lý chuyện này, thật sự chính là có chút lo lắng Phương Lê không tiện ra mặt. Chí ít có hơn phân nửa là vì ngươi qua đây. Chốc lát, Tiêu Phàm nhẹ nói. Lời này cũng không sai. Dù sao Phương Du Mỹ còn nhỏ, Tiêu Phàm hoàn toàn không hy vọng nàng cùng Đồng Thiên Lỗi những người kia có quá nhiều gặp nhau. Tại Tiêu Phàm nghĩ đến, Phương Du Mỹ hoàn toàn không nên tiếp xúc dạng này người, dạng này sự tình. Phương Du Mỹ liền sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức nhẹ khẽ cắn chặt bờ môi, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, đen nhánh mắt to chiếu sáng rạng rỡ. Ước chừng nửa giờ về sau, Đại Bôn xuất hiện tại Kim Kiều sẽ chỗ đại đường cổng. Kim Kiều sẽ chỗ là cửa sắt thành phố lớn nhất xa hoa nhất cấp cao hội sở, thấp thoáng tại non xanh nước biếc bên trong. Theo sẽ chỗ nội bộ nhân viên quản lý lộ ra, Kim Kiều sẽ chỗ bố cục, là phòng theo tỉnh ủy thường ủy viện bố cục đến. Lại cụ thể chi tiết, vị kia nội bộ nhân viên quản lý cũng không nguyện ý lộ ra. Bất kể như thế nào, nếu thật là bị tỉnh ủy bảo vệ bộ môn truy cứu tới, phiền phức nhưng không nhỏ. Đương nhiên đây chỉ là cái mánh lới, Kim Kiều câu lạc bộ sinh ý sở dĩ bốc lửa như vậy, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì câu lạc bộ cứng mềm công trình đều đẳng cấp cực cao, phục vụ viên từng cái soái khí xinh đẹp, tăng thêm Kim Kiều câu lạc bộ là Lỗi Thạch tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, rất nhiều người đều là hướng về phía Đồng lão đại mặt mũi đến Kim Kiều sẽ chỗ tiêu phí. Nghĩ tại cửa sắt tam giáo cửu lưu đều chơi đến chuyển, cùng Đồng lão đại giữ gìn mối quan hệ liền rất cần thiết. Chớ đừng nói chi là, Lỗi Thạch tập đoàn tài hùng thế lớn, sinh ý nếu là ngẫu nhiên không thuận tay khách nhân, nếu như cùng Đồng lão đại quan hệ không tệ, quay vòng qua 3 năm mấy trăm ngàn tài chính, cũng không phải việc khó. Đương nhiên, lợi tức khẳng định so ngân hàng cao chút, nếu ai dám thiếu nợ không trả, thả Đồng lão đại bồ câu, phiền phức cũng là không tiểu. Trừ cái đó ra, Kim Kiều câu lạc bộ còn thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút thần bí khách nhân, nghe nói đều là các cấp cán bộ lãnh đạo, chẳng những có khu bên trong lãnh đạo, trong thành phố lãnh đạo cũng không ít, thậm chí còn có tỉnh lý lãnh đạo. Những này điệu thấp tiêu phí cán bộ lãnh đạo, xem chừng có một bộ phân, là hướng về phía Đồng lão đại người sau lưng mà đi. Tại thủ đô, Tiết gia không tính một cùng một đại hào môn, đặt ở Yên Bắc tỉnh, vậy liền vô cùng ghê gớm. Trong tỉnh hoặc là thị lý một ít chuyện, nếu như không phải quá phiền phức, chỉ cần Tiết gia trọng lượng cấp nhân vật chịu phát câu nói, cơ bản liền vấn đề không lớn. Lại mặc kệ Tiêu tiên sinh phải chăng quả nhiên là Phương Du Mỹ bạn trai, liền Phương đại tiểu thư bản thân, cũng xứng đáng Đồng Thiên Lỗi tại Kim Kiều hội sở long trọng tiếp đãi. Cùng Phương Du Mỹ từ xe Mercedes bên trong đi xuống, mới phát giác có một đài rất không đáng chú ý hàng nội địa xe con liền dừng ở Đại Bôn về sau, Phương Du Mỹ tự nhiên không có chú ý, vừa rồi cái này xe con một đường đi theo lớn chạy tới. Từ hàng nội địa trong xe con đi xuống một vị nhã nhặn cô gái trẻ tuổi, mang theo kính mắt, tiêu chuẩn bạch lĩnh mỹ nhân, công ty lớn văn phòng tổng giám đốc nữ thư ký hình tượng. Không phải đối Đường Huyên người rất quen thuộc, rất khó đem trước mặt vị này mặc đen sĩ sáo trang, mang theo tiểu xảo đồi mồi kính mắt hiểu điệu mỹ nữ cùng Phương Bắc lớn nhất trộm mộ tập đoàn nhị đương ra liên hệ tới. Ngay cả Phương Du Mỹ đều sững sờ ngơ ngác một chút, mang theo trưng cầu ý tứ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ nói, đây là Đường Huyên, bằng hữu của ta, ngươi gọi tỷ tỷ đi. Phương Du Mỹ lập tức khéo léo tiến lên, cười hì hì cho Đường Huyên chào hỏi, Đường Huyên tỷ tỷ, ngươi tốt. Phương tiểu thư, ngươi tốt. Đường Huyên họ cách nhu hòa, mỉm cười hướng Phương Du Mỹ nhẹ nhàng cúi đầu, nữ thư ký quy củ thủ phải rất nghiêm. Diễn cái gì liền muốn như cái gì. Đây là Đường Huyên nhất quán đến nay đối yêu cầu của mình. Yên Chi xã ba đại đương gia, đều có các tuyệt chiêu, Đường Huyên cùng Tống Hoàn, đều không phải phụ thuộc vào Uyển Thiên Thiên. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu làm việc? Chúng ta trước kia giống như chưa thấy qua a, ngươi là Tiêu Phàm ca ca bằng hữu. Phương Du Mỹ tinh tế đánh giá Đường Huyên, miệng bên trong luôn miệng mà hỏi thăm. Đối với bất kỳ một cái nào xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người nữ hài tử, nhất là mỹ nữ, Phương Du Mỹ hiện tại cũng đầy cõi lòng cảnh giác chi ý. Mặc kệ người khác có phải là thừa nhận, chí ít Phương Du Mỹ mình, nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem mình xem như là Tiêu Phàm bạn gái mới được. Mình chính miệng nói lời, nhưng không thể không tính số. Phương tiểu thư, một thiếu nhiều như vậy bằng hữu, tạm thời ngươi cũng không thể mỗi một cái đều biết, đúng không? Đường Huyên khẽ cười nói, sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ cảm thấy Phương Du Mỹ rất thú vị. Tạm thời không biết, không có nghĩa là về sau cũng không biết. Tiểu nha đầu trên mặt vẫn như cũ cười hì hì, trong giọng nói, lại không thể tránh né mang lên một tia ghen tuông. Làm sao Tiêu Phàm bên người nữ hài tử, đều là xinh đẹp như vậy. Trần Dương là mỹ nữ, cái này Đường Huyên lại là mỹ nữ.
May mắn tiểu nha đầu không có nhìn thấy Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên cùng Cơ Khinh Xa, bằng không, kia lòng dạ hẹp hòi còn không biết muốn xoắn suýt thành bộ dáng gì đâu. Đường Huyên nắm chặt Phương Du Mỹ mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại hướng phía Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, thoảng qua mang theo một phân danh mãnh chi ý. Xem ra Tiêu chân nhân bên ngoài đồng hồ trung thực, có thể thực gây không ít cô nương xinh đẹp. Tiêu Phàm đành phải coi như không nhìn thấy. Lúc này, một cái mang theo mắt kính gọng vàng, âu phục dày da nam tử trung niên bước nhanh tiến lên đón, cười rạng rỡ hướng Tiêu Phàm hỏi, Tiêu tiên sinh đúng không? Là ta, ngài vị nào? Tiêu Phàm liền hướng trung niên nam tử này nhẹ gật đầu. Ai nha, Tiêu tiên sinh người tốt, ta họ Hạ, là Kim Kiều sẽ chỗ người phụ trách, dựa theo đồng tiên sinh phân phó, ở đây nghênh đón Tiêu tiên sinh cùng Phương tiểu thư. Vị này chính là Phương tiểu thư a, thật xinh đẹp, vị này Hạ quản lý vừa nhìn liền biết là cái nhanh mồm nhanh miệng chủ, 10 điểm mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Hạ quản lý, người tốt, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, thần sắc lạnh nhạt, ngài tốt, Tiêu tiên sinh. Đồng tiên sinh cũng sớm đã ở bên trong chờ các ngươi mấy vị đại giá quang lâm. Đối Tiêu Phàm nắm, Hạ quản lý nhìn như không thấy, luôn miệng mời Tiêu Phàm Phương Du Mỹ cùng Đường Huyên vào cửa. Nhìn qua, Đồng Thiên Lỗi tựa hồ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Đồng tiên sinh tốt bận bịu a. Đường Huyên đi theo Tiêu Phàm cùng Phương Du Mỹ sau lưng, giống như là rất tùy ý nói một câu. Đồng Thiên Lỗi thế mà cũng không tự mình ra nghênh tiếp Tiêu một ít, nhưng là có chút vượt quá Đường Huyên dự kiến. Xem ra Đồng lão đại đến trước mắt còn không có làm rõ ràng Tiêu Phàm thân phận chân thật đi. Chương 272, thật là lớn chiến trận. Hạ quản lý lại là tương đương cơ cảnh, nghe vậy lập tức liếc Đường Huyên một chút, mang theo che giấu rất khá kinh ngạc cùng trưng cầu chi ý. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm vị này nữ thư ký Đường tiểu thư là đang trách Đồng Thiên Lỗi cấp bậc lễ nghĩa không đủ chu đáo, chưa từng tự mình ra nghênh tiếp Tiêu tiên sinh. Bất quá Hạ quản lý vẫn chưa tại Đường Huyên nơi đó đạt được càng nhiều nhắc nhở. Cả một chuyện chân tướng, đừng bảo là Đường Huyên, liền xem như Uyển Thiên Thiên cũng biết phải không rõ ràng lắm. Yên Chi xã đại đương gia trên giang hồ cố nhiên thanh danh hiển hách, lại như thế nào làm được rõ ràng cao tầng chính trị đánh cờ nội tình. Đường Huyên cho rằng Đồng Thiên Lỗi cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Phàm giang hồ địa vị. Ngay cả Cơ Khinh Xa tại Tần Quan đều duy Tiêu Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng Thiên Lỗi có cái gì ngạo khí tiền vốn? Mặc kệ Đồng Thiên Lỗi tại cửa sắt lại như thế nào khó lường, tóm lại hay là so ra kém Cơ gia tại kinh nước Yến giới hiển hách uy danh. Lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm là lão Tiêu gia đích hệ tử đệ. Hạ quản lý mặc dù có chút hồ nghi, cũng chưa từng truy đến cùng. Tối nay mấy vị này trẻ tuổi khách nhân là lai lịch thế nào, Hạ quản lý cũng làm không rõ ràng. Nhưng mà, Đồng lão đại cho ra lễ tiết đã rất cao, làm Kim Kiều câu lạc bộ giám đốc. Nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể lao động hắn lão Hạ đại giá tự mình tới cửa tới đón tiếp. Dựa theo Kim Kiều câu lạc bộ nội bộ quy định, ít nhất phải là thực quyền phó thính cấp trở lên lãnh đạo chủ yếu cán bộ mới có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Bình thường lãnh đạo, nhưng không đảm đương nổi Hạ quản lý tự mình ra nghênh đón. Về phần Đồng lão đại tự mình ra nghênh đón, tại Hạ quản lý trong trí nhớ, số lần phi thường thưa thớt, giống như chỉ có thị ủy thư ký thị trưởng Quang Lâm chỉ đạo thời điểm. Đồng Thiên Lỗi mới có thể làm cho long trọng như vậy. Đường Huyên cho rằng Đồng lão đại cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, đoán chừng hay là bởi vì đều vì mình chủ. Tại Đường Huyên loại mỹ nữ này tổng giám đốc thư ký trong mắt, nhà mình lão đại luôn luôn tôn quý nhất, coi như đi đại nội, cũng hận không thể muốn làm nay tự mình ra nghênh đón, mới đủ mặt mũi. Nhìn Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, trên mặt còn mang theo một điểm bệnh trạng tái nhợt, rõ ràng chính là loại kia phú nhị đại, xem chừng vừa mới tốt nghiệp không bao lâu. Cầm phụ mẫu tiền làm cái công ty, liền tự cho là lão tử thiên hạ thứ nhất. Có thể làm cho ta lão Hạ nghênh đi ra ngoài đến, đã là Đồng lão đại xem ở các người phụ mẫu trên mặt đi. Hạ quản lý nghĩ như vậy, bất động thanh sắc ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bây giờ thế đạo này, có cái tốt cha chính là. Cái hội sở này, chiếm diện tích ngược lại là rất rộng lớn. Phương Du Mỹ một cách tự nhiên kéo lên Tiêu Phàm cánh tay, nhìn chung quanh, nói. Cùng hoa nhài sẽ chỗ tương đối. Kim Kiều sẽ chỗ chiếm diện tích đương nhiên phải rộng lớn được nhiều, vô luận như thế nào, cửa sắt thành phố cũng không có khả năng cùng thủ đô như thế giá đất đánh đồng. Mà lại hai cái sẽ chỗ là hoàn toàn khác biệt trang trí phong cách, Kim Kiều sẽ chỗ kim bích huy hoàng, khắp nơi đều lộ ra một cỗ nhà giàu mới nổi khí tức, không giống hoa nhài sẽ chỗ, các loại kỳ hoa dị thảo, khúc kính thông u, luận tốn hao, hay là hoa nhài sẽ chỗ tốn hao càng nhiều hơn một chút. Những cái kia không xa nghìn dặm vận đến kinh sư hoa cỏ. Mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ,
kia là mạnh mẽ điệu thấp xa hoa, là kim kiều sẽ chỗ loại này thổ hào phong cách làm sao cũng không sánh nổi. Phương tiểu thư, trước mắt mà nói, kim kiều câu lạc bộ tại cửa sắt còn tính là tương đối được hoan nghênh, không ít mới lão bằng hữu đều đến cổ động. Hạ quản lý rất hàm xúc nói, trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên. Người biết chuyện nghe xong liền có thể biết, hạ quản lý đây là hết sức rõ ràng khoe khoang. Phương Du Mỹ lại nhếch miệng, không thèm để ý chút nào. Đây cũng không phải là Phương Du Mỹ cố ý muốn rơi hạ quản lý mặt mũi, thực tế Phương Đại Tiểu Thư tại thủ đô, đi theo tha quản lý trưởng được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng. Kim Kiều sẽ chỗ cửa sắt cố nhiên là một cùng một cấp cao câu lạc bộ, tại Phương Đại Tiểu Thư trong mắt, cũng chỉ là không có trở ngại thôi. Lại nói loại này tục không chịu được xa hoa, cũng không thế nào hợp Phương Du Mỹ khẩu vị. Tại học trung học tiểu nữ sinh tâm tư, cùng sinh ý trên trận những ông chủ kia tâm tư, căn bản liền không là một chuyện. Hạ quản lý không khỏi phiền muộn một thanh, Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, hạ quản lý thế mà đem bọn hắn dẫn tiến vào một gian phòng họp. Phòng hội nghị này rất xa hoa, diện tích rất lớn, phủ lên màu vàng sáng thảm, nửa vòng phủ lên thêu hoa đệm bố trí ghế sofa, rất có điểm đại hội đường hương vị. Dạng này cấp cao hội sở, bình thường đều có rất cấp cao phòng họp, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Đồng Thiên Lỗi an bài tại phòng họp cùng bọn hắn gặp mặt, không khỏi quá chính thức chút. Đàm phán A, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, không phải xem thường hắn nhân vật giang hồ, tại trong chuyện này, Đồng Thiên Lỗi bản thân xác thực còn chưa đủ tư cách cùng hắn hoặc là cùng Phương Lê đàm phán. Dính đến cao như vậy tầng cấp chính trị đánh cờ, Đồng Thiên Lỗi tối đa cũng chính là một viên tương đối có phân lượng quân cờ, tuyệt đối không có thể trở thành một phương thống soái. Xem ra lùm cỏ xuất thân người, tầm mắt bên trên cuối cùng vẫn là có nhất định giới hạn. Phòng họp gỗ lim lớn cửa đứng bên cạnh hai tên Âu phục dày da đại hán vạm vỡ, cùng trong TV những cái kia hắc bang trong phim ống kính giống nhau như đúc, cái này hai tên đen đồ vest đại hán trên thân lộ ra sát khí, để Phương Du Mỹ tiểu tâm can một hồi lâu nhún nhảy, nắm chặt Tiêu Phàm tay phải tay nhỏ bỗng nhiên siết chặt. Cứ việc Phương gia tại chính trị và pháp luật miệng có cực sức ảnh hưởng lớn, Phương Du Mỹ nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này đao thật thực súng, thiếu nữ tâm tính, khó tránh khỏi khẩn trương mấy phân. Tiêu tiên sinh, Phương tiểu thư, mời. Hạ quản lý trong mắt lại hiện lên một vòng tốt sắc, đưa tay mời khách. Hai tên đại hán vạm vỡ âm thầm đẩy ra phòng họp nặng nề gỗ lim khắc hoa đại môn. Bốn đạo lãnh khốc ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn đi qua. Tiêu Phàm thần sắc thản nhiên, Đường Huyên vẫn không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại một chút. Xem ra Đồng Thiên Lỗi là thật không có làm rõ ràng tình trạng. Tại Tiêu Nhất Thiếu trước mặt bày dạng này phổ, tại cây mộc lan bãi săn cái kia nuôi chó trận, ngay cả Cơ Khinh Sa đều không có dạng này ngạo khí qua, đần độn thiên nam đoàn tiểu vương gia, không biết tốt xấu, có thể ăn chút đau khổ. Cùng tiến vào phòng họp, Đường Huyên song mi hoàn toàn nhau gấp. Trong phòng họp, thế mà cũng đứng hai hàng đen đồ vest nam tử, từng cái hai tay tựa ở nơi bụng, hình dung lãnh khốc, Tiêu Phàm bọn người đi vào, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt quét tới. Gan nhỏ một chút, tại chỗ liền có thể dọa cho mắc lỗi. Cái này hai hàng đen đồ vest nam tử, cũng không phải dùng tiền thuê diễn viên tạm thời đến mạo xưng bề ngoài, những người này là chân chính thân kinh bách chiến, Đồng Thiên Lỗi làm cửa sắt thành phố thế lực ngầm lão đại, loại này chặt qua người từng thấy máu thủ hạ, không chỉ 10 cái 8 cái. Đương nhiên, bình thường bọn hắn cũng không ăn mặc chỉnh tề như vậy, ngày hôm nay là lão đại đặc biệt yêu cầu. Bất quá nhìn thấy vào cửa ba vị này, mấy tên đồ vest nam tử trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây cũng quá yếu đi, lão đại, đáng giá bày như thế lớn phô trương nghênh đón a. Mấy vị này, thực tế không giống lắm là trên đường bằng hữu a. Nhất là đi theo tiểu Bạch Kiểm bên người tiểu nha đầu kia, bất kể thế nào nhìn, đều là cái ở trường tiểu nữ sinh. Như thế uy phong bày cho dạng này ba người nhìn, làm sao đều là lãng phí. Phương Du Mỹ kéo gấp Tiêu Phàm cánh tay, dưới chân trì trệ. Tiểu cô nương thật là có điểm sợ hãi. Nàng gặp qua Tiêu Phàm bản sự, ngoài trường học bên cạnh kia mấy tên côn đồ, nhanh gọn cho thu thập. Nhưng hôm nay điệu bộ này, căn bản liền không là một chuyện. Ngoài trường học bên cạnh kia mấy tên côn đồ, cho trong này tùy tiện cái nào đen đồ vest sách giày đều không đủ tư cách. Xem chừng đám đồ tây đen đi ra Kim Kiều hội sở, trở lại mình trong vòng nhỏ, mỗi một cái đều là lão đại cấp bậc nhân vật. Tiêu Phàm lại có thể đánh, cũng chỉ có một đôi tay. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, huống chi còn muốn chiếu cố hai người bọn họ Kiều Kiều sợ hãi nữ sinh, thật động thủ, nhưng làm sao được. Tiêu Phàm lông mày, cũng nhíu lại, khó trách Huyền Thiên Thiên cố ý nhắc nhở hắn, Đồng Thiên Lỗi tính tình không được tốt.
chỉ là nghĩ đến có thể hỗn đến Đồng Thiên Lỗi địa vị hôm nay, dù là xuất thân dân gian, cũng nên biết nắm cái nặng nhẹ, không thể lại là cái thuần túy kẻ vô lại. Nhưng nhìn trước mắt trận thế này, Tiêu Nhất Thiếu đối Đồng lão đại đoán chừng, thật là có khả năng sai lầm. Tiêu Phàm không quan trọng, hắn chủ muốn lo lắng Phương Du Mỹ nhận cái gì kinh hãi. Nói cho cùng, Phương Du Mỹ cũng chỉ là cái vị thành niên tiểu cô nương, vạn nhất hướng nổi lên, chàng diện nếu là quá huyết tinh, làm không tốt sẽ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Thật muốn như vậy, Tiêu Nhất Thiếu sẽ rất tức giận. Tiêu Phàm mặc dù nhã nhận thủ lễ, lại không có nghĩa là người khác có thể khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Xa xa, Tiêu Phàm liền dừng bước, hai mắt lạnh nhạt liếc nhìn quá khứ. Lão đại, vị này chính là Tiêu tiên sinh, đây là Phương tiểu thư, vị này là Đường tiểu thư, Tiêu tiên sinh bằng hữu. Hạ quản lý vội vàng hướng ngồi tại chính giữa chủ vị Đồng Thiên Lỗi giới thiệu quý khách thân phận. Nguyên bản dựa theo dự đoán thiết lập tốt kịch bản, muốn cùng Tiêu Phàm bọn hắn đi thẳng đến Đồng Thiên Lỗi trước mặt, mới cho song phương dẫn giới. Tiêu Phàm như thế một chạm định, ánh mắt nhàn nhạt một quét tới, hạ quản lý chỉ cảm thấy trong lòng đột nhảy một cái, một luồng khí lạnh không tên bỗng nhiên từ đuôi xương cụt chỗ bay lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, vậy mà lại không dám thất lễ, lập tức liền làm giới thiệu. Từ khi đạp tiến vào phòng hội nghị này, Tiêu Phàm một câu không nói, hạ quản lý lại mười phân cảm nhận được rõ ràng Tiêu Phàm không vui. Mà lại ẩn ẩn cảm thấy, gây người trẻ tuổi này không cao hứng, thực tế không phải cử chỉ sáng suốt. Theo hạ quản lý dẫn giới, Tiêu Phàm lông mày nhào càng chặt hơn ba phân. Lão đại, đây là hạ quản lý đối Đồng Thiên Lỗi xưng hô. Trước mặt mọi người, ngay trước tỉnh ủy chính pháp ủy lão đại khuê nữ trước mặt, hạ quản lý dùng chính là loại này giang hồ xưng hô. Không biết là bọn hắn quen thuộc loại này mang theo từng tia phỉ khí xưng hô phương thức, còn là cố ý tại Tiêu Phàm trước mặt giả vờ. Nhưng mặc kệ là loại nào nguyên nhân, Tiêu Phàm đều không thích. Mắt thấy Tiêu Phàm một mực đứng tại chỗ, không có tiến thêm một bước mảy may dự định, Đồng Thiên Lỗi thoảng qua do dự một chút về sau, chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói, Tiêu tiên sinh, Phương tiểu thư, Đường tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. Ta là Đồng Thiên Lỗi, hoan nghênh ba vị đến Kim Kiều sẽ tới làm khách, hôm nay ta làm chủ, đoàn người hảo hảo vui vẻ một chút. Thanh âm so trong điện thoại bên cạnh nghe được còn lớn hơn hào. Ánh mắt bén nhọn, tại Tiêu Phàm trên mặt quét hai cái vòng tròn về sau, cấp tốc vượt qua Phương Du Mỹ, rơi vào Đường Huyên trên thân, song mi trong lúc lơ đãng có chút hơi nhúc nhích một chút. Đồng Thiên Lỗi đối Đường Huyên bỗng nhiên xuất hiện, có chút không nắm chắc được. Phương Du Mỹ nói Tiêu Phàm là nàng biểu ca, hiện tại Tiêu biểu ca lại mặt khác mang một vị xinh đẹp phải không tưởng nổi Mỹ nữ cùng một chỗ tới, chẳng lẽ hắn thật sự là đến dự tiệc. Quả thật như thế, vị này Tiêu tiên sinh thật đúng là Nhạc Thiên phái đâu. Chương 273, Lưu Manh. Nghĩ đến đây, Đồng Thiên Lỗi trong đầu liền có chút khó chịu. Tiêu Phàm đây là xem thường hắn Đồng Thiên Lỗi a. Tiểu hòa tử, người có gì đặc biệt hơn người? Trừ xuất thân của ngươi tốt một chút, có lẽ có cái làm quan lão ba, người còn có cái gì là có thể cùng ta Đồng Thiên Lỗi đánh đồng? Nếu như ta hai tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, người cho ta làm mã tử cũng không xứng. Tại Lỗi Thạch tập đoàn thuộc hạ trong công ty, xác thực có mấy tên phổ thông nhân viên, là Đồng Thiên Lỗi bạn học trước kia cùng thời kỳ thiếu niên bạn chơi. Có thể tiến vào Lỗi Thạch tập đoàn đi làm, cầm một phần coi như không tệ cố định tiền lương, đã là Đồng Thiên Lỗi đặc biệt chiếu cố. Lúc trước tiểu đồng bọn, 20-30 năm trôi qua, khác biệt là khổng lồ như thế. Mà Tiêu Phàm tên tiểu bạch kiểm này, liền như vậy nghênh ngang đến phó hắn Đồng lão đại hẹn hò, đây là nhận định Đồng Thiên Lỗi không dám động đến hắn. Kiêu ngạo như vậy, bất quá trong lúc này, Đồng Thiên Lỗi còn phải khách khách khí khí, bất kể như thế nào. Phương Du Mỹ thế nhưng là hàng thật giá thật Phương gia đại tiểu thư. Nhà nàng lão tử bây giờ ở tỉnh ủy thường ủy viện, toàn bộ Yến Bắc tỉnh quyền lực trí cao vô thượng trung tâm. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, Đồng tiên sinh, chúng ta là tới lấy bao. Nếu như không có chuyện gì khác, mời tiến vào chính để đi. Cùng Cơ Khinh Sa trao đổi qua về sau, Tiêu Phàm xem như đối Đồng Thiên Lỗi có cái tương đối toàn diện hiểu rõ. Vị này Đồng lão đại, thực tế là vị kiệt ngạo bất tuần nhân vật. Ngay cả Cơ Khinh Sa đều như thế đánh giá Đồng Thiên Lỗi, Tiêu Phàm cũng đề cao mấy phân cảnh giác, không muốn cùng Đồng Thiên Lỗi dây dưa. Nếu như chỉ có hắn cùng Đường Huyên tại, ngược lại là không quan trọng, Đường Huyên thân thủ không hề kém. Bây giờ tăng thêm Phương Du Mỹ, tình huống từ lại khác biệt. Đồng Thiên Lỗi song mi nhàn rỗi ở giữa dương lên, nói thật, Đồng lão đại đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt hắn vô lễ như thế. Có can đảm làm như thế ra hỏa. Hạ chàng đều phi thường khó coi. Trong đó hạ chàng tốt nhất một vị,
dưới mắt mỗi ngày tại nhà ga cũ bên kia kéo lấy một đôi tàn phế chân đang xin cơm. Mọi người đều biết, Đổng lão đại không phải cái nhân từ nương tay chủ, nhưng dựa theo Đổng Thiên Lỗi giải thích của mình, nhưng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm phải giữ gìn quy củ. Trên thế giới này, bất kể là ai muốn ngồi ổn lão đại vị trí, đều phải thanh quy củ giữ gìn tốt. Bất quá Đổng Thiên Lỗi rất nhanh liền hồi phục trạng thái bình thường, cười ha hả nói, Tiêu tiên sinh không giống như là như vậy họ gấp người nha. Đã đến ta chỗ này, đó chính là quý khách, làm gì cũng muốn cùng uống chén trà, phiếm vài câu. Không phải, chẳng phải là quá thất lễ rồi. Đến, Tiêu tiên sinh, mời ngồi mời ngồi. Hai vị tiểu thư, mời ngồi. Đổng Thiên Lỗi dẫn dắt đến khách nhân hướng về phía trước đi, Tiêu Phàm lại liền ở một bên ghế sofa bên trong ngồi xuống. Phương Du Mỹ cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía hết thảy, Đường Huyên liền đứng tại Phương Du Mỹ bên người. Theo lý, nàng là Tiêu Phàm thư ký, bất quá Đường Huyên rất rõ ràng, Tiêu Phàm căn bản liền không cần đến nàng đến bảo hộ. Hôm nay ở đây, Phương Du Mỹ mới là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đường tiểu thư, mời ngồi. Đổng Thiên Lỗi liếc Đường Huyên một chút, nói. Hai vị này đều là phương Bắc giang hồ trên đường nhân vật nổi danh, nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng không có chạm qua mặt. Dù sao không phải người một đường, tương đối mà nói, Yên Chi xã mới là thuần túy giang hồ lưu phái, Đổng Thiên Lỗi lại là dưới mặt đất đại lão. Đổng Thiên Lỗi cũng tuyệt đối không nghĩ tới, danh chấn giang hồ Yên Chi xã nhị đương gia sẽ cho người làm thư ký. Còn làm phải ôn nhu như vậy uyển chuyển, kiều kiều sợ hãi, vẻ vô hại hiền lành. Không sao, Đổng tiên sinh, ta đứng là được. Đường Huyên thanh âm cùng biểu lộ đều càng thêm nhu hòa, giống như mặc kệ lúc nào, cũng mặc kệ đối mặt với ai. Nàng cũng sẽ là loại thái độ này. Đổng Thiên Lỗi liền tán thưởng một tiếng. Dạng này thư ký, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu a, làm sao liền để Tiêu Phàm mời đến rồi. Ngay cả hạ quản lý cùng những cái kia đen đồ vest nam tử ánh mắt, đều kìm lòng không đặng tại Đường Huyên trên thân tập trung. Phương Du Mỹ xinh đẹp là xinh đẹp tới cực điểm, lại 10 điểm thiên chân khả ái, dù sao tuổi còn quá nhỏ, thoảng qua thiếu mấy phần quyến rũ. Đường Huyên chính là mị lực bắn ra bốn phía tuổi tác đoạn. Lại như thế mềm mại, tựa hồ bất kỳ nam nhân nào đều có thể khi dễ nàng. Đối với thực chất bên trong đầu bạo ngược khó bình nam nhân mà nói, loại này tương đương chí mạng. Đổng Thiên Lỗi cũng không có lại khuyên Đường Huyên, ngay tại Tiêu Phàm đối diện ngồi xuống. Hạ quản lý vung tay lên, lập tức liền có nhân viên phục vụ dâng lên thanh mùi thơm khắp nơi nước trà, một đĩa đĩa lưu hành một thời hoa quả cũng bày tới. Ha ha, nghe nói Phương tiểu thư tại chúng ta cửa sắt nhà ga ném cái túi sách. Đổng Thiên Lỗi nâng chung trà lên phẩm một ngụm, giống như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Chúng ta cửa sắt nhà ga. Câu nói này minh bạch không sai lầm chiết xạ ra Đổng Thiên Lỗi thời khắc này tâm lý, các ngươi họ Phương chính là ngoại lai hộ, cửa sắt là chúng ta, không phải là các ngươi. Mà lại Đổng Thiên Lỗi lời này là biết rõ còn cố hỏi, Phương Du Mỹ túi sách tại nhà ga bị người đánh cắp về sau, không phải liền là hắn Đổng lão đại tự mình cho Phương Du Mỹ gọi điện thoại tới sao? Bất quá rất rõ ràng. Song phương lực chú ý đều không có thật đặt ở túi sách bên trên, cũng liền vô người để ý Đổng Thiên Lỗi làm bộ làm tịch, ngay cả Phương Du Mỹ cũng chỉ là nhếch miệng, lấy đó mình khinh thường. Đây là cái hiểu lầm a, Tiêu tiên sinh, nhà ga bên kia tiểu huynh đệ, trước kia chưa thấy qua Phương tiểu thư, không quen. Không biết Phương tiểu thư là Tiêu tiên sinh biểu muội. Ha ha, Tiêu tiên sinh, không biết người cùng Phương tiểu thư là loại kia biểu huynh muội. Bên trong họ hàng hay là gì họ hàng? Đổng Thiên Lỗi trực tiếp hỏi thăm về Tiêu Phàm cùng Phương Du Mỹ chân thực quan hệ tới. Đổng tiên sinh, cái này không phải trọng điểm. Tiêu Phàm liếc Đổng Thiên Lỗi một chút, nói, song mi cau lại. Ha ha, Tiêu tiên sinh nói đúng, cái này không phải trọng điểm, không phải trọng điểm. Lão hạ, gọi lão thường đến đây đi, nhà ga bên kia, đều là hắn đang quản, chuyện này, để chính hắn hướng Tiêu tiên sinh Phương tiểu thư giải thích. Vâng, lão đại, Đổng tiên sinh, cần thiết làm cho phức tạp như vậy sao? Một cái túi sách mà thôi, người nếu là nguyện ý trả, kia là tốt nhất. Nếu thật là không nguyện ý, cũng không quan hệ. Tiêu Phàm song mi nhào càng chặt hơn, ngữ khí đã kinh biến đến mức 10 điểm không vui. Tiêu tiên sinh, an tâm chớ vội. Ta cũng biết Tiêu tiên sinh trong nhà khẳng định rất giàu có, không quan tâm một cái túi sách. Bất quá tại ta chỗ này, mọi thứ đều giảng cứu cái quy củ. Sự tình xuất hiện ở nhà ga bên kia, liền nên lão thường đến giải thích rõ ràng. Đổng Thiên Lỗi nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nói, ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng cũng 10 điểm kiên định, tựa hồ ở đây, hết thảy đều phải dựa theo hắn ý tứ đến làm, những người khác chỉ có thể nghe hắn. Tốt tại cái kia cái gọi là lão thường,
cũng không có để Tiêu Phàm chờ đến quá lâu. Đại ca, người tìm ta. Theo một tiếng này la lên, phòng họp hờ khép gỗ lim đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, ba người nghênh ngang đi đến. Đi đầu một người, ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, bản thốn đầu, tướng ngũ đoản, một thân ác mani trang phục bình thường, một tay cắm ở trong túi quần, một tay đung đưa một cặp kính mát, toàn thân trên dưới đều rất nhỏ mà run lên. Đây cũng không phải là bệnh, mà là một loại phái. Tựa hồ không như thế run, liền không thể hiển lộ rõ ràng ra hắn cùng chúng thân phận khác nhau địa vị. Luận sự, vị này mới thật sự là lưu manh, mặc kệ hắn vất bao nhiêu tiền, ở trong xã hội thu hoạch được bao nhiêu quan phương tán thành thân phận, tỉ như nào đó hiệp ủy viên, hiệp hội chủ tịch loại hình danh hiệu, thực chất bên trong đầu, hắn chính là tên côn đồ, vô luận như thế nào đắt cỡ nào nhiều xa hoa trang phục, cũng đổi không được loại kia đầu đường tiểu lưu manh hương vị. Đi theo phía sau hắn hai cái, hơi trẻ tuổi chút, ước chừng là 27-28 dáng vẻ. Một cái cùng lão thường đồng dạng, cũng là tướng ngũ đoản, ước chừng hơn 1m6, lại là cả người đầy cơ bắp, trắng sau lưng bên ngoài bộ đồ lam quần áo trong, rộng lớn da trâu trên đai lưng, cài lấy một cái đen nhánh vỏ đao, ước chừng dài hơn một thước. Từ lộ tại bên ngoài chuôi đao để phán đoán, đây là một thanh chế thức dao quân dụng. Trước mắt bên trên rất nhiều cửa hàng bên trong đều có loại này dao quân dụng. Mặc dù không thể phân rõ thật giả, nhìn qua hay là rất đáng sợ. Một cái khác liền tương đối khôi hài, vóc dáng hơi cao, lại xuyên được như cái nói bản nhân, hai tay ôm ngực, ngực bưng lấy một thanh nói vốn đao. Không sai, chính là loại kia phảng phất đường đao kiểu dáng nói vốn gươm chỉ huy. Người này thậm chí còn tại miệng môi trên chỗ lưu lại một túm nhân đan hồ, hiển nhiên là cái đảo quốc tiểu quỷ tử bộ dáng. Hắn không mở miệng nói chuyện, ngược lại cũng khó có thể khu phân rõ ràng. Hắn đến cùng là người nước hoa hay là đông doanh đảo người trong nước. Đồng Thiên Lỗi lập tức liền không cao hứng, hai mắt thẳng tắp quét tới, khẽ nói, lão cửu, làm sao làm cho giống cái tiểu quỷ tử như. Đại ca, người cũng không phải không biết, lão cửu liền thích cái nói vốn đao. Thích nói vốn đao không biểu hiện nhất định phải thanh mình biến thành nói bản nhân a. Cái này cái gì trang phục, ai, đại ca, cái này ngươi liền không quan tâm, chỉ cần lão cửu mình thích. Hắn yêu biến thành nói bản nhân liền biến thành nói bản nhân tốt, cái này có cái gì a? Ta mới mặc kệ những này đâu. Lão thường đĩnh đạc nói, tựa hồ đối với Đồng Thiên Lỗi phê bình không thèm để ý chút nào. Xem ra đại ca uy phong, còn chưa hẳn có thể gia tăng tại trên đầu của hắn đâu. Lão thường là loại thái độ này, cái kia trang phục thành nói bản nhân lão cửu, thái độ liền càng không tốt, từ đầu đến cuối, đều không có phản ứng qua Đồng Thiên Lỗi, trong mắt cũng chỉ có một lão thường. Có lẽ tại cái này lão cửu trong đầu, lão thường mới là đại ca của bọn hắn, Đồng Thiên Lỗi không phải. Cơ khinh sao uyển thiên thiên đều nói Đồng Thiên Lỗi kiệt ngạo bất tuần, ai ngờ cái này lão thường cùng huynh đệ của hắn càng thêm kiệt ngạo bất tuần, ngay trước lão hạ cùng một đống đen tây trang mặt, đều là tùy tiện làm theo ý mình. Được rồi, những này không nói. Túi sách mang có tới không? Đồng Thiên Lỗi giống như cũng không nguyện ý tại cái này cấp trên dây dưa không ngớt, lập tức vung tay lên, hỏi. Túi sách, a. Ta biết, vị này chính là Phương Tiểu Thư a. Phương Tiểu Thư, chào ngươi, ta là Lão Thường. Lão Thường con ngươi đảo một vòng, ánh mắt liền rơi vào Phương Du Mỹ trên mặt, lập tức cười lên ha hả, hướng Phương Du Mỹ vươn tay ra, thế mà muốn cùng Phương Du Mỹ nắm tay. Phương Du Mỹ xinh đẹp lông mày nhào lên, có chút không giải thích được nhìn Lão Thường một chút, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nói đùa cái gì, ai muốn cùng ngươi nắm tay đâu. Nếu không phải cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, Phương đại tiểu thư mới không kiên nhẫn đến cái này phá sẽ tới đâu, trực tiếp tại nhà ga đồn công an liền báo án. Nha, Phương tiểu thư không nhìn chúng ta à? Không quan hệ, không nhìn chúng liền không nhìn chúng đi, ta dù sao chính là một người thô kệch, không có cái gọi là. Lão thường đụng nhầm cây đinh, cười đem tay thu về. Chớ nhìn hắn miệng bên trong cười ha hả, sắc mặt cũng đã trở nên rất khó coi. Thường ca kia cũng không là tiểu nhân vật, cửa sắt thành phố thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh nhân vật hung ác. Làm cái gì đều giảng cứu cái mặt mũi. Chương 274, chơi chết ngươi cũng không khó. Cài lấy chủy thủ quân dụng bản thốn tên nam tử lùn cùng thích nói bản quân đao nhân đan hồ lão cửu lập tức nhìn gần tới, một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Tiểu cô nương một gương mặt xinh đẹp hoàn toàn chìm xuống dưới, bất quá cũng có chút âm thầm lo lắng. Trước kia coi là những người này biết rõ mình là Phương Lê nữ nhi, tuyệt không dám lỗ mãng, hiện tại xem ra, tựa hồ có chút chẳng phải bảo hiểm đâu. Cái này đều là chút kẻ liều mạng, kìm lòng không đặng hướng Tiêu Phàm bên kia nhích lại gần, tựa hồ dạng này có thể để cho mình an toàn mấy phân.
Tiêu Phàm sắc mặt ngược lại hoàn toàn hòa yên tĩnh, thân thể hướng ghế sofa bên trong khẽ nghiêng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngược lại muốn xem cái này Đồng Thiên Lỗi đến cùng muốn chơi cái hoa dạng gì. Tại Đường Huyên xem ra, Đồng Thiên Lỗi ngay tại chế tạo lấy cớ để Tiêu Phàm có thể xuất thủ lấy cớ. Lão Thường cũng không đợi Đồng Thiên Lỗi chào hỏi, trực tiếp đi tới Đồng Thiên Lỗi bên người trước sofa, một ngồi xuống, tay vừa nhấc, hai tay ôm ngực nhân đan hồ lão cửu liền đem một cái màu ngà sữa LV bọc nhỏ giao đến trong tay hắn. Phương Du Mỹ ánh mắt sáng lên, há to miệng, hay là nhịn xuống, không có lên tiếng. Ha ha, Phương tiểu thư, đây là bọc của ngươi a. Rất xinh đẹp, ta nếu là không có nhận sai, đây chính là LV mới nhất bản bao, rất đắt a, muốn hơn 10.000 a. Chậc chậc, làm quan chính là làm quan, cùng chúng ta nhân dân quần chúng chính là không giống. Một cái cao trung tiểu nữ sinh, cũng có thể sử dụng lên đắt như vậy túi sách. Phương tiểu thư, người có biết hay không, người mua một cái dạng này túi sách, đầy đủ nghèo khó địa khu học sinh tam niên sinh sống phí đâu. Thật sự là lãng phí a. Lão Thường vừa nói vừa lắc đầu, nghe vào biết bao trách trời thương dân, nghiễm nhiên không biết, chỉ là ngữ khí của hắn thực tế quá nói năng ngọt xớt, nghe được lòng người bên trong tương đương không thoải mái. Phương Du Mỹ hừ một tiếng. Nói, đây là ta cứu cứu đưa cho ta sinh nhật lễ vật. Bên ngoài, Tha thị gia tộc đại bộ phận phân sản nghiệp đều là từ Nhiêu Ngọc Sinh tại trưởng khống, có thể nói tài hùng thế lớn. Cháu gái qua sinh nhật, đưa cái LV kiểu mới túi sách, không hề thấy quái lạ. Toàn bộ Phương gia Tha nhà, liền không ai không sủng Phương Du Mỹ. Sinh nhật lễ vật a, rất đắt nặng, thật có tiền. Lão Thường hay là âm dương quái khí lắc đầu, tiện tay mở ra cái kia LV tiểu khôn bao. Từ bên trong xuất ra một cái hộp hóa trang, cười hì hì. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái khe hở. Uy, ai bảo ngươi loạn động ta đồ vật rồi. Phương Du Mỹ lập tức liền gấp mắt, kêu la. Nha, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Ai nha, cái này hộp hóa trang bên trên còn có ảnh chụp đâu. Cái này ai vậy, nha, Tiêu Tiên Sinh, đây là ngươi a. Ai, đại ca, không phải nói Tiêu Tiên Sinh là Phương tiểu thư biểu ca sao. Đây cũng quá thân mật đi. Còn thanh biểu ca ảnh chụp đặt tại hộp hóa trang bên trên tùy thân mang theo. Phương tiểu thư, người thật thanh ta làm hồ đồ, người đến cùng Tiêu Tiên Sinh là quan hệ như thế nào a? Lão Thường miệng thảo luận lấy thật xin lỗi, lại giơ lên cái kia tinh xảo hộp hóa trang, không chút kiêng kỵ cười to không thôi. Người quản ta đây, nhanh đem đồ vật trả ta. Phương Du Mỹ mặt đỏ lên, Đường Huyên khóe miệng lại hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Kia hộp hóa trang bên trên rõ ràng khảm nạm lấy Tiêu Phàm chân dung lớn, cách mặc dù có chút xa, nhưng Yên Chi xã nhị đương ra ánh mắt gì, tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, ảnh chụp còn rất xoái tức giận. Đáng tiếc nàng đứng tại Phương Du Mỹ bên người, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu chân nhân khía cạnh, nhưng lại không biết Tiêu chân nhân dưới mắt trong lòng là nghĩ như thế nào. Tiêu chân nhân khoảng thời gian này trêu chọc đại đại nho nhỏ mỹ nữ, có vẻ như còn thật không ít đâu. Ngay cả vị này chính đang đi học cao trung tiểu nữ sinh, đều bị hắn mê phải thần hồn điên đảo, mạnh mẽ thanh xuân mỹ thiếu nữ sát thủ a. Trả lại ngươi, có thể a. Phương tiểu thư, chúng ta cứ như vậy đi, ngươi chỉ phải thật tốt trả lời ta một vấn đề, ta lập tức liền thanh túi sách trả lại cho ngươi. Vấn đề gì? Phương Du Mỹ thốt ra, lập tức liền có chút hối hận. Đây không phải chủ động yếu thế sao? Rất đơn giản, ngươi liền nói cho ta, vị này Tiêu tiểu ca, đến cùng là biểu ca ngươi, hay là bạn trai ngươi? Ngươi trả lời chính xác, ta liền thanh túi sách trả lại cho ngươi. Lão Thường thiếu nói, ánh mắt tại hai người trên mặt quét tới quét lui, trêu tức ngữ khí tương đương rõ ràng. Trả lời chính xác, cái gì gọi là trả lời chính xác, ngươi cho rằng ngươi là trọng tài a? Phương Du Mỹ khí có phải hay không, mãnh đứng lên, ôn nhu tiểu gấp rút chập trùng không thôi, hận không thể lập tức xông đi lên, đem túi sách từ Lão Thường trong tay đoạt trở về. Đã lớn như vậy, trừ lần trước cùng Tiểu Cầm các nàng phát sinh lần kia xung đột, tiểu nha đầu còn không có nhận qua loại này ủy khuất. Ngồi xuống, đứng tại Lão Thường bên người, vẫn luôn tại toàn thân loạn run kia dáng lùn bản thốn đầu mở chừng hai mắt, chính là quát to một tiếng. Phương Du Mỹ lấy làm kinh hãi, kìm lòng không đặng ngồi xuống, thở phì phò nâng lên miệng. Ha ha, Phương tiểu thư, ngươi cũng đừng ồn ào, ta biết là cái đại quan, tỉnh lý Phương thư ký nha, trong tay có súng. Nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, ta là kẻ thô lỗ, ta những huynh đệ này, cũng là chút người thô kệch, không phải dọa lớn. Nhà ngươi đại quan lão tử, dọa bất tử chúng ta. Ta nói với các ngươi những này tiểu hoa nhi tốt nhất sống yên ổn điểm, đừng cáo mượn oai hùm. Về nhà nói cho, muốn bắt chúng ta, có thể,
không có vấn đề. Muốn bắt phải nhốt, cái kia chỉ có thể cho phép hắn. Muốn chém giết muốn róc thịt, cũng không thành vấn đề, chỉ có thể cho phép hắn. Nhưng có một câu, ta phải ở đây nói rõ ràng với các ngươi muốn bắt phải nhốt, liền thanh người đều bắt hết, một cái đều đừng thừa. Chỉ cần thừa kế tiếp, vậy coi như không yên ổn. Chỉ cần ta lão Thường không chết, một ngày nào đó sẽ tới tìm các ngươi. Lão Thường thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, hai tay khoanh lẫn nhau nắm, đốt ngón tay rung động đùng đùng, hai mắt nghiêng liếc tới, ánh mắt âm sâm sâm. Từ cái này lão Thường vào cửa đến bây giờ, vẫn luôn là hắn tại diễn nhân vật chính, ngay cả Đồng Thiên Lỗi đều không tiếp tục mở miệng. Lão Thường vừa dứt lời, bản thốn người lùn bá một tiếng, đem đeo ở hông dao quân dụng rút ra, phòng họp sáng như tuyết dưới ánh đèn, đao hàn quang lóa mắt, một cỗ âm u tĩnh mịch hàn khí, thẳng bước mà tới. Người cao nhân đan hồ cũng buông ra ôm ngực hai tay, trái tay nắm chặt vỏ đao, phải tay nắm chặt chuôi đao. Tiêu Phàm liền cười, nhìn về phía lão Thường ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai chi ý. Hắn là thật có chút ý không ngờ được, Đồng Thiên Lỗi thế mà còn cho hắn bảy cái hồng môn yến. Nhìn đến nhiều năm như vậy dưới mặt đất lão đại làm xuống đến, Đồng Thiên Lỗi tư duy đã không phải là như vậy bình thường. Suốt ngày bị người bưng lấy kính, rất dễ dàng để người bành trướng, quên hết tất cả. Trên quan trường sự tình cũng có người hỗ trợ giải quyết, Đồng Thiên Lỗi liền cho rằng cái này cửa sắt thành phố thật họ Đồng. Chỉ là hắn gọi tới vị này mặt tiểu đệ, trình độ không khỏi phế vật chút, toàn bộ một hai hàng. Đồng tiên sinh, đây chính là ngươi đêm nay mời chúng ta tới mục đích. Tiêu Phàm không thèm để ý lão Thường, ánh mắt rơi vào Đồng Thiên Lỗi trên mặt, lạnh nhạt hỏi. Đồng Thiên Lỗi chà sát tay, có chút ngượng ngùng, nói, thật xin lỗi a, Tiêu tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Bất quá em ta huynh nhiều, bằng hữu cũng nhiều, các huynh đệ họ cách không hoàn toàn tương tự, có đôi khi ta cũng chỉ có thể chấp nhận lấy quá khứ, không tốt quá nói thế nào bọn hắn, mời Tiêu tiên sinh nhiều hơn tha thứ. Bất quá, lời nói cầu thả lý không cầu thả, các huynh đệ ý tứ, cũng mời Tiêu tiên sinh nhiều suy nghĩ một chút. Đại ca, cùng cái này mấy tiểu tử kia nói lời vô dụng làm gì a? Đồng Thiên Lỗi lời còn chưa nói hết, lão Thường liền nhảy dựng lên đánh gãy hắn. Tựa hồ Đồng Thiên Lỗi đối Tiêu Phàm khách khí như vậy để hắn bất mãn hết sức. Này, huynh đệ, chính là ta vừa mới nói ý tứ kia, ngươi trở về nói cho nhạc phụ tương lai của ngươi lão tử. Nếu là hắn cho ca môn lưu con đường sống, vậy chúng ta cũng kính hắn là phương thư ký, để chúng ta làm sao phối hợp đều được, đảm bảo không quấy rối. Nếu là một điểm đường sống cũng không cho chúng ta lưu lại, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ cần không có thanh ta lão Thường chơi chết. Ta sớm muộn đem các ngươi chơi chết, các ngươi tin hay không? Chơi chết ngươi, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, lộ ra 10 điểm đột ngột. Vượt quá mọi người dự kiến chính là, lời này không phải Tiêu Phàm nói, đương nhiên cũng không phải Phương Du Mỹ nói, mà là xuất từ Đường Huyên miệng. Đường Huyên hai tay ôm ngực, lạnh lùng liếc qua lão Thường, nguyên bản mềm mại tú khuôn mặt đẹp, sớm đã lồng bao một tầng xương lạnh. Nha a! Lão Thường đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, một đôi mắt trừng phải như là trâu trứng, gắt gao tiếp cận Đường Huyên, miệng bên trong chính là một tiếng quái khiếu. Tiểu, khẩu khí lớn như vậy, ngươi là ai a? Tin hay không lão tử ở đây liền vòng ngươi, lại là bá một tiếng. Nhân đan hồ đã đem thật dài nói vốn đao rút ra, một cỗ so chủy thủ quân dụng càng âm trầm sát cơ lập tức đập vào mặt. Lão địch, chớ cùng ca môn đoạt, ta lên trước, đợi chút nữa lột sạch cái này tiểu. Cũng là ta lên trước. Nhân đan hồ lão cửu một tiếng chu lên, hai tay giơ cao lên nói vốn đao, liền hướng Đường Huyên giết tới, hai mắt, lập tức biến đến đỏ bừng, nháy mắt liền hóa thân thành dã thú khát máu. Xem ra người này thích nói vốn đao, thích trang phục thành nói bản nhân, không phải là không có nguyên nhân, thực chất bên trong đầu liền cùng quỷ tử đồng dạng bạo ngược. Không ai ngăn cản hắn, bất quá lần này, nhân đan hồ minh hiển tìm nhầm đối tượng. A. Phương Du Mỹ la hoảng lên, thân thể liền hướng ghế sofa bên trong co rụt lại, nhắm mắt lại. Tiểu nha đầu thật không nghĩ đến, những người này biết rõ thân phận của nàng, thế mà còn dám động thủ, đồng thời vừa lên đến chính là như thế mọc dài một thanh nói vốn đao, biết bao hung thần ác sát. A, Phương Du Mỹ lập tức cảm thấy thân biên phong thanh cùng một chỗ, sau một khắc, vang lên một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, ngay sau đó là vật nặng va chạm thanh âm, lại tiếp sau đó chính là rối bời tiếng kêu gào. Phương Du Mỹ vội vàng lại mở to mắt, lại chỉ thấy nhân đan hồ chừng 170 đến 180 cân thân thể đã bay ra thật xa, đem lão Thường bên người ghế sofa đụng ngã. Ghế salon kia 10 điểm dày đặc,
nhưng vẫn là chưa thể ngăn cản nhân đan hồ lão cửu thế đi, ngửa mặt ngã lật, nhân đan hồ to mọng thân thể thẳng tắp nằm ở nơi đó, lại không có động tĩnh. Thối, bản thốn đầu dáng lùn phản tay cầm đao, miệng bên trong mắng to, mãnh xông lại. Phương Du Mỹ lần nữa khép lại hai mắt, sau đó lại là một tiếng càng thêm khiếp người rú thảm, xương cốt bẻ gãy ba ba âm thanh liên tiếp vang lên. Đợi đến Phương Du Mỹ mở mắt lần nữa thời điểm, bản thốn đầu dáng lùn giao quân dụng sớm đã không thấy tăm hơi, tay trái bưng tay phải, thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khắp cả mặt mũi đại hán cuồn cuộn mà hạ. Tiểu nha đầu đen lúng liếng mắt to lập tức trừng tròn xoe, sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tuyệt đối không dám tin thần sắc. Chương 275, đáng giết giết, nên đánh chết đánh chết. Lão thường trợn mắt hốc mồm, phản ứng đầu tiên là co cẳng liền chạy, vừa nhấc chân, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, luống cuống tay chân hướng trong túi đi móc ra hỏa. Trước mắt bóng đen lóe lên, làn gió thơm phun trào, Đường Huyên đã đến bên cạnh hắn. Ai, lão thường vừa tới kịp ồn ào một tiếng, lập tức liền biến thành rú thảm. Tinh thông cận thân bác kích thuật Đường Huyên tựa như biến thành người khác, hung hãn dị thường, hai tay nắm chặt lão thường hai vai hướng xuống đè ép, đầu gối đồng thời nâng lên, lão thường còn không có lấy lại tinh thần, cứng rắn vô so đầu gối chính chính đánh trúng mũi của hắn xương. Xương mũi vỡ vụn thanh âm cực kỳ khiếp người, thậm chí liên lão thường kêu thảm đều không che giấu được. Cứ việc cái này trong phòng họp trừ Phương Du Mỹ bên ngoài, đều là thân kinh bách chiến chủ, các loại huyết tinh chàng diện thấy nhiều, cái này tiếng gãy xương truyền lọt vào trong tai, không chịu được toàn thân phát hàn, cá biệt gan tiểu nhân thậm chí đuôi xương cụt siết chặt, co lại, một cỗ mắc tiểu tuôn ra đem lên tới. Phanh, lão thường giống như một đầu phá bao tải, trầm trọng nện ở trên thảm. Đường Huyên duỗi ra một đầu cặp đùi đẹp, không khách khí chút nào một cước giẫm tại lão thường trên cổ, lạnh nhạt nói, giống như ngươi, muốn chơi chết ngươi, cũng chính là trong giây phút sự tình. Lão thường cùng hắn mang tới hai cái này huynh đệ, công phu quyền cước qua quyết bình bình cực kỳ, ỉ vào một cỗ hoành kình, tại nhà ga bên kia hoành hành bá đạo, đụng phải Đường Huyên dạng này cao thủ chân chính, ngay cả nửa phân sức hoàn thủ đều không có, nháy mắt một cái, liền bị gọn gàng thu thập. Tất cả mọi người giận xem líu lưỡi, kia hai hàng đen đồ vest nam tử, cũng có mấy cái phản xạ có điều kiện thức muốn tiến lên cứu viện, chỉ thoảng qua do dự một chút, trong nháy mắt, lão thường liền biến thành một bãi bùn nhão. Bị Đường Huyên giẫm tại dưới chân, tay chân không ngừng run rẩy, lên tiếng cũng không thể thốt một tiếng. Tất cả chớ động, Đồng Thiên Lỗi hét lớn một tiếng, cá biệt ngo ngoe muốn động đen đồ vest nam tử lập tức liền yên tĩnh xuống. Mặc dù lão thường hòa nói bên trong cùng tất cả mọi người rất quen, cũng biết hắn là Đồng Thiên Lỗi tương đối xem trọng huynh đệ, nhưng cuối cùng, lão thường cũng không phải đại ca của bọn hắn, Đồng Thiên Lỗi mới là. Tại cái này Kim Kiều hội sở, chỉ có Đồng lão đại lên tiếng, mới là mệnh lệnh. Những người khác nói chuyện, nhưng không hiệu nghiệm. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, khe khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Đồng Thiên Lỗi. Tiêu tiên sinh, cái này, đây là cái lầm hội. Đồng Thiên Lỗi khóe miệng một phát, tận lực cố nặn ra vẻ tươi cười đến, trong mắt lại không thể tránh né lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi. Đường Huyên cái này thân thủ quá huyễn, lão thường ba người cũng là nhân vật hung ác, tại Đường Huyên thủ hạ, như là tiểu hoa nhi, nhanh gọn bị thu thập thành cháu trai. Đồng Thiên Lỗi trong đầu cơ hồ lập tức liền hiện ra đại nội cao thủ mấy chữ này đến, làm không tốt, Đường Huyên chính là loại kia thần bí khó lường đại nội bảo tiêu, vậy cái này họ Tiêu trẻ tuổi tiểu hòa tử địa vị, coi như hù chết người. Tiêu Phàm cười cười, lạnh nhạt nói, Đồng tiên sinh, có phải là hiểu lầm, người trong lòng mình nắm chắc. Tiêu tiên sinh, thật sự là lầm hội. Đồng Thiên Lỗi cái trán chảy ra mồ hôi lạnh đến, đưa tay lau một cái, trong mắt kinh hoàng chi ý càng sâu. Tiêu Phàm phần chấn định này tự nhiên thần thái, xinh xinh đem Đồng Thiên Lỗi trấn trụ. Đây cũng không phải là có thể giả vờ. Nói rõ cái gì đâu. Nói rõ cảnh tượng tương tự, Tiêu Phàm thấy nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm bản thân là cảnh sát, giả mạo Phương Du Mỹ bạn trai đến. Loại khả năng này họ rất cao a. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, ngừng lại Đồng Thiên Lỗi, nói, Đồng tiên sinh, ta biết tâm tư của ngươi, ta cũng nguyện ý thành toàn ngươi. Gọi cái khác người không liên hệ đều ra ngoài đi, có điều kiện gì, người đều có thể nói ra. Đồng Thiên Lỗi con người bỗng dưng co vào, trong mắt kinh hoàng vẻ sợ hãi nhàn rỗi ở giữa biến mất sạch sẽ, thẳng tắp tiếp cận Tiêu Phàm mặt, tinh quang bắn ra bốn phía. Hợp lấy hắn vừa rồi biểu lộ đều là giả vờ, đều ra ngoài, Đồng Thiên Lỗi cũng chỉ là nháy mắt chần chờ, lập tức quát to một tiếng. Vâng, lão đại, hạ quản lý bọn người ầm vang đáp ứng, liền đi ra ngoài. Ngươi lưu lại,
Tiêu Phàm từ tốn nói, ánh mắt thẳng đảo qua đi, chính rơi tại cái kia bản thốn đầu dáng lùn lão địch trên mặt. Lão địch cầm đao tay phải sớm đã gãy thành một đoạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đổ mồ hôi ứa ra, lại hoàn toàn thanh tỉnh, không có ngất đi. Biết ngày hôm nay gây không nên dây vào nhân vật lợi hại, nghĩ thừa dịp chạy loạn rơi, ai ngờ còn là bị Tiêu Phàm tiếp cận. Thật xin lỗi Tiêu tiên sinh, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một lần, ta về sau cũng không dám lại. Lão địch hết sức giảo hoạt, một bên cúi đầu khom lưng cầu xin tha thứ, dưới chân lại là không ngừng chút nào, không ngừng ra bên ngoài di động, vài câu cầu xin tha thứ bánh xe nói chuyện, cách đại môn đã không đủ mấy bước khoảng cách, bỗng nhiên xoay người, hướng ngoài cửa chạy như điên. Dừng lại, Đường Huyên một tiếng quát, liền phải đuổi tới đi. Trước mắt bạch quang lóe lên, tiếng gió rít gào, ba, lão địch không rên một tiếng, nhào ngã xuống, lúc này cũng không nhúc nhích. Phanh một tiếng, một chỉ chén trà bằng sứ xanh rớt xuống đất, phân thành hai mảnh. Đường Huyên thấy được rõ ràng, vừa rồi chính là chén trà này nện ở lão địch trên ót, cũng không biết trên chén trà ẩn chứa loại nào kinh người kinh lực, lão địch ngay cả nửa phân giấy ruộng chi lực đều không có, liền này không rõ sống chết. Lại nhìn Tiêu Phàm trong tay, sớm đã rỗng tuếch. Không hề nghi ngờ, chén trà này là Tiêu Phàm ném qua. Đường Huyên ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra 10 điểm bội phục thần sắc. Nói đến, đây là Đường Huyên lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, quả thật cử khinh nhược trọng, thâm bất khả trắc. Võ thuật bên trong, cử trọng nhược khinh cảnh giới tương đối dễ hiểu, rất nhiều người chăm học khổ luyện về sau đều có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng cử khinh nhược trọng, độ khó liền lớn nhiều. Thời cổ mở vũ cử, 120 cân cửa ải lớn đao, không ít cử nhân võ đều có thể vung vẩy như gió, nhưng thanh một con phổ thông chén trà đánh ra đạn hiệu quả đến, có thể làm đến người coi như lác đác không có mấy. Đồng Thiên Lỗi trong mắt, lần nữa hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Lần này, Đồng Lão Đại là thật sợ. Dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu, đem các huynh đệ đều đuổi ra ngoài, liền lưu lại tự mình một người đối mặt như thế hung thần ác sát hai kẻ hung hãn, vạn nhất nếu là người ta không theo quy củ ra bài. Mình chẳng phải là muốn đại đại hỏng bét. Đồng Thiên Lỗi cũng thô thô luyện qua chút quyền cước, nhưng cùng Tiêu Phàm Đường Huyên so ra, kia là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhưng so họ. Đồng Thiên Lỗi đoán chừng, coi là thật động thủ, mình hạ chàng sẽ không so lão thường mấy người bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Bất quá Đồng Thiên Lỗi cuối cùng vẫn là không có thay đổi chủ ý. Hạ quản lý đi đến cạnh cửa, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Đồng Thiên Lỗi. Một lần cuối cùng dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn, lão đại, ngươi thật quyết định rồi sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Đồng Thiên Lỗi ra vẻ chấn định gật gật đầu, bất quá cái cổ cứng đờ vô luận như thế nào đều không che giấu được. Hạ quản lý lắc đầu, rốt cục lui ra ngoài, tại bên ngoài nhẹ nhàng đem gỗ lim đại môn mang lên. Gỗ lim đại môn chậm rãi khép lại, Tiêu Phàm chuyển hướng một bên co quắp tại ghế sofa bên trong Phương Du Mỹ, nhẹ giọng hỏi tiểu Mỹ, không sao à? Nếu không, để Huyên Huyên trước đưa người đi về nghỉ. Phương Du Mỹ mím thật chặt bờ môi, lắc đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngực gấp rút chập trùng, cho thấy phải lại là khẩn trương lại là hưng phấn, kích động không thôi. Vừa rồi thật sự là quá kích thích, lại không nghĩ tới, cái kia nhã nhặn nhu uyển Đường tiểu thư, đúng là cái đại cao thủ. Nhìn về phía Đường Huyên ánh mắt, trở nên lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ, hận không thể mình cũng có thân thủ như vậy, nếu như vậy, nói không chừng Tiêu Phàm thật sẽ thích mình a. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu trong đầu rối bời, nơi nào còn có thể bình thường suy nghĩ. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là giờ này khắc này, tiểu cô nương nói cái gì cũng không sẽ rời đi Tiêu Phàm bên người một bước. Sẽ không có gì địa phương so ở tại Tiêu Phàm bên người an toàn hơn. Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, ta cũng không phải là phải có ý mạo phạm, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mắt thấy Tiêu Phàm ánh mắt từ Phương Du Mỹ trên mặt rời, Đồng Thiên Lỗi lập tức bồi cười nói. Hướng Tiêu Phàm khom người một chút, đầy lòng thấp thỏm không thôi. Bị buộc bất đắc dĩ. Đồng lão đại, lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a. Mấy cái này tên dở hơi, chẳng lẽ không phải ngươi để cho bọn họ tới ra ngoan khoe cái xấu. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Đường Huyên giơ chân đá đá như chó chết gục ở chỗ này toàn không một tiếng động lão thường, nhìn qua Đồng Thiên Lỗi, cười như không cười hỏi. Đồng Thiên Lỗi lập tức liền lúng túng, vội vàng nói, Đường tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Mấy tên này, thật đúng là không phải ta để bọn hắn làm như vậy. Lão thường bình thường phách lối quen, ta đều không quản được hắn. Thật sao, Đồng lão đại, thật muốn để Tiêu Nhất Thiếu mở một mặt,
người hay là lấy ra chút thành ý đến tương đối tốt. Lời nói dối như vậy, ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều không gạt được. Đường Huyên khẽ cười một tiếng, mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý. Đều đến cái này ngay miệng, Đồng Thiên Lỗi hay là né tránh, một điểm không lưu loát, Đường Huyên thật nhìn có chút không lên hắn. Đừng nhìn Đường Huyên là cái nữ hài tử, bên ngoài đồng hồ trầm tĩnh hiền thục, nhưng thân là Yên Chi xã nhị đương gia, hòa nói bên trong nhưng cũng sát phạt quyết đoán, rất có thể cầm được định chủ ý. Đồng Thiên Lỗi cười khổ một tiếng, trà sát tay, nói, Đường tiểu thư, ta biết ngươi không tin, thế nhưng là... Ai nha, nói như thế nào đây, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Đừng nhìn những thứ hỗn trướng này miệng bên trong kêu ta đại ca, trên thực tế bọn hắn bình thường đều là mạnh ai nấy làm, ta cũng không thể hoàn toàn bao ở bọn hắn. Lão Thường gia hỏa này, tại nhà ga bên kia hoành hành bá đạo, đối ta, nhiều nhất có thể nghe một nửa cũng đã rất ghê gớm. Đường Huyên miệng nhỏ cong lên, vẫn như cũ là hào không tin thần sắc. Đã ngươi không quản được cái này lão Thường, vậy ngươi để hắn tối nay tới đây làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào dạng này lưu manh thật có thể dọa được ở phương Lê Thiên Kim tiểu thư không thành? Không khỏi quá ngây thơ đi. Đồng Thiên Lỗi miệng hơi mở, còn muốn giải thích vài câu, Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, Đồng Tiên Sinh, ngươi có thể hay không quản được mấy người này, không phải trọng điểm. Ngươi muốn mượn tay của ta, thành mấy cái này đau đầu triệt để thu thập, cũng không quan hệ, ta có thể như ngươi mong muốn. Mấy tên này, ta giúp ngươi thu thập, đáng giết giết, nên đánh chết đánh chết. Vốn là tội ác chồng chất, không cần thiết lưu lại tai họa người khác. Tiêu Tiên Sinh, Đồng Thiên Lỗi giật nảy cả mình, song mi dương lên, mặt mũi tràn đầy vừa hãi vừa sợ thần sắc. Hắn là thật không nghĩ tới, mình giấu ở sâu trong nội tâm ý nghĩ kia, cứ như vậy bị Tiêu Phàm một chút xem thấu. Chương 276, ngươi còn coi ta là đại ca. Tiêu Tiên Sinh, ta thật không có ý tứ này. Đồng Thiên Lỗi sợ hãi về sau, lại rất lúng túng nói. Lão Thường, lão địch cùng nhân đan hồ cứ việc nằm sấp nằm sấp nằm nằm, tốt xấu đều tại trước mặt, cứ như vậy thừa nhận mình muốn mượn tay ngoại nhân thu thập nhà mình huynh đệ, Đồng lão đại cũng có chút xấu hổ, da mặt còn không có như vậy dày. Tiêu Phàm quét hắn một chút, thần sắc nhàn nhạt, Đồng Thiên Lỗi một trái tim lại trực tiếp chìm xuống dưới, chợt phát hiện, tại Tiêu Phàm trước mặt đùa nghịch dạng này tâm nhãn, thực tế là tính lầm. Người này mặc dù trẻ tuổi, lại là linh đài thanh minh, cơ trí vô so. Đồng Tiên Sinh, ta chỉ có một cái yêu cầu. Chốc lát, Tiêu Phàm chậm rãi nói. Đồng Thiên Lỗi kìm lòng không đặng hỏi, yêu cầu gì? Toàn bộ nhà ga băng đảng lưu manh toàn bộ thành viên, người muốn hướng công an cơ quan cung cấp một phần hoàn chỉnh danh sách. Có quan hệ mấy người này cùng nhà ga băng đảng lưu manh hết thảy tội ác, người nhất định phải chi tiết hướng công an cơ quan trần thuật. Tiêu Phàm quét Đường Huyên dưới chân lão Thường một chút, chuyển hướng Đồng Thiên Lỗi, nói. Nếu có một cái để lọt chi cá. Tất cả hậu quả, đều từ ngươi gánh chịu. Tiêu Phàm ngữ khí hay là không chậm không nhanh, nghe vào Đồng Thiên Lỗi trong lỗ tai, lại nặng nề vạn phân, vụng trộm không ngừng nhấm nuốt, sợ mình ngộ phán Tiêu Phàm ý tứ. Không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm đối cái này không biết trời cao đất rộng lão Thường cùng hắn hai tên tiểu đệ đã 10 điểm chán ghét, không có ý định bỏ qua bọn hắn. Nói đến, cũng là lão Thường mình muốn chết, thế mà hướng về phía Tiêu Phàm la to, nói cái gì trừ phi ngươi chơi chết ta loại hình nói nhảm. Đầu đường lưu manh, rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời điểm, ngược lại là thường xuyên sẽ như thế kêu gào. Nhưng lại không biết, tại chính thức nhân vật hung ác trước mặt, như vậy thực tế là không thể tùy tiện ồn ào. Như là Đường Huyên vừa mới nói như vậy, muốn chơi chết ngươi, cũng không phải việc khó gì. Đồng Tiên Sinh, ta không hy vọng lại có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, ngươi hiểu chưa? Nếu không, ta không ngại dùng nhiều điểm tinh lực, cũng phải đem tất cả tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ sạch. Về phần có phải là sẽ ngộ thương, vậy thì không phải là ta chỗ quan tâm. Tiêu Phàm nhìn một chút một bên Phương Du Mỹ, lần nữa cường điệu vài câu. Phương Du Mỹ nháy đen lúng liếng mắt to, có chút cái hiểu cái không, nhưng cũng ẩn ẩn minh bạch. Tiêu Phàm là sợ đám lưu manh này không thể đánh tận, bỏ sót mấy cái như vậy, sẽ đối nàng tiến hành cái gì trả thù. Phương Du Mỹ đều đã minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, Đồng Thiên Lỗi làm sao có thể không rõ, trong lòng càng là một hàn. Tiêu Phàm lời này. Nói đến lại quá là rõ ràng. Nếu như Đồng Thiên Lỗi không thể đem những này tai họa ngầm tiêu trừ, như vậy Tiêu Phàm liền sẽ mở rộng đả kích phạm vi, không tiếc đem Đồng Thiên Lỗi cùng hắn đội nhổ tận gốc, tận diệt rơi. Bất luận cái gì có khả năng đối phương Du Mỹ tạo thành uy hiếp lưu manh phần tử, đều sẽ bị thanh trừ hết. Thà rằng ngộ thương, cũng sẽ không bỏ qua. Lại nói đám lưu manh này đội thành viên, ai không phải tội ác từng đống. Thật bắt lại,
khẳng định Ngộ Thương không được. Đồng Thiên Lỗi không dám tiếp tục do dự, lập tức nói, Tiêu tiên sinh, xin ngươi yên tâm, ta nhất định phối hợp. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đối Đồng Thiên Lỗi thái độ này, biểu thị hài lòng. Đại ca, ngươi thật muốn Thanh các huynh đệ đều bán đi. Liền ở thời điểm này, bị Đường Huyên một mực giẫm tại dưới chân lão Thường liều mạng giằng co, mơ hồ không rõ kêu lên, trong giọng nói, tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng chi ý. Đồng Thiên Lỗi sầm mặt lại, không rên một tiếng. Tốt, Đồng Thiên Lỗi, ngươi, xem như ngươi lợi hại, ngươi dám làm sơ một, ta liền dám làm 15. Lão Thường cứ việc phách lối, đầu cũng không phải quá đần, rốt cuộc minh bạch tới, lão đại là thật dự định đem mấy người bọn hắn ném ra ngoài đi. Cờ tướng bên trong, cái này gọi thí xe giữ tướng. Soái đương nhiên an tâm, xe coi như rất buồn bực. Liền ngươi, Đường Huyên khẽ cười một tiếng, nâng lên mặc giày da đen tinh xảo chân nhỏ, hướng xuống nhẹ nhàng dẫm mạnh. Ngươi cái gì đều làm không được, ngươi đã là cái người chết. Ngươi nếu là nghĩ lên pháp trường trước đó mấy tháng này có thể trôi qua dễ chịu chút, tốt nhất phối hợp một điểm, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường Huyên lời này cố nhiên khó nghe, lại tương đương thực tế. Tiêu Phàm đã động sát ý, lão Thường liền đã cùng người chết không có gì khác biệt. Xem ở Phương Lê trên mặt mũi, có lẽ còn muốn đi một chút pháp luật chương trình, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đi cái chương trình mà thôi. Lão Thường chết chắc, nếu là hắn thức thời, hảo hảo phối hợp phá án cảnh sát nhân dân, có lẽ tại phòng giam bên trong lại còn không ăn quá nhiều vị đắng. Nếu thật là không hiểu chuyện, liều mạng cắn loạn, phòng giam bên trong cảnh sát cùng đại ca nhóm, có là biện pháp để hắn sống không bằng chết. Thân là Yên Chi xã nhị đương gia, do số tử bên trong những này âm u tình hình, Đường Huyên thế nhưng là rất rõ ràng. Lão Thường đau nhức hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy trên cổ giống như đè ép ngàn cân cự lực, rốt cuộc lên tiếng im lặng đến, liều mạng trợn trắng mắt, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Phàm hai chân. Liền vừa rồi, Thường đại ca hay là kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, kêu gào không thôi, trong nháy mắt, liền biến thành chó chết, bị một nữ nhân giẫm tại dưới chân. Muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập, nửa phân sức hoàn thủ đều không có. Tiêu tiên sinh, hết thảy tất cả nghe theo người phân phó. Đồng Thiên Lỗi thật sâu bái, ngữ khí 10 điểm thành khẩn. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Tiểu Mỹ, đi thôi, về nhà. Phương Du Mỹ liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Tiêu Phàm tay, hướng cửa phòng hội nghị đi đến. Đường Huyên mỉm cười, cầm lấy Phương Du Mỹ cái kia LV bọc nhỏ, sau đó đuổi theo. Hạ quản lý cùng mười mấy tên đen đồ vest nam tử, tụ tập bên ngoài, mắt thấy Tiêu Phàm bọn người đi ra ngoài, lập tức đều kìm lòng không đặng hướng hai bên tránh ra một cái thông đạo, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, mang theo nói không nên lời vẻ sợ hãi. Tiêu tiên sinh, ta đưa mấy vị. Hạ quản lý cũng là một nhân tài, lúc này còn giảng cứu cái lễ tiết. Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, ngừng lại hắn, không cần, hạ tiên sinh. Ngươi còn hiệp trợ Đồng tiên sinh thanh giải quyết tốt hậu quả xử lý tốt đi. Ai, tốt tốt, hạ quản lý gật đầu cuống quýt, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bọn người rời đi, quay người liền tiến vào phòng họp. Trong phòng họp, một mảnh hỗn độn, Đồng Thiên Lỗi ngồi tại ghế sofa bên trong, đốt lên một điếu thuốc, từng ngụm rút lấy, lão Thường bọn người vẫn như cũ nằm ở nơi đó, không đứng dậy được. Bất quá lão Thường nhìn về phía hạ quản lý ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Ngày xưa cái gọi là huynh đệ, trong nháy mắt, liền hoàn toàn thay đổi vị. Lão đại, thế nào? Hạ quản lý nhìn cũng không nhìn lão Thường một chút, đi thẳng tới Đồng Thiên Lỗi trước mặt, thấp giọng, mặt mũi tràn đầy đều là lo được lo mất thần sắc. Đồng Thiên Lỗi ngẩng đầu liếc hắn một cái, rất nhẹ gật gật đầu. Hạ quản lý lập tức thở phào một hơi, hướng Đồng Thiên Lỗi duỗi ra ngón tay cái, mang theo nịnh nọt chi ý, thấp giọng nói, lão đại, hay là ngươi lợi hại. Kia mấy cái này, làm sao bây giờ? Đồng Thiên Lỗi ánh mắt lóe lên một vòng vẻ âm lệ, trùng điệp rút hai ngụm khói. Từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ xương trắng, chậm rãi nói, làm sao bây giờ, ngươi cần hỏi ta chăng? Hạ quản lý liền là nhẹ gật đầu, ngầm hiểu, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi đến. Đột nhiên dưới chân siết chặt, mắt cá chân chỗ bị người cầm thật chặt. Hạ quản lý lấy làm kinh hãi, bận bịu tức cúi đầu nhìn lại là lão Thường duỗi tay nắm lấy mắt cá chân hắn, ngẩng máu me nhảy nhụa mặt, thở hào hển kêu lên, lão hạ, đi đâu? Hạ quản lý trước giật nảy mình. Rất nhanh liền chấn định lại, nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai, vừa cười vừa nói, đi đâu? Đương nhiên là gọi người tiến đến, đưa Thường ca ngươi đi bệnh viện, còn có thể đi đâu ha? Hắc hắc, lão hạ, tiểu tử ngươi chớ cùng lão tử âm dương quái khí, ngươi ý đồ kia, cho là ta thật không biết đâu.
Nghĩ, nghĩ mông lão tử, không có cửa đâu. Nha, lão thường gắt gao nắm chặt hạ quản lý bắp chân, cắn răng quát khẽ một tiếng, không biết khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, bất quá động tác này rõ ràng khiên động thương thế của hắn, lập tức liền đau đến nhe răng nhếch miệng. Đại ca, ngươi cho câu lời thật tình, hôm nay một màn này, có phải hay không là ngươi cố ý an bài? Lão thường thở dốc một hồi lâu, lúc này mới nghiêng liếc Đồng Thiên Lỗi, cười lạnh hỏi. Đồng Thiên Lỗi rút một điếu thuốc, lạnh nhạt nói, lão thường, tất cả mọi người là người biết chuyện, người cũng không cần phải biết rõ còn cố hỏi. Tốt một cái biết rõ còn cố hỏi. Đồng Thiên Lỗi, ta nhiều năm như vậy đi theo ngươi, liều mạng giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ, phút cuối cùng, ngươi liền đối với ta như vậy. Thiệt thòi ta còn một mực đem ngươi trở thành đại ca. Đại ca, Đồng Thiên Lỗi liền cười, trên mặt mỉa mai chi ý làm sao đều ép không được. Lão thường, ngươi thật có coi ta là đại ca. Mấy năm này, người tại nhà ga bên kia xưng vương xưng bá, phạm phải bao nhiêu sự tình. Mỗi lần đều là ta lau cho ngươi, ngươi có nghe qua ta một lời khuyên sao? Lời ta nói, ngươi nghe qua cái kia một câu a? Có việc cần ta ra mặt, ta chính là đại ca ngươi. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi còn nhận ra ta là đại ca ngươi. Chúng ta làm huynh đệ vì ngươi liều mạng, ngươi làm đại ca đương nhiên muốn bảo bọc chúng ta, cái này có cái gì không đúng? Lão thường cổ cứng lên. Cả giận nói, đúng, không có gì không đúng. Đồng Thiên Lỗi tiếp tục mỉm cười nói, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa. Đã ngươi còn nhận ta là đại ca, còn coi mình là huynh đệ của ta, vậy lần này, ngươi liền lại giúp đại ca làm sự kiện đi. Chủ động đi đầu án tự thú, thanh chính mình sự tình hảo hảo nói rõ ràng. Ghi nhớ, chỉ giao phó chính mình sự tình, tuyệt đối đừng cắn loạn người khác. Lão thường cũng cười lên, cười ha ha, một bên cười biến đổi ra bên ngoài bọt. Đại ca, Đồng tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ còn nghe ngươi sao? Ha ha, ha ha ha, Đường Huyên kia một đầu gối, cơ hồ đem lão thường cả cái đầu đều đánh xốp giòn, răng rơi mười mấy khỏa, miệng đầy đều là máu, điên cuồng như vậy cười to, bộ dáng mười điểm khủng bố. Không nghe, cái kia cũng cho phép ngươi. Dù sao vừa rồi Tiêu tiên sinh cùng Đường tiểu thư lời nói, ngươi cũng nghe được rất rõ ràng. Ngươi nhất định không phối hợp, thua thiệt chỉ có thể là chính ngươi. Cuối cùng nên như thế nào còn thế nào dạng, ngươi cái gì đều cải biến không được. Tại người ta trong mắt, ngươi chính là một con kiến mà thôi, duỗi ra một cái ngón tay liền đem ngươi ép chết rồi. Hiểu chưa, thật đúng là coi mình là nhân vật như thế nào đâu. Đồng Thiên Lỗi cười lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, bọn hắn hay là thiên vương lão tử rồi. Lão thường cổ nghiêng một cái, một bộ chết không phục bộ dáng. Có phải là thiên vương lão tử, chờ ngươi tiến vào phòng giam bên trong. Rất nhanh liền sẽ biết. Bất quá, lão thường, nói thế nào chúng ta cũng huynh đệ một trận, đừng trách đại ca không có nhắc nhở ngươi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Phòng giam bên trong những cái kia ca môn thu lại người tới là cái thủ đoạn gì, ngươi cũng không phải không biết. Đồng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói, ngữ khí lạnh như băng. Chương 277, đều kinh động. A, à, tốt kích thích, Huyên Huyên tỷ tỷ, ngươi, ngươi có phải hay không cục cảnh vệ? Sẽ ngang bẻ cua. Phương Du Mỹ chính là một tiếng thét lên, lập tức chuyển hướng Đường Huyên, trừng to mắt hỏi, kiều nộn tiểu thân thể lại kìm lòng không đặng hướng Tiêu Phàm bên này gần lại, vô ý thức cùng Đường Huyên kéo ra một khoảng cách. Hiển nhiên tại tiểu nha đầu trong suy nghĩ, thời khắc này Đường Huyên đã trở thành một nhân vật nguy hiểm, không thể không phá lệ chú ý cẩn thận chút. Lão thường, lão địch, nhân đan hồ lão cửu đều là hung hoành kẻ liều mạng, bóp cùng một chỗ cũng không đủ Đường Huyên đánh, Phương Du Mỹ phản ứng như thế cũng liền hợp tình hợp lý. Tại Phương Du Mỹ xem ra, Đường Huyên tuổi còn trẻ liền tốt như vậy thân thủ, hay là nữ hài tử, lại đi theo Tiêu Phàm bên người, tựa hồ cũng chỉ có cục cảnh vệ mới là tốt nhất giải thích. Nếu không, ngươi là an toàn bộ môn. Phương Du Mỹ lập tức lại nghĩ tới Trần Dương trên thân, cứ việc nàng không có thấy Trần Dương xuất thủ qua, nhưng Trần Dương là an toàn bộ môn hành động tổ người phụ trách, liệu tất thân thủ khẳng định là phi thường cao minh. Đường Huyên xuất thân an toàn bộ môn, cũng rất nói còn nghe được. Đường Huyên nở nụ cười xinh đẹp, nói, Phương tiểu thư, ta không phải cục cảnh vệ, ta là Tiêu Nhất Thiếu bằng hữu. Tiêu Nhất Thiếu, hi hi, Phương Du Mỹ không khỏi nở nụ cười, liếc Tiêu Phàm một chút, tựa hồ cảm thấy Tiêu Nhất Thiếu xưng hô thế này rất thú vị. Dù sao tiểu cô nương chỉ là cái ở trường cao trung nữ sinh, đối với kinh sư hoàn khố vòng tròn bên trong phát sinh những cái kia đại sự, không hiểu nhiều, còn không biết nàng vị này bạn trai tại kinh sư ăn chơi thiếu gia bên trong lại có như vậy đại thanh danh. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Huyên Huyên, ngươi cũng đừng gọi nàng Phương tiểu thư, gọi nàng Tiểu Mỹ đi.
Gọi Phương tiểu thư liền lộ ra sinh phân. Đúng vậy a, Đường tỷ tỷ, gọi ta tiểu Mỹ tốt. Phương Du Mỹ lập tức liên tục gật đầu, nói, tiểu Mỹ, Đường Huyên biết nghe lời phải, mỉm cười gật đầu, lập tức dung mạo nghiêm. Một ít, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Lão Thường mấy tên kia, xem xét chính là kẻ liều mạng, mặc cho Hạ Uy Uy hiếp bọn hắn đều không để ở trong lòng, nếu là cho bọn hắn cơ hội thở dốc, chuyện gì đều có thể làm được. Đường Huyên rất trịnh trọng nói, mặc dù nàng trước kia không thế nào cùng Lão Thường đã từng quen biết, nhưng cùng loại này bỏ mạng lưu manh, Đường Huyên cũng đã gặp qua không ít. Những người này, không có nửa phân quy củ có thể nói, không quan tâm đừng tính mạng con người, cũng không phải rất quan tâm sinh tử của mình. Vô luận Tiêu gia hay là Phương gia hàng hiệu tử, đều rất khó đem bọn hắn song toàn trấn trụ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói chảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Đường Huyên nhẹ gật đầu, rất tán thành. Đừng nhìn Tiêu Phàm bình thường ôn tồn lễ độ, cơ hồ cho tới bây giờ đều không nổi giận sinh khí, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bị mấy nữ hài tử làm cho chân tay luống cuống, nhưng thời khắc mấu chốt hào nghiêm túc, tuyệt không phạm hồ đồ. Lão Thường chính mình cũng nói, trừ phi chơi chết ta, vậy liền như ước nguyện của hắn. Cầu nhân phải nhân, cầu chết đã chết, cũng coi như xứng đáng được hắn. Kia Đồng Thiên Lỗi đâu? Hắn mới thật sự là chủ sử sau màn. Phương Du Mỹ nhịn không được hỏi. Nàng mặc dù niên kỷ ấu nhỏ, nhưng cũng có thể trực kích yếu hại. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói tiểu Mỹ, cái này ngươi liền không cần lo lắng, Đồng Thiên Lỗi biết nên làm như thế nào. Không phải, hắn cũng sẽ không an bài hôm nay một màn như thế hí. Thật a, à, Tiêu Phàm liền vuốt vuốt đầu của nàng, cười gật đầu, nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, thuận tiện hướng Phương Thúc Thúc làm giải thích. Phương Du Mỹ lập tức giật nảy cả mình, bỗng nhiên dừng bước. Đôi mắt to xinh đẹp chừng phải căng tròn, nhìn qua Tiêu Phàm, nói, người muốn đem việc này nói cho cha ta biết. Phương Du Mỹ thực tế có chút sợ hãi việc này bị lão tử nhà mình biết được. Nàng một cao trung ở trường tiểu nữ sinh, giấu giếm lão tử cùng bạn trai ra ngoài cùng dưới mặt đất xã hội lão đại gặp mặt, nói thế nào đều có chút gây nên. Phương Lê cũng không phải như Vũ Đình, không chừng liền muốn chịu thu xếp tốt mắng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, việc này, giấu là không gạt được, có rất lớn khả năng. Phương Thúc Thúc đã biết việc này, chờ lấy chúng ta đi hướng hắn, thẳng thắn, đâu, phải tranh thủ chủ động. Hắn làm sao lại biết đến? Ngươi nói cho hắn, trong lúc nhất thời, Phương Du Mỹ đầu óc hỗn loạn dỗ dành, không biết nên như thế nào phân tích. Tiêu Phàm lần nữa lắc đầu, giữ chặt nàng non nớt tay nhỏ, hướng Kim Kiều hội sở cổng đi đến, Phương Du Mỹ tỉnh tỉnh mê mê bị hắn lôi kéo, mới vừa đến hội sở cổng, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy hội sở cổng, đặt lấy mấy đài xe cảnh sát. Vô số súng ống đầy đủ cảnh sát đã đem toàn bộ Kim Kiều hội sở bao vây, xe cảnh sát đỉnh chóp đèn báo hiệu lấp lóe không yên, đặc biệt chướng mắt. Gặp một lần Tiêu Phàm ba người đi ra ngoài, một tên đồng dạng súng ống đầy đủ trung niên cảnh sát nhanh chân tiến lên đón. Cái này trung niên cảnh sát người đeo cấp 2 cảnh giám quân hàm, vừa nhìn liền biết là lần này hành động người phụ trách. Lại nhìn hắn cảnh hào, hiểu thêm biểu hiện hắn là tỉnh thính lãnh đạo chủ yếu một trong. Từ một tên tỉnh thính bài danh phía trên lãnh đạo chủ yếu tự mình dẫn đội đến Kim Kiều hội sở, chiến trận coi là thật không tiểu. Tiêu trưởng phòng, cấp 2 cảnh giám bước nhanh đi tới ba người trước mặt, mang theo một tia trưng cầu chi ý, tựa hồ không quá có thể khẳng định. Nói thật, vị này phó thính trưởng trước kia cũng chưa từng thấy qua Tiêu Phàm, trước đây không lâu mới tại trên máy vi tính gặp qua Tiêu Phàm ảnh chụp. Bộ bên trong lãnh đạo chủ yếu tự mình hạ lệnh, minh bạch chỉ thị. Để bọn hắn tỉnh thính nhất định phải bảo đảm vị này tiêu trưởng phòng an toàn. Lúc cần thiết, có thể sử dụng súng ống, đem phần tử phạm tội tại chỗ cách đánh chết. Cấp 2 cảnh giám là tỉnh thính lãnh đạo chủ yếu, hắn vốn là có quyền hạ lệnh sử dụng súng ống, thống soái đạo dạng này chỉ thị, lại không phải vẽ vời thêm chuyện, mà là để tỏ lòng quyết tâm. Nói một cách khác, chỉ cần có người uy hiếp được Tiêu Phàm an toàn, kia liền lập tức mở súng, đánh chết lại nói. Thống soái đạo mặc dù không có nói rõ Tiêu Phàm thân phận, cấp 2 cảnh giám gì cùng cơ trí, tự nhiên biết vị này địa vị khẳng định không thể coi thường. Mắt thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, cấp 2 cảnh giám vụng trộm thở phào một hơi. Hắn ngầm phỏng đoán, vị này tiêu trưởng phòng có 89 phần 10 là hào môn tử đệ. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, chủ động hướng cấp 2 cảnh giám vươn tay ra, Trịnh trưởng phòng, người tốt, vất vả. Không vất vả hay không? Trịnh trưởng phòng vội vàng nói. Hai người hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm liền là cáo từ. Ước chừng nửa giờ sau, Đại Bôn xuất hiện ở tỉnh ủy thường ủy viện, trực tiếp hướng cây xanh thấp thoáng bên trong một chỗ biệt thự chạy tới. Tỉnh ủy thường ủy viện bố cục,
mang một ít Tây Âu phong tình. Rất nhanh, Đại Bôn liền đi tới Phương Lê ở lại số 17 biệt thự trước đó. Trên ghế lái phụ, Phương Du Mỹ vểnh lên đỏ chói miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn mang thần sắc lo lắng. Cứ việc có Tiêu Phàm cùng đi, tiểu nha đầu trong đầu vẫn còn có chút sợ hãi. Phương Lê một khi thật nổi giận lên, cũng không phải chơi vui. Tiêu Phàm mỉm cười, nói tiểu Mỹ, yên tâm tốt, ta cam đoan Phương thúc thúc không mắng ngươi. Thật, ngươi cam đoan, ta cam đoan, vạn nhất nếu là hắn còn mắng đâu, kia ta và ngươi cùng một chỗ bị mắng, dạng này cũng có thể đi. Tiêu Phàm mắt trong mang theo ba phần yêu chiều chi sắc. Cái này còn tạm được, tiểu nha đầu rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười. Bất kể nói thế nào, Phương Lê ứng sẽ không phải ngay trước Tiêu Phàm mặt mắng nàng, coi như tại Phương Lê trước mặt, Tiêu Phàm cũng có mấy phần mặt mũi. Không chỉ bởi vì hắn là Tiêu gia tử đệ, mấu chốt còn tại ở hắn năng lực của mình. Lại nói, vì nàng một điện thoại, Tiêu Phàm lập tức từ thủ đô chạy tới, còn không khách khí chút nào thu thập lão thường mấy tên lưu manh kia. Lại bồi tiếp nàng cùng đi thấy Phương Lê, khắp nơi đều thuyết minh Tiêu Phàm rất quan tâm nàng. Điểm này mới là để tiểu cô nương vui vẻ nhất, ai không thèm để ý mình tại nam nhân yêu mến trong suy nghĩ địa vị a. Dù là có Tiêu Phàm tăng thêm lòng dũng cảm, tại leo lên biệt thự đá cẩm thạch bậc thang thời điểm, tiểu nha đầu vẫn có chút khẩn trương, không nhịn được vụng trộm cầm Tiêu Phàm tay. Tiêu Phàm nhếch lên ngón tay, tại nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng gõ mấy lần, để nàng yên tâm. Hết thảy có ta đây. Biệt thự lớn cửa khép hờ, cả ngôi biệt thự đều yên tĩnh. Vốn đến như vậy lớn một ngôi biệt thự, cũng chỉ ở ba người. Tiêu Phàm hay là rất lễ phép mà gõ cửa một cái. Tiến đến, trong phòng khách lập tức truyền đến Phương Lê nho nhã bên trong không mất thanh âm uy nghiêm. Phương Du Mỹ liền hướng phía Tiêu Phàm le lưỡi, làm cái mặt quỷ, tựa hồ bộ dạng này có thể chậm giải khẩn trương trong lòng cảm xúc. Tiêu Phàm cười cười, buông tay nàng ra, đẩy ra biệt thự đại môn, đi vào. Trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, khói mù lượn lờ. Phương Du Mỹ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị sặc đến liên tục ho khan, không chịu được oán trách cha, đều nói qua để ngươi đừng hút nhiều như vậy khói, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, coi chừng ta nói cho mẹ đi. Phương Lê có nghiện thuốc, hòa nói bên trong thường xuyên bị Nhiêu Vũ Đình quản chế, cái này một độc thân đi nhậm chức, lập tức liền phải thoát lồng giam, từ đây trời cao biển rộng, vô câu vô thúc. Nếu như đặt tại bình thường, bị khuê nữ như thế một uy hiếp, Phương thư ký đều là cười trừ, nói không chừng còn cùng khuê nữ mở vài câu trò đùa, nhưng dưới mắt Phương Lê lại hừ lạnh một tiếng, một gương mặt tấm xuống dưới, bởi vậy có thể thấy được, Phương thư ký thực tế tâm tình không tốt. Phương Du Mỹ liền mân mê miệng, dáng vẻ rất ủy khuất. Phương thúc thúc, Tiêu Phàm đối Phương Lê sinh khí nhìn như không thấy, chậm rãi đi tới Phương Lê trước mặt, có chút cúi đầu, thỉnh an vấn an. Số 17 biệt thự cũng mang theo kiểu dáng châu Âu phong tình, bất quá biệt thự diện tích không lớn, so ra mà nói, hướng, khu vực cũng không tính là như thế nào xuất chúng. Trong phòng khách trang trí cũng tương đối đơn giản, lấy màu đậm điều làm chủ, 10 điểm trầm ổn nội liễm, thậm chí còn mang theo mấy phân khí tức ngột ngạt. Cân nhắc đến tỉnh ủy thường ủy viện cái này mấy chục ngôi biệt thự chủ nhân, đều là quyền cao chức trọng trung lão niên cán bộ lãnh đạo, chỉnh trang như vậy thiết kế, cũng có thể lý giải. Phương Lê ngồi tại màu đen ghế salon dài bên trong, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc, trong ngón tay còn kẹp lấy một chi rút một nửa thuốc lá, dương mắt nhìn hướng Tiêu Phàm, trong mắt tơ máu ẩn hiện, có thể thấy được khoảng thời gian này đều không thế nào nghỉ ngơi tốt. Tiêu Phàm, đến rồi. Ngồi đi. Phương Lê sắc mặt thoảng qua hòa hoãn mấy phân, đối Tiêu Phàm nói, phía sau lưng rời đi ghế sofa, ngồi thẳng người, đây cũng là biểu thị đối Tiêu Phàm tôn trọng. Vâng, tạ ơn Phương thúc thúc. Tiêu Phàm cũng không khách khí, ngay tại một bên ghế sofa bên trong ngồi xuống. Phương Du Mỹ vểnh lên miệng nhỏ, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, cũng không ngồi, cứ như vậy đứng tại Tiêu Phàm bên người. Đừng nhìn Phương Lê từ đầu đến cuối ngay cả con mắt đều không có nhìn khuê nữ của mình một chút, nhưng thấu qua con mắt dư quang sớm đã chú ý tới, Phương Du Mỹ êm đẹp, không bị đến bất cứ thương tổn gì, tự nhiên cũng yên lòng. Tiêu Phàm làm việc, hay là rất đáng tin cậy. Chương 278, Phương Lê thái độ. Bất quá Phương Lê cũng không có để Phương Du Mỹ né tránh, thật giống như Phương Du Mỹ bỗng nhiên biến thành không khí, Phương Lê hoàn toàn không nhìn nàng tồn tại, cho phép nàng đứng tại Tiêu Phàm bên người, chẳng quan tâm. Phương Du Mỹ tự nhiên là cầu còn không được, không phải, để lão ba đuổi tới trong phòng ngủ đi, cùng phòng khách cách xa như vậy, coi như muốn nghe góc tường, cũng rất không tiện. Trong lúc này, tiểu cô nương tự nhiên bình tức tĩnh khí, không dám lên mảy may cao điệu,
sinh sợ làm cho Phương Lê đối sự chú ý của nàng. Một vị khoảng 40 tuổi quản gia nhân viên phục vụ rón rén cho khách nhân dâng lên nước trà. Phương Lê đưa trong tay rút một nửa thuốc lá đặt tại cái gạt tàn thuốc bên trên, nâng chung trà lên, chậm rãi từng ngụm uống vào, không lên tiếng. Tiêu Phàm tự nhiên càng thêm bảo trì bình thản, nâng chung trà lên thưởng thức trà, không nóng không vội. Tiêu Phàm, chuyện này, ngươi vì cái gì nhúng tay? Chốc lát, Phương Lê đem chén trà buông xuống, lạnh nhạt hỏi, ánh mắt chỉ ở Tiêu Phàm trên mặt khẽ quét mà qua, vẫn chưa dừng lại. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, nói, Phương thúc thúc, chuyện này, đã đem Tiểu Mỹ liên lụy đi vào, vậy vẫn là để ta tới xử lý tương đối phù hợp. Phương Lê song mi có chút một dương, thoảng qua lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiêu Phàm ý tứ trong lời nói này, nói được rõ ràng. Yên Bắc thế cục trước mắt, là Tam Quốc hỗn chiến, Hoàng Đại Bằng chiếm cứ thiên thời địa lợi, ở giữa Lã Vọng buông cần, chờ lấy thu lấy ngư ông thủ lợi. Đồng Thiên Lỗi nói cho cùng, cũng chỉ là một cái môi giới, dù sao cũng không thể hoàn toàn đại biểu lão Tiết nhà. Chân chính hãm sâu trong đó, chỉ có Phương Lê. Nếu như Đồng Thiên Lỗi không đối Phương Du Mỹ xuất thủ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay vào, thế cục cứ việc phức tạp, lấy Phương Lê chính trị trí tuệ, cũng nhất định có thể thích đáng xử lý tốt hết thảy. Nhưng mà Đồng Thiên Lỗi một tướng Phương Du Mỹ cuốn vào, liền không phải do Tiêu Phàm làm bàng quan. Phương Du Mỹ một quyền nhập, Phương Lê lập tức liền biến thành đương sự Phương, hắn làm ra mặc cho xử trí thế nào biện pháp, cũng có thể bị người hữu tâm xuyên tạc vì công báo tư thù. Cứ như vậy, Phương Lê liền tương đương bị động. Lúc này, Tiêu Phàm đứng ra, thay thế Phương Lê hạ tràng, phù hợp. Phương Lê vẫn như cũ có thể xung làm hắn người ngoài cuộc, lấy một tình hình danh đại quan thân phận, ở giữa cân đối, không cần tự mình hạ tràng chém giết. Đương nhiên, người bình thường coi như xem thấu thế cục này hiểm ác, hữu tâm muốn thay mặt Phương Lê hạ tràng, cũng không có tư cách này. Kinh sư chi địa, có thể cùng Phương gia đánh đồng hào môn thế gia ngược lại không phải số ít, mấu chốt ở chỗ, cái khác con em thế gia, ai nguyện ý vì Phương gia ra mặt, không hiểu thấu đến cửa sắt đến lội vũng nước đục này. Chính trị đánh cờ, so thương chiến đánh cờ còn hiện thực, cho tới bây giờ đều là vô lợi không dậy sớm. Vì như thế, Tiêu Phàm ra mặt mới càng thêm lộ ra đáng quý. Cho tới bây giờ, Tiêu gia cái này trầm tĩnh đích trưởng tôn, thế nhưng là giúp Phương gia tha nhà không ít việc, so ra mà nói, Phương Lê cùng Nhiêu Vũ Đình cho hắn hồi báo liền muốn ít hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Phương Lê lần nữa nâng chung trà lên, đối Tiêu Phàm thăm hỏi, nói uống trà. Tạ ơn Phương thúc thúc, Tiêu Phàm vội vàng nâng chén về kính một chút, không nghĩ tới cái kia Đồng Thiên Lỗi, là cái kẻ liều mạng, chuyện gì cũng dám làm. Ta còn tưởng rằng, hắn nhận qua giáo dục cao đẳng, nói thế nào đều sẽ có chút tố chất, hừ. Nói chuyện đến Đồng Thiên Lỗi, Phương Lê sắc mặt liền âm trầm xuống. Nói thật, Phương Lê lúc đầu xác thực còn xem trọng Đồng Thiên Lỗi một chút. Cùng một chút cao cao tại thượng thế gia trưởng bối khác biệt, Phương Lê tương đối tiếp địa khí. Làm chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ, Phương Lê đối những cái kia lùm cỏ hào kiệt so cái khác lĩnh vực cán bộ cao cấp hiểu rõ, muốn xâm nhập được nhiều. Đồng Thiên Lỗi một cái bình thường xuất thân sinh viên, có thể bò đến địa vị hôm nay, có được dạng này hùng hậu thân gia, thậm chí còn thành thiết gia môi giới, luôn luôn có mấy phân bản lãnh, Phương Lê coi hắn là cái nhân vật. Không nghĩ Đồng Thiên Lỗi lại không theo quy củ ra bài, trực tiếp nhằm vào Phương Du Mỹ ra chiêu. Cái này nhưng phê đến Phương Lê vảy ngược, cho dù ai cũng sẽ không khoan dung người khác âm nhà mình khuê nữ, huống chi còn là Phương Lê gấp đôi sủng ái ấu nữ. May mà Tiêu Phàm kịp thời từ thủ đô chạy tới, đem chuyện này xử lý, Phương Du Mỹ cũng không có có nhận đến thực tế tổn thương, không phải, Phương Lê cũng khẳng định xuất thủ. Cái gì chính trị gút mắc, cái gì kiêng kỵ không kiêng kỵ, quan hệ đến tiểu nữ nhi an nguy, ai còn quản được nhiều như vậy. Tiêu Phàm nhưng không có lập tức phụ họa Phương Lê lời này, bưng chén trà, thoảng qua trầm ngâm một chút, nhẹ nói, Phương thúc thúc, chúng ta có lẽ đều bị Đồng Thiên Lỗi bên ngoài đồng hồ mê hoặc. Người này, không đơn giản. Phương Lê song mi một dương, mang theo trưng cầu chi ý. Tiêu Phàm liền là đem vừa rồi tại Kim Kiều hội sở hết thảy đơn giản miêu tả một lần, ngữ khí nhẹ nhàng, tận lực khách quan, vẫn nghe được Phương Lê trên mặt nộ khí hiện lên, trùng điệp hừ một tiếng. Hắn thật đúng là dám a, hắn liền dám, cha, ta hiện tại xem như minh bạch, ta cảm thấy hắn chính là cố ý để mấy tên kia chịu chết. Ở bên cạnh giữ im lặng Phương Du Mỹ bỗng nhiên xen vào nói nói. Trên thực tế, đầu nhỏ của nàng vẫn luôn không có nhàn rỗi, đều đang suy tư việc này tiền căn hậu quả, các mặt. Phương Lê không khỏi kinh ngạc, nhìn khuê nữ một chút, bất quá lập tức liền tấm dưới mặt đi, lần nữa hừ một tiếng.
Phương Du Mỹ liền mân mê miệng, dáng vẻ rất không phục. Trong phòng khách một chút liền yên tĩnh lại, Phương Lê cùng Tiêu Phàm đều không nói lời nào. Trên thực tế, Phương Du Mỹ vừa mới nói, chính là Tiêu Phàm cùng Phương Lê ở trong lòng làm ra phán đoán. Đồng Thiên Lỗi đúng là cố ý, quấn như thế to con phần cong, liền là muốn mượn Tiêu Phàm tay, đem lão thường mấy tên này triệt để thanh trừ hết. Chỉ bất quá Phương Lê không hy vọng nữ nhi hiện tại liền lâm vào những này rắc rối phức tạp chính trị đánh cờ bên trong đi, cái này mới không có cho nàng sắc mặt tốt. Các ngươi rời đi thời điểm, tỉnh thính lão Trịnh bọn hắn đã qua rồi. Trầm mặc một lát, Phương Lê hỏi, ngữ khí đã bình thản xuống. Đúng thế, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Trịnh trưởng phòng bọn hắn vây quanh Kim Kiều hội sở, cố nhiên là xuất từ bộ bên trong mệnh lệnh của lãnh đạo, nhưng cũng tuyệt không có khả năng vòng qua Phương Lê. Đây không phải vấn đề mặt mũi, đây là tổ chức kỷ luật quy định. Phương Lê kiêm nhiệm lấy Yến Bắc tỉnh phòng công an sở trưởng. Tỉnh thính nhân mã xuất động, làm sao có thể không thông qua sở trưởng phê chuẩn. Song là bộ bên trong mệnh lệnh hay là Phương Lê mệnh lệnh, có trên bản chất khác biệt. Bộ bên trong lãnh đạo mệnh lệnh, Phương Lê đồng ý, tỉnh thính nhân mã xuất động niêm phong Kim Kiều hội sở, như vậy chuyện này xử trí chính là lấy bộ bên trong làm chủ, tỉnh thính hiệp trợ, nói một cách khác, Phương Lê không phải nhân vật chính, Tiêu Phàm thậm chí lão Tiêu nhà mới là nhân vật chính. Phương Lê sở dĩ đồng ý tỉnh thính nhân mã xuất động, chủ yếu vẫn là để Tiêu gia đích trưởng Tôn An toàn nghĩ. Đánh cờ đương sự Phương, đã thay đổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu gia vậy liền coi là chính thức tham gia Yến Bắc chính trị vòng xoáy bên trong. Phương thúc thúc, ta nhìn Đồng Thiên Lỗi chuyện bên kia, trên cơ bản có thể khỏi phải thảo tâm, những này công việc cụ thể, phía dưới đồng chí hẳn là sẽ biết nói xử lý như thế nào. Tiêu Phàm lập tức nói, Phương Lê lạnh nhạt nói, kia cũng chưa chắc, đồng chí của tỉnh thính, chính là viện kiểm sát cùng pháp viện bên kia bộ phân đồng chí, phương pháp làm việc bên trên chưa chắc không có khiếm khuyết. Tiêu Phàm liền cười, nhẹ nói, Phương thúc thúc, trước khác nay khác vậy, cái gọi là một triều thiên tử một triều thần. Phía dưới đồng chí, phương pháp làm việc có khiếm khuyết, Phương thúc thúc hảo hảo dạy bảo một chút, cơ bản cũng liền có thể thống nhất một loại tốt phương pháp làm việc. Phương Lê không khỏi ngầm thở dài. Lão Tiêu nhà vị này vãn bối, trong chính trị thiên phú thực tế không phải bình thường, loại này nói nhăng nói cuội lời nói sắc bén, hắn không có nửa điểm không quen. Tiêu Phàm lúc trước nếu là không đi học cái gì đạo, an tâm tại bên trong thể chế phát triển, bây giờ thành tựu, chỉ sợ càng tại Uông Thuật đều mấy vị công nhận kiệt xuất nhất con cháu cách mạng đời thứ ba phía trên. Nghĩ tới đây, Phương Lê ánh mắt cực nhanh tại Tiêu Phàm cùng Phương Du Mỹ trên mặt đảo qua, Phương Du Mỹ nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt, đầy cõi lòng sùng kính ái mộ chi ý, coi như tại hắn cái này lão cha trước mặt, cũng mảy may đều không che giấu được. Có lẽ, tiểu cô nương căn bản liền không muốn che giấu. Phương Lê lập tức thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Bỏ qua một bên cái khác tất cả nhân tố không nói, Tiêu gia tiểu tử phối Phương nhà khuê nữ, thật đúng là môn đăng hộ đối, trời đất tạo nên đâu. Nhìn nhìn lại khuê nữ mang theo ngây thơ đỏ chói khuôn mặt nhỏ nhắn, Phương Lê lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Mỹ dù sao còn nhỏ hơn, việc này sau này hãy nói đi. Phương Lê ánh mắt bỗng nhiên trở nên dị dạng, Tiêu Phàm như thế nào không phát hiện được. Mồ hôi lạnh nhất thời lại xông ra, xem ra Phương Du Mỹ tại Diệp Linh ở lễ đính hôn câu kia tuyên ngôn, không nhất định chính là câu nói đùa đâu. Cũng chính là Phương Du Mỹ còn tại lên cấp 3, nếu là đã lên đại học. Nói không chừng việc này liền đã từ gia trưởng hai bên đứng yên xuống tới. Tiêu Phàm, người lần này đến cửa sắt đến, hướng Tiêu bộ trưởng báo cáo qua sao? Phương Lê lập tức đem suy nghĩ từ hai cái hàng tiểu bối trung thân đại sự bên trên rút trở về, hỏi, thần sắc rất là ngưng trọng. Tiêu Phàm lập tức đáp, báo cáo qua, phụ thân ta để ta nhất định phải bảo vệ tốt tiểu Mỹ an toàn, lúc cần thiết, có thể khai thác phi thường biện pháp. Phương Lê trên mặt rốt cục nở một nụ cười, nhẹ gật đầu. Nói cảm giác tạ Tiêu bộ trưởng đối tiểu Mỹ quan tâm cùng bảo vệ, Tiêu Phàm A, thay ta hướng Tiêu bộ trưởng chuyển đạt cảm tạ của ta chi ý. Câu nói này lại là nhất định phải nói, Tiêu Trạm tương đương đã minh bạch không sai lầm cho thấy thái độ của mình, cũng chẳng khác nào cho thấy Tiêu gia đối Phương nhà thân mật không tiếc đắc tội Hoàng Đại Bằng cùng Đồng Thiên Lỗi thế lực sau lưng, Tiêu gia cũng muốn ủng hộ Phương Lê. Mặc kệ Phương gia sau này có phải là muốn hướng Tiêu gia dựa vào, Phương Lê đều hẳn là có như thế cái thái độ. Ta nhất định chuyển đạt. Tiêu Phàm khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Cứ việc có chút không rõ hai người bọn họ trong lời nói là cái có ý tứ gì, mắt thấy hai người đều mặt mang mỉm cười, Phương Du Mỹ rốt cục âm thầm thở phào một cái. Cười tốt, cười lão cha liền sẽ không mắng nàng. Phương Lê lại nâng chung trà lên hướng Tiêu Phàm ra hiệu một chút, mỉm cười nói, Tiêu Phàm, tối nay không vội mà trở về đi.
đã đến, vậy liền chơi nhiều một hai ngày, Phương Thúc Thúc dẫn người đi bái phỏng một chút ban tử bên trong mấy vị đồng chí. Tiêu Phàm thật cũng không làm sao do dự, lập tức nhẹ gật đầu, nói, được rồi, tạ ơn Phương Thúc Thúc. Ha ha, không khách khí. Phương Thúc Thúc, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tiêu Phàm đứng dậy, hướng Phương Lê từ biệt. Xem ra, lần này thân phó Yến Bắc Đại mục tiêu, cơ bản đã đạt thành, Phương Lê vừa rồi kia lời nói, cũng tương đương minh bạch không sai lầm biểu thái. Tốt, thời gian cũng không còn sớm, ta liền không lưu ngươi. Tiểu Mỹ, thay mặt ba ba tặng Tiêu Phàm ca ca. Phương Lê càng thêm khách khí. Tốt, Phương Du Mỹ lập tức liền mặt mày hớn hở, hướng Tiêu Phàm khẽ cong eo, cười hì hì nói, Tiêu Phàm ca ca, mời tới bên này. Tiêu Phàm hướng Phương Lê có chút cúi đầu, quay người hướng ngoại, Phương Du Mỹ nhảy nhảy nhót nhót đi theo, một mực đưa đến cửa biệt thự, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bên trên đại bôn khởi động xe, Phương Du Mỹ bỗng nhiên ló đầu vào, mân mê diễm lệ môi đỏ, tại Tiêu Phàm trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức cực nhanh rụt trở về, hướng Tiêu Phàm dương giơ tay, nghiêm trang nói, Tiêu Phàm ca ca, gặp lại. Về sau thường xuyên đến nhà chơi a. Tiêu Phàm thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, trên mặt hiện lên một tia không thể làm gì tiếu dung. Đề cử tịch mịch đọc Nam Hoa Tân Tác Tiên Vương bản thân của ta tịch mịch đọc Nam Hoa đồng chí mở sách mới. Gia hỏa này quan sách thế mà liền viết xong rồi. Sách mới là tiên hiệp. Ừ, mọi người không nên hiểu lầm, cho là hắn sẽ chỉ viết quan văn, kỳ thật hắn là cái đa tài. Quan trường văn, đô thị văn, tiên hiệp văn đều viết. Sách mới Tiên Vương đã 160.000 chữ, cũng coi như tiểu mập, có hứng thú các đồng chí có thể đi dẫm dẫm mạnh. Nội dung giới thiệu vắn tắt như sau, chú cá giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không tỉnh lại, thế giới lộn xộn. Trường học máy móc công trình học viện thình lình trở thành khôi lỗi đường. Dược lý học viện thình lình trở thành luyện dược đường. Nông nghiệp học viện kỹ thuật thình lình trở thành linh thực đường. Công trình bằng gỗ học viện thình lình trở thành luyện thể đường. Công thương quản lý cửa học viện treo một tấm bảng hiệu gọi thuần thú đường. Lý luận vật lý cửa học viện treo một tấm bảng hiệu gọi thần kiếm đường còn có. Pháp y cửa học viện treo một khối đẫm máu bảng hiệu gọi lệ quỷ đường. Trời ạ, thế giới lộn xộn, một đời học bá chu cá làm sao chịu nổi. Lại nhìn Nam Hoa Tân Tác Tiên Vương, một cái liên quan tới học bá ngưu bức cố sự. Chương 279, Họa Phúc Vô Thường. Tiêu Phàm, Phương Du Mỹ, Đường Huyên ba người vừa rời đi Kim Kiều hội sở, Trịnh trưởng phòng lập tức liền hạ đạt điều tra mệnh lệnh. Trên thực tế, lúc này toàn bộ Kim Kiều hội sở đều đã bị triệt để bao vây lại, vô số cảnh sát cùng thường phục, đem Kim Kiều hội sở vây chặt đến không lọt một giọt nước, bày ra không để cho chạy một cái để lọt chi cá tư thế. Chỉ là Kim Kiều hội sở đủ lớn, cứ tới cảnh sát không ít, một thời ba khắc cũng không có cách nào sẽ chỗ toàn bộ điều tra một lần, muốn đem tất cả phần tử phạm tội một chảo lấy được. Tổng còn cần một chút thời gian. Bên ngoài đã loạn thành một đoàn, Đồng Thiên Lỗi lại không có gấp phát hỏa, một thân một mình ở tại trong phòng họp, nắm lên một bên trên bàn trà điện thoại cố định, gọi một cú điện thoại. Nguyên bản rối bời phòng họp, đã đơn giản thu thập một chút, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ lão Thường, lão Địch cùng nhân đan hồ lão Cửu đều đã dìu ra ngoài. Mấy tên này, hẳn là còn có thể cho Đồng lão đại tranh thủ một chút thời gian. Tại cửa sắt thành phố, nhà ga lão Thường thế nhưng là có tiếng hung quỷ. Hai tay huyết án từng đống, mảnh bàn về đến, mạnh mẽ tính được là đầu cá lớn. Dựa theo Đồng Thiên Lỗi phân phó, lão hạ biết nên ứng đối như thế nào những cảnh sát kia. Diêm đại sư, điện thoại rốt cục kết nối, Đồng Thiên Lỗi lập tức liền đổi một loại ngữ điệu, đối microphone, cung kính vạn phân, thật giống như biến thành người khác như. Nếu như lão bà hắn ở đây, nhất định sẽ cả kinh nhảy dựng lên. Đồng Thiên Lỗi thế mà xưng hô điện thoại người bên kia vì Diêm đại sư. Cái này. Đây không phải muốn đem người đều làm hồ đồ rồi sao? Đồng Thiên Lỗi nhưng cho tới bây giờ đều không tin những vật này. Ừm, điện thoại bên kia, truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, điểm bụi không sợ hãi. Diêm đại sư, tình huống là như vậy, ta đã hoàn toàn dựa theo người phân phó đi làm. Đồng Thiên Lỗi thoảng qua khom người, ở trong điện thoại đem tình huống báo cáo một lần, mặc dù là lời ít mà ý nhiều, nhưng yếu hại chỗ lại là nói đến thanh thanh sở sở, không có chút nào mập mờ. Diêm đại sư, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Đồng Thiên Lỗi bên ngoài đồng hồ chấn định dị thường, thanh âm đã thoảng qua có chút run rẩy, có thể thấy được nội tâm của hắn, thực tế không bằng hắn bên ngoài đồng hồ như thế chấn tĩnh tự nhiên. Diêm đại sư thoảng qua trầm mặc một chút, cái này mới chậm rãi nói, Thiên Lỗi, ta vẫn là câu nói kia, đây là đại kiếp, rất khó hóa giải. Một kiếp đổi một kiếp, đã là phương pháp tốt nhất,
một kiếp này, người không tránh thoát. Ta biết, Diêm đại sư, ta liền muốn biết, cái này đại kiếp, có thể hay không đổi được xuống tới. Đồng Thiên Lỗi luôn miệng nói, trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, cũng không tiếp tục là vừa rồi đối mặt Tiêu Phàm tỉnh táo. Có thể hay không đổi được xuống tới, ta cũng không dám đánh cược. Bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, đến bên trong, chỉ giao phó mình sự tình. Đừng liên lụy những người khác, đây là ngươi sống sót mấu chốt, cũng là đổi cướp mấu chốt, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không thể làm loạn. Diêm đại sư thanh âm, lập tức trở nên hết sức nghiêm túc ngưng trọng. Đúng đúng, ta ghi nhớ, mời Diêm đại sư yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Đồng Thiên Lỗi gật đầu cuống quýt, kỳ thật khỏi phải Diêm đại sư phân phó, Đồng Thiên Lỗi cũng tâm lý nắm chắc, có chút sự tình quả thật là không thể nói loạn, không ít người đều biết hắn là tiết gia môi giới. Nhưng đừng người biết là một chuyện, hắn chính miệng cung khai kia lại là một chuyện khác. Hắn không mở miệng, tiết gia sợ ném chuột vỡ bình, trăm phương ngàn kế cũng muốn bảo đảm hắn một đầu mạng ra. Một khi mở miệng, tình huống lập tức liền sẽ phát sinh 180 độ nghịch chuyển. Cái thứ nhất đòi mạng hắn, chỉ sợ là tiết gia. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Càng là cùng những này hào môn đại tộc tiếp xúc, Đồng Thiên Lỗi liền càng minh bạch sự đáng sợ của bọn họ. Tuyệt đối không phải hắn có khả năng đối kháng được. Nhiều năm như vậy, hắn có thể tại cửa sắt đứng vững gót chân, hưởng thụ vinh hoa phú quý, hơn phân nửa đều là bởi vì trên đầu của hắn khắc lấy cái kia tiết chữ. Về phần hắn mình kết xuống tấm kia quan hệ, cố nhiên cũng vô cùng ghê gớm, nhưng cùng tiết gia so ra, quả thực có thể bỏ qua không tính. Tiết gia có thể đem hắn nâng đỡ, cũng liền có thể đạp xuống đi. Phú quý vinh nhục thậm chí họa phúc sinh chết, đều tại người một ý niệm. Diêm đại sư quả nhiên là cao nhân. Cứ việc đối hắn cùng tiết ra tình huống cũng không hiểu rõ lắm, lại thông qua quẻ tượng xem bói đem đây hết thảy tính được thanh thanh sở sở. Vậy là tốt rồi, vị kia Tiêu tiên sinh yêu cầu ngươi làm, ngươi cũng nhất định phải làm tốt. Giống nhà ga lão thường mấy người kia, thực tế quá không ra gì, loại người này ngươi cùng bọn hắn hỗn cùng một chỗ, sớm muộn sẽ bị bọn hắn liên lụy chết. Thừa cơ hội này, nhổ tận gốc đi, có thể xử lý đều xử lý. Ngươi tại phòng giam bên trong cũng có thể so sánh an tâm. Không phải, bọn hắn tổng sẽ còn nháo ra chuyện tới. Diêm đại sư lại trầm giọng phân phó nói, ngữ khí càng thêm trịnh trọng. Đúng vậy, Diêm đại sư yên tâm, danh sách ta đã viết xong, đều là những năm này đi theo lão thường làm loạn ra hỏa, chết không có gì đáng tiếc. Ta trước kia là sợ ném chuột vỡ bình, lần này có phương gia thân tự xuất thủ, là cơ hội tốt nhất. Đồng Thiên Lỗi lại vội vàng nói, lão thường kiệt ngạo bất tuần, những năm này tụ tập một bang kẻ liều mạng. Tại nhà ga một vùng hoành hành phạm pháp, Đồng Thiên Lỗi làm phiền mọi người nhiều năm lão quan hệ, sợ rút ra củ cải mang ra bùn, một mực giúp lấy bọn hắn chùi đít. Dưới mắt ngược lại tốt, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Tiêu Phàm vết đao phía dưới. Mấy cái này đồ nhà quê, làm sao biết chân chính hào môn thế gia đáng sợ. Muốn chơi chết bọn hắn, Tiêu Phàm căn bản liền không cần đến mình thân tự xuất thủ, chỉ cần một câu, thậm chí một ánh mắt, liền đầy đủ. Tự có người ra mặt đem bọn hắn đều thu thập phải sạch sẽ, ngay cả nửa điểm cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Như là Diêm đại sư lời nói, những người này đều đánh chết rơi, hắn Đồng Thiên Lỗi coi như tại phòng giam bên trong cũng có thể an tâm. Cùng danh tiếng quá khứ, lại tìm cái sinh bệnh cớ, không liền có thể phóng thích rồi sao? May mà những năm này, mình một mực giữ lại đường lui. Phòng ngừa chu đáo, cái này đều dựa vào Diêm đại sư chỉ điểm A. Cứ việc sau khi đi ra không có khả năng lại nghĩ hôm nay dạng này phong quang hiển hách, một hô trăm nặc, tối thiểu ăn mặc không lo. Người cả đời này, uy phong 20 năm, còn chưa đủ à. Làm người không thể quá tham lam. Diêm đại sư, Thiên Lỗi, người không cần nhiều lời, liền dựa theo sự phân phó của ta đi làm, có thể hay không tránh thoát tai họa ngập đầu, liền nhìn ngươi tạo hóa. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến mức này, nghịch thiên hành sự, ta không có khả năng kia. Diêm đại sư quá khiêm tốn, ngài chính là thần tiên sống A, ta vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Đồng Thiên Lỗi đối microphone một trận cúi đầu khom lưng, trên mặt ý cảm kích, xác thực xuất phát từ nội tâm, không giống như là giả vờ. Diêm đại sư lại căn dặn hai câu, liền là cúp điện thoại. Ngay lúc này, phòng họp gỗ lim đại môn bị đá một cái bay ra ngoài, mấy chi đen ngòm mini đột kích họng súng trực chỉ mà trước. Không được nhúc nhích, mấy tiếng quát to đồng thời vang lên. Đồng Thiên Lỗi khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý cười, không chậm không nhanh đem microphone thả trở về, chậm rãi đứng dậy, giơ hai tay lên, cũng là không mất lùm cỏ hào kiệt khí thế. Toàn bộ phòng họp chỉ có Đồng Thiên Lỗi một người,
Trịnh trưởng phòng hay là đứng tại mấy tên tay cầm vi hình công kích súng cảnh sát chống bạo động sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Đồng Thiên Lỗi. Hội nghị này thất rất lớn, ai biết bên trong có hay không mai phục những người khác tay. Có vẻ như mỗi cái ghế sofa sau đều có thể tránh người. Đồng Thiên Lỗi tại cửa sắt thế giới ngầm thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, cho dù ai đều nghe nói qua Đồng lão đại uy danh. Trịnh trưởng phòng cùng Đồng Thiên Lỗi không xa lạ gì, trước kia thậm chí còn không chỉ một lần cùng Đồng Thiên Lỗi cùng một chỗ ăn cơm xong, chỉ là dưới mắt đã không để ý mặt mũi, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Trịnh trưởng phòng nhưng không tin loại người này thực sẽ nói cái gì nghĩa khí. Vạn nhất ngoan cố chống cự, tình thế cấp bách liều mạng, cho hắn đến bên trên một gia hỏa làm sao bây giờ. Coi như không có bị làm bị thương, cũng muốn náo chuyện cười lớn. Trịnh trưởng phòng, khỏi phải khẩn trương như vậy, cái này chỉ có một mình ta. Mời lãnh đạo yên tâm, ta hoàn toàn phối hợp, tuyệt không gây sự. Đồng Thiên Lỗi giơ hai tay, chậm rãi đi qua, khóe miệng vừa mới biến mất kia tia mỉa mai tiếu dung, lại lặng lẽ nổi lên. Miệng của những người này mặt, Đồng Thiên Lỗi cũng là được chứng kiến không ít. Trên danh nghĩa, vừa đi dương quan đạo, vừa đi cầu độc mộc, không hợp khác biệt lô. Trên bản chất, mọi người kỳ thật cũng không có khác nhau, đều là cùng một loại người. Nếu như lúc trước hắn Đồng Thiên Lỗi đi là thể chế con đường, có lẽ này sẽ đứng tại phòng ngừa bạo lực đặc công sau lưng diễu võ Dương Oai, liền nên là hắn Đồng trưởng phòng. Nhân sinh như mộng, thế sự như cờ, ai có thể nói rõ được sở đâu. Mắt thấy Đồng Thiên Lỗi từng bước một đến gần, trong phòng họp yên tĩnh, không có cái khác dị biến, Trịnh trưởng phòng cuối cùng ngầm nhẹ nhàng thở ra, mặt nghiêm, vung tay lên, nghiêm nghị quát lớn một câu. Mang đi, vâng, mấy tên đặc công cùng kêu lên đồng ý, tiến lên cho Đồng Thiên Lỗi đeo lên còng tay. Đồng Thiên Lỗi quả nhiên hết sức phối hợp, không có phản kháng chút nào, chỉ là khóe miệng kia một tia trào phúng, càng thêm rõ ràng. Kim Kiều hội sở bên này làm to chuyện, Tiêu Phàm tự mình lái đại bôn, chậm rãi lái về phía Yến Bắc tỉnh ủy nhà khách. Bình thường đến nói, nếu như hắn lấy tư nhân thân phận đến Yến Bắc, sẽ không ở tỉnh ủy nhà khách. Quá câu thúc, bất quá lần này, hắn lại là đại biểu lão Tiêu nhà đến Yến Bắc điều giải, tự nhiên khác nhau rất lớn, nên giảng cứu nhất định phải giảng cứu một chút. Tỉnh ủy thường ủy viện cách tỉnh ủy nhà khách khoảng cách cũng không xa, vài phút đường xe thôi, đại bôn chưa đến tỉnh ủy nhà khách, điện thoại trước liền vang lên. Một thiếu, điện thoại bên kia, vang lên Cơ Khinh Sa mang theo khàn giọng nhưng lại lộ ra cực kỳ ưu nhã mê người tiếng nói. Cơ tổng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, Cơ Khinh Sa lúc này gọi điện thoại tới. Hẳn là mang ý nghĩa Kim Kiều hội sở chuyện bên kia đã kết thúc công việc. Quả nhiên, Cơ Khinh Sa sau đó nói, một ít, Trịnh trưởng phòng đã thu đội. Toàn bộ rơi, một cái đều không có lọt mất, ta vừa mới tiếp vào tin tức, nhà ga bên kia cũng đã bắt đầu đi động, Đồng Thiên Lỗi tự mình cung cấp danh sách, hẳn là cũng sẽ không có để lọt chi cá. Cơ Khinh Sa cứ việc vẫn chưa tham dự tối nay hành động, lại đối hết thảy rõ như lòng bàn tay. Yến Bắc dân gian thế lực thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta tin tưởng Yến Bắc đồng chí khẳng định phải thanh những công việc này làm tốt. Bất quá Cơ tổng, ta có cái đề nghị. Một thiếu thỉnh giảng, khoảng thời gian này, người đi thủ đô nghỉ ngơi một trận đi, ta hai ngày nữa cũng trở về, đến lúc đó cùng uống trà. Tiêu Phàm không chậm không nhanh nói, ngữ khí không có chút rung động nào. Được rồi, một thiếu đề nghị này ta hoàn toàn tiếp nhận, ta hiện tại liền đi, đi thủ đô cùng một uống ít trà. Cái này liền rất tốt. Chương 280, kế thất. Giữa trưa lúc phân, đen nhánh bóng lưỡng đại bôn xuất hiện tại cửa sắt khách sạn lớn cửa sảnh. Lần này, Tiêu trưởng phòng là lẻ loi một mình, không có mang thiếp thân nữ bảo Tiêu. Đến đây dự tiệc, mà lại là Phó Hoàng Đại Bằng mở tiệc chiêu đãi, Tiêu trưởng phòng từ cũng không tốt quá trương dương. Yên Bắc tỉnh ủy Phó Thư ký Hoàng Đại Bằng, Tiêu Phàm cũng có nghe thấy. Cái này chủ nếu là bởi vì Yên Bắc vị trí địa lý đặc thù, cảnh vệ kinh sư. Hoàng Đại Bằng làm Yến Bắc tỉnh ủy ban bên trong lão đồng chí, ngay cả tông giáo cục Tiêu trưởng phòng đều nghe nói qua. Đổi một cái xa xôi tỉnh Tam Bà Thủ, Tiêu trưởng phòng coi như chưa hẳn nghe thấy. Hoàng Đại Bằng là cái rất lạc hậu người, tuổi gần 60, đã tiếp cận phó tỉnh bộ cấp cán bộ lui tuyến 2 tuổi tác hạn mức cao nhất. Đương nhiên, cùng loại Hoàng Đại Bằng dạng này lão tư cách tỉnh ủy Tam Bà Thủ, bình thường sẽ tại rời khỏi thực quyền chức vụ thời điểm, an bài cái chính bộ cấp tuyến 2 cương vị, bảo dưỡng tuổi thọ. Nếu như vận hành thỏa đáng, bên trên đại lão cũng chịu dìu dắt một thanh lời nói, an bài cái có nhất định thực quyền chính bộ cấp chức vụ cũng không phải là không được. Buổi tối hôm qua Phương Lê nói muốn dẫn hắn đi bái phỏng mấy vị đồng chí, Tiêu Phàm liền biết, khẳng định phải cùng Hoàng Đại Bằng gặp mặt.
Đã hắn đã nhúng tay Yến Bắc đánh cờ, như vậy giờ này khắc này liền đại biểu cho lão Tiêu nhà, cùng Hoàng Đại Bằng gặp mặt, cho thấy lão Tiêu ra thái độ, rất cần thiết. Từ Phương Lê làm cuộc gặp mặt này dẫn dưới người, kỳ thật càng thêm nói rõ vấn đề. Chí ít tại Yến Bắc làm việc khoảng thời gian này, Phương Lê đã khẳng định muốn cùng lão Tiêu nhà liên thủ. Sau này chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, Phương gia khẳng định sẽ tiếp tục trở thành Tiêu gia minh hữu. Từ chính trị thông gia góc độ đến phân tích, tiếp qua mấy năm, cùng Phương Du Mỹ lớn lên, đạt tới pháp định tuổi kết hôn, thật gả cho Tiêu Phàm, như vậy hai nhà chính là quan hệ thông gia, đây là so chính trị minh hữu đáng tin được nhiều quan hệ. Loại sự tình này, tại cao tầng chính trị đánh cờ bên trong thường xuyên phát sinh. Phương Du Mỹ biểu thị công khai chủ quyền về sau, Phương Lê cùng Nhiêu Vũ Đình vẫn chưa cường lực cấm chỉ nàng cùng Tiêu Phàm lui tới, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Một năm trước Tiêu Phàm, đương nhiên tuyệt đối không phải Phương gia đông sàng con rể thí sinh thích hợp, đừng bảo là Phương Du Mỹ còn tuổi nhỏ, coi như đã trưởng thành. Phương Lê Nhiêu Vũ Đình cũng sẽ không đồng ý nàng cùng Tiêu Phàm chỗ đối tượng. Nhưng mà sự tình luôn luôn đang không ngừng biến hóa bên trong, căn cứ Tiêu Phàm khoảng thời gian này biểu hiện, vị này lão Tiêu gia đích trưởng tôn, thật đúng là không giống ngoại giới nghe đồn như thế không để ý tới thế sự, chỉ lo truy cầu trường sinh đại đạo. Xử lý lên thế tục quan hệ, thế mà tám mặt linh lung, rất lợi hại. Nghiễm nhiên thành cái nhân vật, ngay cả Tiêu Trạm thái độ đối với hắn đều lên rất lớn chuyển biến. Chỉ cần Tiêu Phàm một lần nữa bị Tiêu gia trưởng bối tán đồng. Hắn tại kinh sư thế gia hào môn thân phận địa vị lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm nước Cộng hòa một cùng một đại hào môn, bị trưởng bối trong nhà xem trọng Tiêu gia đích trưởng tôn, thực tế không thể coi thường, Phương gia cùng Tiêu gia kết thân, thật là có điểm với cao ý tứ. Tỷ như Uông gia đại thiếu Uông Thuật Đều, liền không biết có bao nhiêu thế gia thiên kim, nghĩ muốn gả cho hắn. Phương Lê làm ra quyết định như vậy, chính nằm trong dự liệu, huống chi Tiêu Phàm cùng Tiêu gia còn tự thân xuất mã. Vì hắn bài yêu giải nạn, chỉ muốn cái vấn đề khó khăn này thuận lợi giải quyết, không bao lâu, Phương Lê tại Yến Bắc đứng vững gót chân, liền sẽ không còn có người dám đem cùng loại tiểu thủ đoạn xử đến trên đầu của hắn đến. Bất quá Hoàng Đại Bằng tại cửa sắt khách sạn lớn tự mình mời khách, hay là thoảng qua có chút vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Nguyên lai tưởng rằng cái này chủ nhà hẳn là sẽ là Phương Lê tới làm, chọn một tương đối thanh tịnh tương đối điệu thấp nơi trốn gặp mặt, cũng liền đạt tới mục đích. Ai ngờ chủ nhà vậy mà là Hoàng Đại Bằng, mở tiệc chiêu đãi địa điểm hay là tại cửa sắt khách sạn lớn. Cửa sắt khách sạn lớn có lẽ không phải toàn bộ cửa sắt thành phố tiệm cơm sang trọng nhất, cũng tuyệt đối là nổi danh nhất tiệm cơm. Cái này khách sạn lớn lịch sử, thực tế rất xa xưa, còn ở tiền triều thời kỳ, cửa sắt khách sạn lớn liền đã tiếng tăm lừng lẫy, xem như Bắc trực tiếp phụ thuộc nổi danh nhất khách sạn lớn một trong. Sau khi dựng nước, tại địa điểm cũ càng thêm lấy xây dựng thêm, đổi tên là cửa sắt khách sạn lớn, vẫn luôn là Yến Bắc tỉnh ủy tỉnh chính phủ xác định vị trí chiêu đãi đơn vị, ngoại giao khách sạn lớn. Kia năm tháng, toàn tỉnh các nơi cán bộ đến trong tỉnh mở ra xảy ra kém, đều lấy có thể tại cửa sắt khách sạn lớn dùng cơm làm vinh. Nhất là những cái kia chức vụ hơi thấp cơ sở cán bộ, nếu như cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên tại cửa sắt tiệm cơm ăn một lần cơm. Trở về có thể nhắc tới thật nhiều năm, đây cũng là thấy qua việc đời bằng chứng A. Đại Bôn vừa mới tại cửa sắt khách sạn lớn cổ kính cửa sảnh trước dừng lại, lập tức liền có người mặc đồng phục người giữ cửa tiến lên đây kéo cửa xe ra. Một vị ba mười mấy tuổi quý phụ nhân cùng một tên tuổi không sai biệt lắm nam tử trung niên đứng tại cách đó không xa, mắt nhìn Tiêu Phàm, mặt mang mỉm cười. Tiêu Phàm vừa xuống xe, kia âu phục dày ra nam tử trung niên liền là tiến lên một bước, mỉm cười nói Tiêu trưởng phòng. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nam tử trung niên nụ cười trên mặt lập tức liền rực rỡ, liền vội vàng tiến lên cùng Tiêu Phàm nắm tay, Tiếu Dung chân thành nói, Tiêu trưởng phòng, ngài tốt, ta là Lý Văn nói. Hoàng phòng thư ký làm việc nhân viên công tác. Tiêu Phàm liền là giật mình, hợp lấy vị này là Hoàng Đại Bằng thư ký, lại không biết vị kia trang điểm lộng lẫy quý phụ nhân, lại là gì ngang phần, liền vừa rồi, Lý Văn nói giống như cũng không phải cùng nàng đứng sóng vai, tựa hồ thoảng qua lạc hậu nửa người. Trên quan trường, đối những chi tiết này nhất là giảng cứu, bởi vậy có thể thấy được, vị này niên kỷ tựa hồ so Lý Văn nói còn hơi nhỏ 2 tuổi nữ đồng chí, thân phận địa vị càng tại Lý Văn trên đường. Kia quý phụ nhân mặt như trăng tròn, ngũ quan đoan chính, dáng người đầy đặn, ngược lại là một bức tốt phúc tướng. Tiêu Phàm ánh mắt tại trên mặt nàng chỉ là nhất chuyển, lập tức liền đoán được 7-8 phân. Lý Văn nói rất nhanh liền đem Tiêu Phàm lĩnh được cái này quý phụ nhân trước mặt, vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói, Tiêu trưởng phòng, đây là Chu chủ nhiệm, Hoàng thư ký người yêu. Quả là thế,
vị này Chu chủ nhiệm rõ ràng biểu hiện ra cáo mệnh phu nhân tướng mạo, dựa theo cổ nhân thuyết pháp, chồng ít nhất cũng phải quan cư nhị phẩm. Chỉ bất quá Chu chủ nhiệm trẻ tuổi như vậy, hẳn là vẫn chưa tới 40 tuổi, so sánh với Hoàng Đại Bằng, tiểu 20 tuổi cũng không chỉ, đoán chừng không phải nguyên phối, mà là tục huyền. Về phần nàng là đơn vị nào cái gì chủ nhiệm, Lý Văn nói lại chưa từng giới thiệu, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không truy vấn ngọn nguồn, dựa theo lệ cũ, tỉnh ủy lãnh đạo phu nhân, bình thường đều sẽ có một cái tương đối thanh nhàn chức vụ, lấy thuận tiện chiếu cố lãnh đạo sinh hoạt hàng ngày. Nhưng Chu chủ nhiệm trẻ tuổi, quyền lực tương đối tràn đầy, tại bộ môn trọng yếu nhậm chức cũng chưa biết. Đây không phải Tiêu Phàm quan tâm, Hoàng Đại Bằng người yêu tự mình đến tiệm cơm cửa sảnh tới đón tiếp hắn, cấp bậc lễ nghĩa có thể coi là rất chu đáo, mặt mũi cho phải 10 phần. Lấy lão Tiêu ra hiển hách huy danh, coi như tại thành phố thủ đô, có can đảm lãnh đạm Tiêu một ít cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói đến nơi bên trên, cái này biển chữ vàng càng thêm lập lòe tỏa sáng. Chu chủ nhiệm, ngài tốt, Tiêu Phàm tao nhã lễ phép hướng quý phụ nhân khom người một chút, khách khí chào hỏi. Nếu như là Hoàng Đại Bằng nguyên phối, tuổi gần 60, Tiêu Phàm chính là tôn xưng một tiếng A gì cũng không đủ, nếu là kế thất A, liền qua loa. Chu chủ nhiệm một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, sớm đã tại Tiêu Phàm trên mặt dò xét rất lâu, đầy mắt đều là che giấu rất khá ngạc nhiên chi ý. Thân là Yến Bắc tỉnh ủy tam bà thủ thê tử, thế gia hào môn tử đệ cũng đã gặp không ít, nhưng Tiêu gia loại này siêu cấp hào môn đích trưởng tôn, tự nhiên là ngoại lệ. Cùng Tiêu Phàm xuất thân không sai biệt lắm uông thuật đều bọn người, thế nhưng là được xưng là kiệt xuất nhất con cháu cách mạng đời thứ ba, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần không ra kinh thiên ngoài ý muốn, tại tương lai toàn bộ nước Cộng hòa cơ hồ nhất định phải từ mấy vị kia đến chấp trường. Chỉ là nghe nói Tiêu gia vị này trưởng tôn, lại không tình nguyện lắm tại bên trong thể chế phát triển, thật sự là đáng tiếc. Tiêu trưởng phòng, ngài tốt, loại này ngạc nhiên cùng đáng tiếc, tự nhiên sẽ không ở trên mặt hiện ra. Chu chủ nhiệm chủ động hướng Tiêu Phàm duỗi ra trắng trắng mềm mềm nở nang tay nhỏ, vẻ mặt tươi cười đáp lễ. Chu chủ nhiệm quả nhiên không phải cái trầm mặc ít nói tính tình, miệng bên trong lời khách khí một bộ, nhưng kình nói một trận, mới cười đối Lý Văn nói, Lý chủ nhiệm, mời ngươi trước bồi Tiêu trưởng phòng đi vào đi. Được rồi tốt, Tiêu trưởng phòng, mời tới bên này. Lý Văn nói dẫn lính Tiêu Phàm hướng tiệm cơm lầu 2 mà đi, Chu chủ nhiệm lại tiếp tục lưu lại đại đường, đây là giải thích. Còn có khách nhân khác muốn đi qua, mà lại tại chủ nhà trong suy nghĩ, nó trình độ trọng yếu thế mà không tại Tiêu Phàm phía dưới, cũng cần Hoàng Đại Bằng người yêu tự mình tại đại đường nghênh đón. Tiêu Phàm tay trái khinh động, liền chiếm bài học, chốc lát khóe miệng hơi vểnh lên, hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, mang theo mỉa mai. Cửa sắt khách sạn lớn cố nhiên thanh danh hiển hách, lại cũng không là nhà cao tầng, tương phản, toàn bộ khách sạn chỉ có 5 tầng, không có lắp đặt thang máy. Cứ việc khách sạn trước sau sau trải qua vài lần đại quy mô tu tập, vẫn như cũ mang theo nặng nề lịch sử cảm giác, đi tại sáng đến có thể soi gương màu đen đá cẩm thạch trên bậc thang, tuế nguyệt tang thương làm sao đều không che giấu được. Tiêu Phàm ngược lại là rất thích ý cảnh như thế này. Lý Văn nói dẫn dắt Tiêu Phàm đi tới một cái khép cửa bao lớn toa trước, chưa vào cửa, liền nghe tới bên trong truyền đến một trận cực kỳ cởi mở tiếng cười, nghe vào tương đối già nua, chỉ là tiếng cười dù lớn, lại tựa hồ như hơi có chút thở dốc. Tiêu Phàm lông mày đều tại trong lúc lơ đãng nhau một chút. Lý Văn nói liền nhẹ giọng nói, là Hoàng thư ký, đang cùng Phương thư ký nói chuyện phiếm. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nếu là Hoàng Đại Bằng mời khách, Phương Lê tiếp khách, hai người bọn họ so với mình tới trước, ngược lại là đương nhiên. Đứng ở cửa phục vụ viên hiển nhiên cùng Lý Văn nói rất quen thuộc, đem hắn hai đi tới, lập tức liền mở cửa. Bao xương cũng không quá lớn, cũng không phải phòng xếp, cùng toàn bộ khách sạn trang trí đồng dạng. Cổ kính bàn ăn bên cạnh, sớm đã ngồi ba người, một vị thân hình cao lớn, mặt chữ điền tai to, hồng quang đầy mặt lão niên cán bộ, không thể nghi ngờ chính là lần này chủ nhà Hoàng Đại Bằng. Ngồi tại Hoàng Đại Bằng một bên, thì là thần sắc nho nhã Phương Lê. Nhưng chân chính để Tiêu Phàm không tưởng được, thì là Phương Lê bên người vị kia mắt ngọc mày ngài, diễm lệ vô song tiểu cô nương, thình lình chính là Phương Du Mỹ. Không nghĩ tới tại dạng này trên yến hội, Phương Lê cũng đem khuê nữ mang tới. Chỉ bất quá thời khắc này tiểu nha đầu, quỳ củ ngồi tại Phương Lê bên người, hai tay phủ đầu gối, bộ ngực nhỏ cao cao nhô lên, mặt mang mỉm cười, mắt nhìn hai vị trưởng bối nói chuyện, muốn bao nhiêu thục nữ liền có bao nhiêu thục nữ. Đây mới là Phương gia thiên kim đại tiểu thư phong phạm. Tiêu Phàm vừa vào cửa, Phương Du Mỹ hai đạo thanh tịnh sáng tỏ ánh mắt liền thẳng bắn tới, chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra nói không nên lời hưng phấn kích động,
còn thoảng qua mang theo một phần thẹn thùng chi ý. Có lẽ tiểu nha đầu nhớ tới buổi tối hôm qua Tiêu Phàm rời đi trước biệt thự một màn kia. Lúc ấy lấy dũng khí thân Tiêu Phàm một chút, về đến nhà, Kiệt tiểu tâm can mạnh mẽ cuồng loạn hơn nửa đêm mới thật không dễ dàng hòa yên tĩnh. Chương 281, tiết ra cô cháu. Tiêu Phàm đến rồi, đến, mau tới đây. Gặp một lần Tiêu Phàm, Phương Lê liền đầy mặt mỉm cười, hướng Tiêu Phàm vẫy vẫy tay, rất nhiệt tình rất quen thuộc dáng vẻ. Phương thúc thúc tốt, Tiêu Phàm nhanh chân đi tới, hướng Phương Lê khẽ khom người. Ha ha, Tiêu Phàm a, vị này chính là Hoàng Thư Ký. Hoàng Thư Ký, đây chính là ta cùng ngươi giảng Tiêu Phàm, Tiêu Bộ trưởng Đại Công Tử. Tiêu Phàm lại mặt hướng Hoàng Đại Bằng, kính cẩn nói, Hoàng Thư Ký, ngài tốt. Hoàng Đại Bằng trên dưới dò xét Tiêu Phàm vài lần, cái này mới chậm rãi đứng dậy, hướng Tiêu Phàm vươn tay ra, vừa cười vừa nói, Tiêu trưởng phòng, ngươi tốt. Hoàng Đại Bằng bàn tay xương cốt rất lớn, 10 điểm ấm áp, bất quá nắm tay lại có chút bất lực, lúc nói chuyện, cũng mang theo thở dốc chi ý, tựa hồ trung khí có chút không đủ, đường hô hấp không phải như vậy thông suốt. Hoàng Thư Ký, mời gọi tên của ta đi. Tiêu Phàm miệng bên trong khách khí, ngón tay bắn lên, rất tự nhiên thăm dò Hoàng Đại Bằng mạch đập, khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái. Ha ha, hảo hảo, đến, mời ngồi mời ngồi. Hoàng Đại Bằng cười ha hả nói. Hàn huyên qua đi, Tiêu Phàm liền tại Phương Du Mỹ bên người ngồi xuống, tiểu nha đầu nở nụ cười xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hai đoàn màu hồng, nhẹ nhàng cắn cắn óng ánh môi đỏ. Tiêu trưởng phòng, lão gia tử thân thể rất khỏe mạnh a. Tiêu Phàm vừa ngồi xuống, Hoàng Đại Bằng liền là hỏi. Đặt tại người bình thường nhà, đây là rất bình thường chào hỏi. Nhưng đến cái này tầng cấp, như vậy đề lại tương đương mẫn cảm, huống chi năm ngoái lão gia tử còn bệnh nặng một trận, kém chút liền không thể từ bệnh viện trở về. Lão gia tử đi ở, có thể trực tiếp quan hệ đến cao tầng cục diện chính trị ổn định hay không. Nhưng nhìn qua, Hoàng Đại Bằng thần sắc tự nhiên, hắn là lạc hậu họ Cách, không thế nào quan tâm những này kiêng kỵ. Tiêu Phàm vội vàng khom người một chút, cung kính đáp, tạ ơn Hoàng Thư Ký quan tâm. Gia gia thân thể cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão gia tử thân thể khỏe mạnh, là đại hảo sự a, trụ cột vững vàng. Hoàng Đại Bằng liền lại tán thưởng một phen, sau đó cười ha hả, cùng Tiêu Phàm trò chuyện lên việc nhà, Phương Lê thỉnh thoảng chen vào nói bên trên một đôi lời, trong bao xương bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Phương Du Mỹ lại bắt đầu ngồi không yên, Tiêu Phàm không đến thời điểm, tiểu nha đầu còn lên dây cót tinh thần, giả ra một bức 10 điểm dáng vẻ thục nữ. Bây giờ Tiêu Phàm hiện thân, lại ngồi tại bên người nàng, tiểu nha đầu một viên phương tâm thình thịch đập loạn, lại như thế nào còn có thể ổn định lại tâm thần trang thục nữ. Chỉ là ngay trước Hoàng Đại Bằng trước mặt, từ cũng không dám lặng lẽ tại dưới mặt bàn vừa đi kéo Tiêu Phàm tay, đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu mắt cúi xuống, dưới bàn chơi trò chơi nhỏ, còn không dám mở lời âm, Thanh Phương đại tiểu thư buồn bực. Dù là như thế, cũng bị Phương Lê hung hăng trừng mắt liếc. Tiểu cô nương lập tức liền không thuận theo. Ngẩng đầu lên, hỏi, Hoàng bá bá, còn có khách muốn tới à? Cái này không Tiêu Phàm đều đã đến, làm sao lão bà ngươi cùng tên bí thư kia còn không trở về bao xương? Chúng ta sớm một chút ăn cơm, sớm một chút ăn xong, ai về nhà nấy đi thôi, ngồi ở chỗ này có cái gì tốt chơi? Hoàng Đại Bằng vừa cười vừa nói, đúng vậy à, còn hẹn hai khách người. Thật sao, người nào à, làm sao còn chưa tới? Phương Du Mỹ liền nhếch miệng, hai vị này khách nhân thật đúng là nắm. Yến Bắc tỉnh ủy phó thư ký cùng bớt chính pháp ủy thư ký đều chờ ở tại đây, ngay cả Tiêu gia một thiếu đều đã đến, các ngươi còn chậm chạp không thấy tăm hơi, cái này phổ bày có chút lớn. Ha ha, lập tức liền muốn đến. Hoàng Đại Bằng giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, cười ha hả nói, tiểu Mỹ a, ngươi có phải hay không đói rồi? Nếu là đói bụng, vậy ngươi ăn trước đi, ngược lại là rất yêu chiều dáng vẻ. Phương Du Mỹ lắc đầu, nói, không có việc gì, ta không đói, ta liền muốn hỏi một chút. Là khách nhân nào, ở đến rất xa a? Tiểu Mỹ, sốt ruột chờ a. Đúng lúc này, một cái ưu nhã thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Hoàng Đại Bằng cùng Phương Lê đều đứng lên. Cho thấy được đến vị này, thật đúng là cái đại nhân vật, ngay cả Hoàng Đại Bằng cùng Phương Lê cũng không nguyện ý thất lễ. Tiết A Di, Phương Du Mỹ trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc, đi theo hướng lên đứng, nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm mỉm cười gật gật đầu. Biểu thị mình đã biết khách tới là vị nào Tiết A Di. Bao xương cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Thịnh Trang Chu chủ nhiệm tự mình bồi tiếp một vị hơn 40 tuổi trung niên nữ tử đi đến, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, làm bộ mời. Cái này trung niên nữ tử tướng mạo chưa nói tới cỡ nào xinh đẹp,
nhiều nhất trung thượng tiêu chuẩn, mấu chốt khí chất cao nhã xuất chúng, một thân hợp thể Chanel trang phục bình thường, càng đem loại này cao nhã khí chất phụ trợ ra. Chính là nghe đồn rằng, Đổng Thiên Lỗi năm đó bạn học thời đại học, tiết ra đời thứ hai tử đệ Tiết Lan. Theo sát Tiết Lan về sau vị trẻ tuổi kia, Tiêu Phàm cũng không xa lạ gì, chính là bạn học cùng trường của hắn, Uông Thuật Đều tốt nhất bạn thân, tại chứng giám hội làm việc Tiết Gốm. Tại Uông Thuật Đều cái kia trong vòng nhỏ, Tiết Gốm là nổi danh cẩu đầu quân sư. Không nghĩ tới Tiết Gốm đi theo hắn cô Tiết Lan cùng đi cửa sắt. Xem ra lúc này sự tình, thật đúng là đem đoàn người đều kinh động. Tiêu gia đích trưởng tôn bỗng nhiên tại cửa sắt hiện thân, nhúng tay tiến vào Yến Bắc nội bộ sự vụ, thật đúng là đủ để gây nên các phe cao độ coi trọng. Tại chính trị đánh cờ bên trong, lão Tiêu nhà loại này quái vật khổng lồ vô luận hướng phương kia nghiêng, đều là hết sức quan trọng lớn quả cân. Tiết Lan tự mình đi Yến Bắc, còn mang theo danh xưng quân sư chất nhi cùng một chỗ tới, cũng liền hợp tình hợp lý. Bên ngoài bọn hắn là được mời mà tới, Yến Bắc tỉnh ủy tam bả thủ mời, vẫn rất có phân lượng. Về phần Hoàng Đại Bằng lý do càng thêm sung túc, ban đầu tam quốc hỗn chiến biến thành đại chiến tứ phương, lão Tiêu nhà ngoài ý muốn nhúng tay, hắn cũng không muốn một mình đối mặt Tiêu gia cùng Phương gia liên thủ chi thế, nhất định phải đem Tiết Lan cũng mời đến, đoàn người gặp mặt, lẫn nhau tâm lý nắm chắc. Sau này quan hệ này muốn làm sao chỗ, đánh cờ muốn thế nào tiến hành, nhưng phải hảo hảo nghĩ rõ ràng mới được. Đương nhiên, Tiết Lan cũng có thể cự tuyệt Hoàng Đại Bằng cái này mời, mượn cớ từ chối đi, nhưng bởi như vậy, Hoàng Đại Bằng tự giác khó mà ngăn cản Tiêu gia cùng Phương gia liên thủ, có lẽ như vậy cùng Phương Lê đạt thành thỏa hiệp, khả năng họ cũng là rất lớn. Tại Đổng Thiên Lỗi đã bị công an cơ quan bắt dưới tình huống như vậy, thực tế không phải Tiết gia nguyện ý gặp đến. Vạn nhất Đổng Thiên Lỗi không hiểu chuyện, tại phòng giam bên trong lung tung liên quan vu cáo, lão Tiết nhà rất có thể bị liên lụy đi vào. Mặc dù loại khả năng này họ rất thấp, cũng không thể không phòng. Bình thường nhân thủ bên trong cho dù cầm Đổng Thiên Lỗi một chút lời khai, đối Tiết gia cũng không thể tránh được, Tiêu gia Phương gia liền không giống, kia là đủ để đối Tiết gia tạo thành nặng đại uy hiếp thế lực lớn. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu gia vì cái gì bỗng nhiên hướng Yến Bắc thẩm thấu, công khai ủng hộ Phương Lê. Vấn đề này nhất định phải hiểu rõ. Làm không tốt, đây là Tiêu gia một cái trọng yếu bố cục, tăng thêm Tiêu lão gia tử khoảng thời gian này bỗng nhiên trở nên rất sinh động. Càng làm cho các phương thế lực lớn đều hết sức cẩn thận. Cái này trong bao xương 8 người, 4 phe nhân mã, trừ Phương Du Mỹ niên kỷ nhỏ hơn, tỉnh mê mê bên ngoài, đều có xảo trá. Tiết chủ nhiệm, chào ngươi. Hoàng Đại Bằng chủ động tiến lên, cùng Tiết Lan nắm tay hàn huyên. Tiết Lan bản thân chức vụ không phải quá cao, chính ván cấp cán bộ, không quá gần năm qua, Tiết Lan biểu hiện một mực tương đối chói mắt, nhiều khi đều đại biểu cho lão Tiết nhà đối ngoại phát biểu. Vị trí tính được 10 điểm quan trọng. Phương Lê Hoàng Đại Bằng cùng nàng ngang hàng luận giao, chủ động đứng dậy đón lấy, cũng không coi là nhiều lễ. Tại Hoàng Đại Bằng Phương Lê trước mặt, Tiết Lan càng là khách khí. Đến phiên Phương Du Mỹ thời điểm, Tiết Lan hai mắt sáng lên, miệng bên trong chật chật tán thưởng, nha, đây là tiểu Mỹ A. Mấy năm không gặp, lớn lên cao như vậy, đại cô nương, còn xinh đẹp như vậy, chật chật. Đẹp mắt, nói liền giữ chặt Phương Du Mỹ tay nhỏ. Không ngừng vuốt, mặt mũi tràn đầy đều là kinh diễm chi sắc. Muốn nói tiểu nha đầu cũng xác thực dáng rất đẹp mắt, dáng người cao gầy thon thả, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, nhất là một đôi mắt to, giống như thủy tinh nho, ngập nước linh động dị thường, xứng đáng Tiết Lan dạng này khen không dứt miệng. Đến cùng là tiểu hài tử tì họ, được khích lệ, Phương Du Mỹ hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Tiết A Di tốt, Tiêu Phàm ở một bên mỉm cười hỏi an, Tiết Lan chất nhi Tiết Gốm cùng hắn là đồng học. Cái này âm thanh A-di ngược lại là làm cho rất thuận miệng. Đây là, nha, Tiêu Phàm, Tiết Lan lại một bức 10 phần ngạc nhiên bộ dáng, vội vàng buông ra Phương Du Mỹ tay nhỏ, ngược lại cùng Tiêu Phàm nắm tay, trên dưới dò xét, tựa hồ trước đó cũng không biết sẽ ở đây đụng phải Tiêu Phàm. Nguyên bản đối Tiết Lan hảo cảm tăng vọt Phương Du Mỹ lập tức giống như vào đầu dội một bầu nước lạnh, nhiệt tình lập tức tiêu tán xuống dưới, vụng trộm mân mê miệng. Trang cái gì đâu, không phải là bởi vì Tiêu Phàm đến cửa sắt. Các ngươi sẽ vội vã chạy tới. Nói đến, tiểu nha đầu cũng thực là có điểm oan uổng Tiết Lan. Tiết Lan cố nhiên là vì Tiêu Phàm chạy tới, nhưng lại không biết Hoàng Đại Bằng an bài mọi người cùng nhau ăn cơm. Xem ra Hoàng thư ký là dự định giải quyết dứt khoát thấy cái chân trương, là bạn là địch, mọi người công khai đến, đừng đùa âm. Cái này lại tương đối phù hợp Hoàng Đại Bằng họ cách, nói dễ nghe điểm, là tương đối thẳng thắn, đánh giá thấp một chút, chính là không nặng như vậy được khí.
Tiêu Phàm, người chừng nào thì đến cửa sắt? Tiết Lan ép căn bản không hề để ý Phương Du Mỹ tâm thái biến hóa, tác họ Trang đến cùng, làm như có thật mà hỏi thăm. Tiêu Phàm mỉm cười, nói Tiết A-di, ta hôm qua đến. Cửa sắt mấy cái trên xã hội lưu manh, có chút không biết trời cao đất rộng, thế mà tại nhà ga đoạt tiểu Mỹ bao, ta liền đến xử lý một chút chuyện này. Có loại sự tình này, Tiết Lan liền rất là kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, Phương Du Mỹ lập tức ở một bên nói, đúng vậy a, Tiết A-di, những tên côn đồ kia quá không ra gì. Bất quá Tiêu Phàm ca ca đem bọn hắn đều thu thập, đại khoái nhân tâm. Tiểu nha đầu nhìn về phía Tiết Lan ánh mắt, đã tràn ngập đề phòng chi ý. Cái này cũng thái hư một chút a. Thật sao, kia, tiểu Mỹ, ngươi không có việc gì a? Ta không sao a, hết thảy đều có Tiêu Phàm ca ca đâu, ta có thể có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiết Lan vẻ mặt tươi cười, hai mắt lại khẽ híp một cái, hiện lên một vòng thật sâu phiền muộn. Học trưởng, đến phiên cùng Tiết Gốm chào hỏi thời điểm, Tiêu Phàm cũng theo đủ quy củ. Ha ha, Tiêu Phàm, chào ngươi chào ngươi. Tiết Gốm đưa tay cùng Tiêu Phàm dựng một chút, ánh mắt tại Phương Du Mỹ trên mặt quét qua, khóe miệng hiện lên một tia ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Tiêu Phàm, thật không nghĩ tới, ngươi cùng tiểu Mỹ là bạn tốt. Lời nói này thật tốt, không khen chê chưa nói. Tiêu Phàm đồng học, người còn có loại này lừa gạt tiểu nữ sinh ham mê a. Bội phục bội phục, Phương Du Mỹ tú Mỹ song mi bỗng nhiên một dương, liền muốn mở miệng, lại bị Tiêu Phàm lạnh nhạt ánh mắt ngăn cản trở về. Rất sớm trước kia, mọi người còn tại tám bên trong đi học lúc, Tiết Gốm chính là như vậy tì họ, âm dương quái khí, tự cho là đúng, mà lại lòng dạ hẹp hòi, Tiêu Phàm nhã không muốn Phương Du Mỹ cùng hắn lên cái gì xung đột chính diện. Người này danh xưng là hoàn khố vòng tròn bên trong cầu đầu quân sư, Phương Du Mỹ nếu là đắc tội hắn, làm không tốt hắn sẽ xảy ra yêu thiêu thân. Nếu là nhằm vào Tiêu Phàm tới mình, tất nhiên là không thèm để ý chút nào, nhưng cho Phương Du Mỹ chơi ngáng chân kia lại không được. Đến lúc đó, chỉ sợ Tiêu Phàm thật muốn cùng Tiết gia hoàn toàn vạch mặt. Chương 282, Nguyên khí lớn hư. Phương Du Mỹ không mở miệng, không có nghĩa là Phương Lê cũng không để ý. Nhà mình khuê nữ cùng ai biết bao cùng ai tốt, ngoại nhân nhưng không xen vào. Mắt thấy Phương Lê nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt chìm xuống dưới, Tiết Gốm làm như không thấy, Tiết Lan lại đi theo trong lòng trầm xuống. Lần này thân phó Yên Bắc, một nửa là vì Tiêu Phàm, còn có một nửa lại là vì Phương gia. Tiết gia đảng phụ Uông gia, cùng Tiêu gia nhất quán không thích hợp, nhưng trước đó, cùng Phương gia quan hệ còn coi là bình thường. Đối giữa bọn hắn đủ loại tranh đấu đánh cờ, Phương gia một mực bảo trì trung lập, ai cũng không giúp. Bây giờ Tiêu gia cho thấy thái độ, Tiết Lan liền vội lấy chạy tới. Tiết gia cùng Tiêu gia, tự nhiên không có hòa giải khả năng, đây không phải Tiết Lan có thể làm chủ, thậm chí toàn bộ lão Tiết nhà đều không thể làm chủ. Thoát ly Uông gia, chuyển hướng Tiêu gia, quyết định này nhưng không tốt như vậy làm. Nhưng Phương gia lại còn có thể tranh thủ, lấy Phương gia thực lực trước mắt cùng lực hiệu triệu, nếu thật là toàn diện cùng Tiêu gia hợp tác. Đối với Uông gia Tiết gia mà nói, tuyệt không phải cái gì khiến người vui sướng tin tức tốt. Trước khi đến, Tiết Lan đã khẩn cấp và mấy vị trọng lượng cấp nhân vật bàn bạc qua, mọi người nhất trí ý kiến là phải tận lực tranh thủ Phương gia không hoàn toàn đảo hướng Tiêu gia, dù là vì thế đánh đổi khá nhiều, hoàn toàn hy sinh Đồng Thiên Lỗi cùng hắn người quản lý sản nghiệp đều sẽ không tiếc. Thực tế không được, vậy liền cùng Hoàng Đại Bằng chỗ thế lực hợp tác, hướng Phương Lê tạo áp lực. Ngăn cản Tiêu nhà thế lực tiến một bước mở rộng. Thậm chí tự thành hệ thống, là Uông gia Tiết gia cùng chỗ chính trị đại phái hệ một mực vì đó cố gắng mục tiêu. Nếu có thể lời nói, còn phải tận lực suy yếu Tiêu gia lực lượng. Đã cùng Tiêu gia không thích hợp, này lên kia xuống đạo lý, tất cả mọi người minh bạch. Tiết Lan cũng không hy vọng chất nhi bởi vì loại này không giải thích được đề, vừa lên đến liền đem Phương cha con cho đắc tội. Phương Du Mỹ là Phương Lê tiểu nữ nhi, Phương Lê khẳng định yêu chiều, Tiết Lan cũng là làm mẹ người người, suy bụng ta ra bụng người. Ai cầm nữ nhi của mình trêu đùa, mình liền với ai gấp. Tiết chủ nhiệm trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến cửa sắt đến chỉ đạo làm việc, cảm tạ cảm tạ. Hoàng Đại Bằng đối Tiết Gốm cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó cũng không hiểu rõ lắm, nhất thời bán hội, cũng không nghĩ lập tức liền dính vào, liền nói chút lời khách sáo, hàn huyên đem Tiết ra cô cháu an bài liền cái, cùng Tiêu Phàm mặt đối mặt. Nói đến, Hoàng Đại Bằng lúc trước kế hoạch cũng rất đơn giản, chính là để Phương Lê cùng Tiết ra đi phân thắng bại. Mình tốt ngựa ông đắc lợi. Không nghĩ tới Tiêu gia chặn ngang một gậy tiến đến, thanh hết thảy đều bừa bãi. Vậy liền nhìn kỹ hãng nói đi. Hoàng Đại Bằng người yêu Chu chủ nhiệm là cái hoạt bát họ cách,
đối nhân xử thế rất có một bộ, đối lão công tâm tư cũng hiểu rất rõ, chủ động cùng khách nhân nói lời nói lôi kéo làm quen, trong bao xương bầu không khí mặt ngoài nhìn 10 điểm hòa hợp. Rất nhanh, thịt rượu nước chảy giá đưa đem lên đến, đều là quý báu thức ăn, cái gì hải sâm bào ngư, tay gấu tổ yến, trùng thảo tuyết cáp, đầy đủ mọi thứ, quả thực chính là chiếu vào thập toàn đại bổ đơn thuốc đi điểm đồ ăn. Tràn đầy một bàn lớn thịt đồ ăn, thấy Phương Du Mỹ hai mắt đăm đăm. Nàng cái tuổi này tiểu nữ sinh, đa số là ăn hàng, bất quá đối cái này món chính lại không thế nào cảm thấy hứng thú, bọn hắn thích chính là đồ nướng A-Star-K-A loại hình tân triều thực phẩm. Liền xem như đứng đắn yến hội, cũng không có như thế đại bổ. Bất quá nhìn Hoàng Đại Bằng dáng vẻ, đối với mấy cái này thức ăn lại rất hài lòng, vừa cười vừa nói, mọi người đừng thấy cười a, ta người này đâu, liền thích ăn cái thịt. Đến, đều khỏi phải khách khí, trước cạn một chén. Nói, liền dơ ly lên, rượu là Yến Bắc bản tỉnh sinh ra rượu đế, Hoàng Đại Bằng hương thổ tình kết còn rất nặng. Một bàn người lấy Hoàng Đại Bằng lớn tuổi nhất, tư cách già nhất, lại là chủ nhà, mọi người tự nhiên hưởng ứng, cùng một chỗ đụng một chén. Tiêu Phàm từ bên cạnh nhìn xem, chỉ thấy một chén nhỏ rượu, Hoàng Đại Bằng phân ba lần mới uống xong, vừa một để ly xuống, liền hô hô ăn thở dốc vài tiếng, cái trán toát ra mồ hôi tới. Chu chủ nhiệm vội vàng cấp hắn kẹp chút đồ ăn đặt ở trước mặt trong đĩa nhỏ, thấp giọng nói ăn đồ ăn, ép một chút. Mặt mày ở giữa, hiện ra vẻ lo lắng, lại đem một chung trùng thảo nấu canh đặt tới Hoàng Đại Bằng trước mặt. Nàng là Hoàng Đại Bằng tục huyền, mới vừa cùng Hoàng Đại Bằng kết hôn không bao lâu. Cái này quan thái thái mới lên làm, chính hưng thích thú đầu đâu, tự nhiên là lo lắng Hoàng Đại Bằng thân thể. Tiêu Phàm ánh mắt tại kia trùng thảo nấu canh phía trên quét qua, song mi có chút nhàu. Cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa lập tức liền bị Chu chủ nhiệm bắt được, cảm thấy cười xấu hổ, nói, Tiêu trưởng phòng, nhà ta lão Hoàng khoảng thời gian này công việc khá bề bộn, thân thể có chút hư, bác sĩ cho mở chương ôn bổ tờ đơn, để hắn ăn nhiều một chút bồi bổ đồ vật. Đây cũng là sợ bị Tiêu Phàm khinh thường. Hoàng Đại Bằng lập tức nói, đúng vậy a, Tiêu trưởng phòng, ta đây, là cái nông dân xuất thân, đại lão thô. Trước kia sinh hoạt tương đối gian khổ, chính là sợ trà đạp đồ tốt. Trên mặt lại có chút ngạo sắc, Hoàng Đại Bằng tâm thái, cùng lão bà vừa vặn tương phản. Nàng lão bà trẻ tuổi, chỉ có ba mười mấy tuổi, theo sát thời đại trào lưu, liền sợ bị người chê cười thành đồ nhà quê. Tiêu Phàm nhưng đường đường chính chính là một cùng hào môn xuất thân tử đệ. Người ta cái gì sự kiện lớn chưa thấy qua. Hoàng Đại Bằng lại lấy đại lão thô, đám dân quê tự cho mình là, rất xem thường giai cấp tiểu tư sản tư tưởng. Hải sâm bào ngư, tay gấu tổ yến, trùng thảo tuyết cáp, dạng nào không phải thập toàn đại bổ đồ tốt. Đời đời kiếp kiếp đều cảm thấy những vật này chân quý, làm sao đến ta cái này liền biến thành đồ nhà quê rồi. Ta liền thích ăn, Tiết Lan lập tức lộ ra quan tâm thần sắc, nói, Hoàng thư ký, làm việc cố nhiên trọng yếu. Nhưng thân thể lại là tiền vốn làm cách mạng, cũng không thể tiêu hao khỏe mạnh a. À, đúng, ta chỗ này có khỏa nhân sâm. Tiết Lan nói, liền mở ra tùy thân mang theo túi sách, từ đó lấy ra một cái hình chữ nhật hộp đến, lại là nhất phẩm đóng gói tinh mỹ nhân sâm. Nhân sâm kia mày râu nhăn nhăn, liền xem như lại không biết hàng người, một chút cũng có thể nhìn ra, đây không phải phàm phẩm, chỉ sợ có chút địa vị. Hoàng thư ký. Viên này nhân sâm là ta một người bạn lần trước đi phía đông câu lệ nước viếng thăm thời điểm, người ta đưa cho hắn quà tặng, nghe nói là ngũ phẩm lá dã sơn sâm, dược hiệu tương đối tốt. Hoàng thư ký cùng tẩu tử nhìn xem, thuận tay đem nhân sâm hộp đưa cho bên người Chu chủ nhiệm. Cái này hộp sợ không có dài hơn một thước, có thể thấy được trong hộp nhân sâm dáng người rất kiệt xuất nhổ. Dài đến một xích ngũ phẩm lá dã sơn sâm, đã có thể xưng sâm vương cấp bậc. Chu chủ nhiệm tựa hồ cũng là người biết hàng. Vội vàng tiếp tới, một bên tinh tế đánh giá dã sơn sâm một bên chậc chậc tán thưởng, nói, ngũ phẩm lá dã sơn sâm, hay là câu lệ nước tặng nước lễ. Ai nha, đây cũng quá quý giá. Nhân sâm từ xưa chính là hoa hạ chín đại tiên thảo một trong, theo những năm này lạm hái lạm đào, chân chính dã sơn sâm càng ngày càng hiếm thấy, trên thị trường cái gọi là sâm có tuổi 99% đều là trồng. Nhưng cái này nhân sâm từ Tiết Lan cầm trong tay ra, lại minh bạch nói xuất xứ, chắc là chính phẩm. Sẽ không là trồng hàng giả. Phía đông nước láng giềng câu lệ nước nguyên bản liền lấy thừa thải dã sơn sâm nổi danh, mà lại câu lệ dân tộc nhất quán lấy chết sĩ diện nghe tiếng, cái này đưa cho khách quý nước lễ, nếu như cũng là nhân công người trồng trò tham gia, sẽ phải làm trò cười. Lão Hoàng, người xem một chút, đây mới thực là sâm vương a. Chu chủ nhiệm thưởng thức một trận trong tay nhân sâm, lại đưa cho bên người Hoàng Đại Bằng. Đương nhiên,
Sâm vương, đồ tốt. Hoàng Đại Bằng tiếp nhận đi, quan sát một chút, miệng đầy tán thưởng, lại rất nhanh liền đem nhân sâm hộp đưa trả lại cho lão bà, ra hiệu nàng còn cho Tiết Lan. Tiết Lan lúc này móc ra như thế một viên sâm vương đến, tuyệt đối không thể nào là tại Hoàng Đại Bằng trước mặt khoe khoang, mà là muốn đem cái này nhân sâm đưa cho Hoàng Đại Bằng. Nhưng Hoàng Đại Bằng lại không thể tùy tiện tiếp nhận quý giá như thế quà tặng. Tiết Lan cũng không phải Hoàng Đại Bằng thủ hạ, không cần hướng hắn tiến cống. Cái này hoang dại sâm vương tuy tốt, lại không phải dễ cầm như vậy. Nhất là ngay trước Phương Lê mặt, Chu chủ nhiệm chăm chú cầm nhân sâm, rất là không bỏ. Đã gả cho phó bí thư tỉnh ủy, Chu chủ nhiệm mí mắt cũng không có như vậy cạn. Nhưng nàng nhìn chúng không phải cái này sâm vương giá cả, loại này chân chính hoang dại sâm vương, kia là có tiền mà không mua được. 1 triệu lượng 1 triệu giá một mực đi lên hô, nhưng mà cho dù có tiền, cũng chưa chắc liền mua được chính phẩm. Nàng là thật tâm muốn cho Hoàng Đại Bằng đem thân thể hảo hảo bổ một chút. Dù sao tuổi gần lục tuần, tuế nguyệt không tha người. Mấy ngày nay Hoàng Đại Bằng khí hư, trong cổ họng luôn luôn chặn lấy đàm, thở không được, nhưng kém chút đưa nàng gấp hỏng. Hôm qua tìm đại phu mở cái ấm bổ đơn thuốc, vừa ăn 2 phục, hơi có chuyển biến tốt. Tiết Lan cái này sâm vương, thật đúng là mưa đúng lúc. Tẩu tử, đã Hoàng thư ký thân thể có chút hư, cái này nhân sâm ngược lại vừa vặn đối chứng, có thể bổ một chút. Tiết Lan khẽ cười nói, rất yêu nhã bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm, ép căn bản không hề muốn đem nhân sâm thu hồi lại đi ý tứ. Cái này, vậy thì cảm ơn Tiết chủ nhiệm, đợi chút nữa ta lại cho Tiết chủ nhiệm tính toán tiền này. Chu chủ nhiệm cũng là rất người quyết đoán, mắt thấy Tiết Lan tặng lễ chỉ ý rất thành, lập tức liền thuận sườn núi xuống lừa. Ngay trước Phương Lê trước mặt, nhận lấy lễ vật này, cố nhiên không tốt, sẽ để cho Phương Lê có ý tưởng. Nhưng kiên định không thay đổi trước mặt mọi người cự tuyệt Tiết Lan hảo ý, nhưng cũng rất không thích hợp, đồng dạng sẽ vào chỗ chết đắc tội Tiết Lan. Đã dạng này, vậy còn không như thoải mái nhận lấy. Đợi chút nữa đưa tiền là được, cho là hướng Tiết Lan mua cái này nhân sâm. Tốt, Tiết Lan cười, sao cũng được, cái gọi là tính tiền, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, bất quá là một lời nói khách sáo thôi, vì Phương Lê lưu cái mặt mũi. Chu chủ nhiệm, cái này nhân sâm xác thực là đồ tốt. Nhưng ta có cái đề nghị a. Nguyên bản một mực ở bên xem Tiêu Phàm bỗng nhiên mở miệng nói ra, thần sắc trở nên tương đối trịnh trọng. Tiêu trưởng phòng thỉnh giảng, Chu chủ nhiệm vội vàng nói, ta đề nghị, cái này canh sâm tạm thời không muốn chịu cho Hoàng thư ký uống. Ta cho rằng, Hoàng thư ký thân thể cũng không hư nhược, tương phản, dương khí đại thịnh. Ấm bổ phương thuốc, hay là phải đặc biệt coi chừng mới tốt. Tiêu Phàm chậm rãi nói, a, không thể nào. Nhà ta lão hoàng đây là dương khí đại thịnh a. Tiêu trưởng phòng, cái này, hắc hắc, bớt bên trong bệnh viện bác sĩ chẩn bệnh qua, bọn hắn nói chủ yếu là khí hư, muốn bồi bổ nguyên khí. Chu chủ nhiệm cười cười, rất huyền chuyển nói, trong mắt thần sắc hơi có chút xem thường. Chẳng lẽ lão Tiêu gia tử đệ còn tinh thông trung y thuật không thành? Phương Du Mỹ cũng liếc Tiêu Phàm một chút, lập tức hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Người này, lại muốn hóa thân Tiêu thần y rồi sao? Bất quá, đối Tiêu thần y bản sự, Phương đại tiểu thư ngược lại là tuyệt không nghi ngờ. Đề cử cực phẩm lớn tiểu lão bà ân, đây là một bản tiểu thuyết đô thị, rất hương diễm dáng vẻ. Tác giả tự xưng Đại Quang Minh, đều đã nhiều như vậy lớn tiểu lão bà, còn Đại Quang Minh. Nếu là hơi âm u một chút, lại sẽ như thế nào đâu? Hơn 160 vạn chữ, rất béo tốt, thích xem liệp diễm tiểu thuyết các bằng hữu có thể đi nhìn một cái. Nội dung giới thiệu vắn tắt như sau. Ngủ một giấc, Lý Phi vậy mà đạt được một cái cường hãn lớn tiểu lão bà hệ thống. Cái này vậy mà cải biến cuộc đời của hắn, từ đây tại các cái vị diện bắt đầu hương diễm hành trình, từ đây, đem các cái vị diện mỹ nữ mang về thế giới hiện thực làm vợ, thành hắn trung cực mộng tưởng, đồng thời hắn cũng một mực tại làm như vậy. Từ thần điêu hiệp lữ bắt đầu, từ tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu tỉ muội cùng chung một chồng bắt đầu. Lý Phi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiên Long Bát Bộ A Chu còn có thần tiên tỷ tỷ cùng Lý Thanh La mẫu nữ hoa. Đại đường song long chuyện Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Thượng Tú Phương, Tống Ngọc Trí tỷ muội, càng là cùng nhau ôm ấp yêu thương. Lý Phi sinh hoạt lập tức trở nên đặc sắc. Chương 283, nói thẳng. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, Chu chủ nhiệm, bình thường đến nói, hiện tại người đều là dinh dưỡng quá thừa, dinh dưỡng không đủ tình huống rất ít xuất hiện. Hoàng Đại Bằng cùng Chu chủ nhiệm hai vợ chồng tình huống Tiêu Phàm rất là thông cảm. Hoàng Đại Bằng tuổi gần lục tuần, tư tưởng lạc hậu, khả năng xuất thân cũng tương đối bần hàn,
đối bổ phẩm chân ái, thâm căn cố đế. Cơ hồ bằng trực giác nhất định, nhân sâm, trùng thảo, bào ngư những vật này, nhất định là tốt, ăn đến càng nhiều đối thân thể càng có bổ ích. Mà lại vừa mới cưới so với mình trẻ tuổi 20 tuổi cô dâu, giường che ở giữa, lại nghĩ biểu hiện một phen, liều mạng ăn thuốc bổ liền càng thêm không thể tránh né. Hắn vừa mới cho Hoàng Đại Bằng đơn giản bắt mạch một cái, kết hợp Hoàng Đại Bằng bộ mặt đặc thù, cơ hồ có thể kết luận, Hoàng Đại Bằng khoảng thời gian này bồi bổ quá mức, thể nội dương khí đại thịnh, hỏa khí vượng cực kỳ. Cứ như vậy, lại đem cái này ngũ phẩm lá dã sơn sâm nấu canh uống vào, lập tức liền sẽ xảy ra vấn đề. Nghe Tiêu Phàm lời này, Chu chủ nhiệm sắc mặt hơi đổi một chút, có chút lúng túng nói, Tiêu trưởng phòng, nhà ta lão Hoàng Bình lúc sinh hoạt hay là rất tiết kiệm, ăn cũng tương đối đơn giản. Chính là mấy ngày nay bệnh, khí hư, ta mới cho hắn hầm ăn lót dạ phẩm. Tiêu Phàm đồng chí, ngươi nhưng 10 triệu đừng cho là ta ra lão Hoàng là cái tham quan, suốt ngày vây cá tổ yến ăn không ngừng đâu, không có có chuyện như vậy. Kỳ thật nếu là tại bình thường xã giao trường hợp, Chu chủ nhiệm cũng sẽ không tăng thêm một đoạn như vậy giải thích. Bây giờ thế đạo này, đừng bảo là Hoàng Đại Bằng dạng này quan lớn, liền là người nhà bình thường, điều kiện hơi không có trở ngại, ăn tốt một chút uống tốt một chút, hoàn toàn hẳn là, có cái gì tốt giải thích. Lại thế nào tiết kiệm, chẳng lẽ còn có thể để cho phó bí thư tỉnh ủy dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng Tiêu Phàm dù sao cũng là lão Tiêu gia đích trưởng tôn, lại là lần đầu gặp mặt, không biết tính nết như thế nào, cẩn thận một chút không hỏng chỗ. Vạn nhất nếu là Tiêu Phàm trở lại thủ đô, bốn phía tuyên dương Hoàng Đại Bằng sinh hoạt hủ hóa, ăn nhiều thuốc bổ, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tiêu lão gia tử những này người có công lớn, tư tưởng nhưng so Hoàng Đại Bằng còn lạc hậu. Tiết Lan vừa cười vừa nói, Tiêu Phàm A, người lần đầu cùng Hoàng Thư Ký liên hệ A. Người khả năng không biết, Hoàng Thư Ký là có tiếng bao công mặt đen. Làm quan thanh liêm, nào đó đồng chí đều gọi tán không thôi. Phương Lê bọn người có chút biến sắc, cái gọi là nào đó đồng chí. Chỉ là một vị nào đó cự đầu, chính là Uông gia tại trước sân khấu người phát ngôn. Hoàng Đại Bằng cũng là biến sắc, lập tức cười ha hả nói, Tiết chủ nhiệm quá khen, không có như vậy mơ hồ, ta cũng chính là làm chút thuộc bổn phận làm việc mà thôi. Gian khổ mộc mạc là chúng ta đảng yêu lương truyền thống nha. Ngôn từ ở giữa, đối nào đó đồng chí ngậm miệng không đề cập tới. Vị này cự đầu, cùng Uông gia Tiết gia lui tới tương đối mật thiết. Cùng Hoàng Đại Bằng quan hệ nhưng không thấy phải như thế nào. Hắn cùng Tiết Lan, vốn cũng không phải là một đầu trong chiến hào chiến hữu. Ngay trước Phương Lê Tiêu Phàm trước mặt, ở đây nói dài nào đó đồng chí đối với hắn Hoàng Đại Bằng quan tâm, thuần túy là tự tìm phiền phức. Cao tầng chính trị, loại này nguyên tắc tính sai lầm tuyệt đối không thể phạm. Tiêu Phàm lại đối với mấy cái này không để ý như vậy, rất chân thành nói, Hoàng Thư Ký, ta vẫn là kia cái đề nghị, bồi bổ phải cẩn thận. Nhất là nhân sâm, tốt nhất khoảng thời gian này là không muốn ăn, kiên trì thanh đạm ẩm thực, thích hợp uống nhiều một chút trà, đối thân thể có chỗ tốt. Hoàng Đại Bằng còn chưa mở miệng, Tiết Gốm liền ở một bên tiếp nhận câu chuyện, nói Tiêu Phàm, ta nghe ngươi ý tứ này, làm sao cái này dã sơn sâm liền biến thành thạch tín rồi. Ăn hết liền sẽ xảy ra vấn đề, không nghiêm trọng như vậy đi, mang trên mặt cười, ngữ điệu lại vẫn là như vậy âm dương quái khí, tựa hồ Tiết Gốm cũng có sinh khí lý do. Hắn cô đưa Hoàng Đại Bằng một chi câu lệ nước sản xuất chính tông ngũ phẩm lá dã sơn sâm, giá thị trường chỉ ít 500.000 trở lên, bao lớn một nhân tình. Kết quả tại Tiêu Phàm miệng bên trong, ngược lại biến thành Tiết Lan có chủ tâm yếu hại Hoàng Đại Bằng, làm sao nghe trong đầu làm sao khó chịu. Coi như người Tiêu Phàm muốn chơi ngáng chân, vậy cũng phải che giấu điểm A. Có như thế công khai đến sao? Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào Tiết Gốm mỉa mai, trầm giọng nói, căn cứ Hoàng Thư Ký tình trạng cơ thể đến xem. Nhân sâm không phải là không thể ăn, là hiện tại không thể ăn, qua một đoạn thời gian lại nói. Ha ha, nói như vậy, tối nay ăn thật đúng là sẽ xảy ra vấn đề a. Tiết Gốm càng thêm không chịu bỏ qua, lời nói đổi lời nói liền nhìn chằm chằm hỏi một câu. Hoàng Đại Bằng sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm, trong mắt lóng lánh lửa giận. Cái này hai người trẻ tuổi, là thật không tưởng nổi, ỷ vào trong nhà xuất thân, ở đây bắt hắn Hoàng Đại Bằng đánh cược đâu, trước mặt mọi người chú hắn. Quả thực là không coi ai ra gì. Tiêu Phàm thở dài, dứt khoát không để ý tới Tiết Gốm. Vị này cầu đầu quân sư, trực tiếp liền cùng hắn tranh cãi đâu, Tiêu Phàm đối với hắn không có một điểm hảo cảm. Hoàng Thư Ký, vạn nhất tối nay nếu là không lớn thoải mái lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta đến mai mới trở về thủ đô đi. Tiêu Phàm bỏ qua một bên Tiết Gốm, trực tiếp đối Hoàng Đại Bằng nói,
lập tức chuyển hướng phục vụ viên, làm phiền ngươi, cầm giấy bút cho ta. Cùng phục vụ viên cầm qua giấy bút, Tiêu Phàm viết xuống số điện thoại của mình, đưa cho Hoàng Đại Bằng. Hoàng Đại Bằng sắc mặt càng thêm âm trầm, Chu chủ nhiệm sợ bọn họ náo cái đầy vặn, ngay cả vội vàng đứng dậy, tiếp nhận Tiêu Phàm viết tờ giấy, vừa cười vừa nói, tốt tốt. Tiêu trưởng phòng, ngày mai liền trở về a. Nếu không, ở thêm 2 ngày đi, hảo hảo ở tại chúng ta cửa sắt đi dạo một chút, mặc dù không phải du lịch gì thành thị, cũng vẫn còn có chút phương có thể nhìn xem, ta cho ngươi tìm bồi. Ngược lại là cái hiền nội trợ tư thế, Tiêu Phàm không chịu phản ứng mình, Tiết Gốm lại không muốn như vậy hành quân lặng lẽ, hai mắt nghiêng liếc quá khứ, cười như không cười nói, bạn học cũ, thật không nghĩ tới các ngươi tông giáo cục cũng nghiên cứu y thuật a. Thật sự là đa tài, Tiêu Phàm cười cười, không lên tiếng. Hắn tính cách chính là như vậy, đối ngươi người này không lọt nổi mắt xanh, căn bản liền sẽ không lại phản ứng ngươi. Phương Du Mỹ ở một bên nói, đúng vậy a, Tiết trưởng phòng, ngươi còn không biết đi, Tiêu Phàm ca ca y thuật nhưng lợi hại, trước đó không lâu tại Diệp Linh tỷ tỷ đính hôn thời điểm, trả lại cho nàng chữa khỏi yết hầu xương đau mau bệnh đâu. Nói, tiểu nha đầu liền rất dáng vẻ đắc ý, nàng trước kia rất bất tiếp xúc qua trung y, thật đúng là rất ít gặp qua Tiêu Phàm dạng này thần y. Thật sao? Xem ra tiểu Mỹ đối Tiêu Phàm sự tích rất quen thuộc a. Tiết Gốm cái này âm dương quái khí mau bệnh xem ra là đổi không được rồi, mặc kệ nói chuyện với người nào, luôn luôn mang theo như thế loại giọng điệu. Phương Du Mỹ liếc nhìn hắn một cái, song mi lập tức một dương, giơ đũa lên gắp thức ăn đi. Tiết Gốm lập tức bị mất mặt, có chút ngượng ngùng. Tại Tiêu Phàm nơi đó lấy cái chán, cũng chẳng có gì, hắn vừa đến đã thanh mình định vị tại Tiêu Phàm đối thủ vị trí. Lần trước tại Nhiêu Ngọc Sinh cái kia tụ hội bên trên, hai người liền rất không thoải mái. Từ vào cửa đến bây giờ, Tiết Gốm mỗi lần cùng Tiêu Phàm nói chuyện đều kẹp thương đeo gậy, bị Tiêu Phàm phản kích cũng là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới ngay sau đó bị Phương Du Mỹ cũng khinh bỉ, lại là không được tốt ý tứ. Dù sao Phương Du Mỹ là tiểu nữ sinh, Tiêu Phàm, nghe nói người cùng tiểu Mỹ buổi tối hôm qua đi Kim Kiều hội sở. Qua 3 lần rượu, Tiết Lan đột nhiên hỏi, nhìn qua 10 điểm tùy ý. Chính bưng chén rượu lên Hoàng Đại Bằng không khỏi sửng sốt một chút, chậm rãi đem chén rượu thả lại trên bàn, Phương Lê Vươn đi ra gắp thức ăn tay cũng thoảng qua dừng lại một lát, mới tiếp tục rơi xuống. Hai người thần sắc không thay đổi chút nào, lại đồng thời dựng thẳng lên lỗ tai. Không ngờ tới Tiết Lan sẽ công nhiên đàm luận chuyện này, nàng là nghĩ thẳng thắn a. Tiêu Phàm ngược lại là chấn định tự nhiên, mỉm cười, nói, đúng vậy, Tiết A Di, có chuyện như vậy. A, đó là cái gì tình huống? Có thể cùng Tiết A Di nói một chút ha. Tiết Lan vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung, nụ cười trên mặt lại càng thêm thân thiết mấy phân, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng mong mỏi chi ý. Tiết Lan sở dĩ vội vã đuổi tới cửa sắt đến, trừ Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhúng tay, càng trọng yếu hơn một điểm là, nàng không chiếm được tin tức xác thực. Chỉ biết Đồng Thiên Lỗi cùng hắn đoàn đội thành viên trọng yếu đều bị sở công an tỉnh một thành cầm, vụ án này cũng từ tỉnh thính tự mình điều tra và giải quyết. Đồng Thiên Lỗi làm sao bị bắt, vào tù về sau cung khai cái gì quan trọng tình huống, hoàn toàn không biết gì. Tiết Lan ngay cả tìm 2 vị người quen nghe ngóng tin tức, đồng đều tại Yến Bắc hệ thống công an đảm nhiệm yếu hại chức vụ, kết quả vẫn là không có thu hoạch. 2 vị kia người quen rất bất đắc dĩ nói cho nàng, vụ án này tỉnh thính che đến kịch liệt, căn bản không phải tiến vào tay đi. Nghe nói là thống soái đạo tự mình dưới chỉ thị, tỉnh thính chỉ là phối hợp thôi. Tiết Lan thật có chút sốt ruột. Đồng Thiên Lỗi trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy không ít có lực sát thương tư liệu, nếu thật là toàn dốc ôm ra, cũng đủ phiền phức. Phương Lê vừa mới thả bên ngoài mặc cho, đặt chân chưa ổn, có lẽ đối Tiết gia còn có kiêng kỵ, nhưng được Tiêu gia toàn lực ủng hộ, kia liền không nói được. Loại này đánh cờ, nhất định phải trăm phương ngàn kế nắm giữ quyền chủ động, không có thể đám người nhà giết đến tận cửa lại nghĩ đối sách. Nguyên lai tưởng rằng Phương Lê dù coi như muốn xuất thủ, cũng được cùng một trận. Tối thiểu đợi đến cơ bản bố cục hoàn thành lại động thủ, không ngờ trong nháy mắt liền đem Đồng Thiên Lỗi tóm lấy. Đã như vậy, kia trước kia chế định đối sách cũng không thể dùng, chỉ có thể nói thẳng, phân cái thắng bại. Lại nhìn lão Tiêu nhà gần đây xuất hiện vị này Tiêu Nhất Thiếu, đến cùng có bao nhiêu cân lược, là có hay không có thể hoàn toàn đại biểu Tiêu ra quyết định. Có thể a, kỳ thật tình huống cũng không phức tạp. Tiêu Phàm hay là 10 điểm thong dong, cười gật đầu. Lập tức đem buổi tối hôm qua Kim Kiều hội sở đại khái trải qua nói một lần. Hoàng Đại Bằng cùng Tiết Lan nghe được xong mi nhíu chặt, mặt mang tức giận. Chu chủ nhiệm Lý Văn nói lại nghe được giận xem líu lưỡi, đối mắt nhìn nhau, cảm thấy khó có thể tin. Duy chỉ có Tiết Gốm bưng chén rượu, bất động thanh sắc.
đã danh xưng là hoàn khố vòng tròn bên trong túi khôn, Tiết quân sư cũng phải có chút bộ dáng mới thành, Thái Nhất kinh một chợt, không hiện quân sư phong độ. Hoàng Đại Bằng trùng điệp vỗ lên bàn một cái, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quát, có loại sự tình này. Quá không ra gì, cái này Đồng Thiên Lỗi, hắn muốn làm gì, nghĩ tại chúng ta cửa sắt làm xã hội đen bang phái. Quả thực lẽ nào lại như vậy, nhìn qua, Hoàng thư ký phẫn nộ không giống lắm là giả vờ. Trên thực tế, chuyện này tiền căn hậu quả, Hoàng Đại Bằng cũng đến bây giờ mới biết rõ ràng, trước đó, hắn cùng Tiết Lan đồng dạng, cũng không nghe được quá tin tức cụ thể. Mặc dù hắn cũng phân công quản lý chính trị và pháp luật làm việc, nhưng Phương Lê còn không có chủ động hướng hắn báo cáo, hắn cũng không tốt tăng cường đi thúc giục. Phương Lê mặt mũi, là nhất định bận tâm đến, hư hỏng như vậy phần tử, nên bắt lại, nghiêm trị không tha. Hoàng Đại Bằng nộ khí chưa tiêu, lại là một chưởng đập vào trên mặt bàn. Chương 284, theo như nhu cầu. Hoàng thư ký, đồng chí của tỉnh thính tối hôm qua đã xuất động, đều bắt lại, ngay tại thẩm. Phương Lê vừa đúng chen vào nói tiến đến, cũng coi là cho Hoàng Đại Bằng làm cái báo cáo. Mặc dù mọi người đều là ban tử bên trong đồng chí, Hoàng Đại Bằng dù sao cũng là phó thư ký, lại phân công quản lý chính trị và pháp luật làm việc, chính trị và pháp luật miệng phát sinh đại án tử, Phương Lê theo lý muốn hướng hắn báo cáo mới đúng. Bớt hủy thành viên ban ngành ở giữa loại này rõ ràng trùng điệp phân công, tương đối mà nói, cũng không phải rất phổ biến. Tốt, tóm đến tốt, nhất định phải nghiêm trị. Hoàng Đại Bằng trọng trọng gật đầu, thanh sắc câu lệ. Tiêu Phàm A, Tiết A gì cái này liền muốn phê bình ngươi, cái này nhiều nguy hiểm A đúng hay không? Tiết Lan lại đem mặt nghiêm, có chút không vui nói, hai mắt thẳng tắp tiếp cận Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Chuyện như vậy, ngươi làm sao có thể tự tiện xử lý đâu? Hẳn là ngay lập tức hướng Phương thư ký báo cáo nha. Những tên kia, đều là kẻ liều mạng, đem bọn hắn bức gấp, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Ngươi nha, hay là tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm a. Không nói những cái khác, vạn nhất tiểu Mỹ nếu là ra điểm vấn đề gì, ai thua nổi trách nhiệm này a, đúng hay không? Về phần ngươi Tiêu Phàm nếu là xảy ra vấn đề, đó chính là gieo gió gặt bão. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói Tiết A Di, ta rất đồng ý ý kiến của ngươi. Chuyện khác cũng coi như, dám đánh tiểu Mỹ chủ ý, chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng sẽ không tha hắn. Lời này lập tức nghe được Phương Du Mỹ mặt mũi tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nếu không phải Phương Lê liền ngồi ở bên cạnh, tiểu cô nương chỉ sợ lại muốn có hành động. Dù là như thế, kia mặt mày hớn hở kích động thần sắc hay là dẫn tới đoàn người từng đợt ghé mắt. Mặc cho ai nấy đều thấy được, tiểu cô nương đối Tiêu Phàm thực tế đã tình căn thâm trùng, khó mà tự kiềm chế. Cái này Đồng Thiên Lỗi, chuyện gì xảy ra? Bình thường nhìn hắn coi như quy củ, làm ăn rất có một bộ. Còn thường xuyên cho các loại công ích sự nghiệp quyên tiền. Làm sao cùng như thế lưu manh du côn xen lẫn trong một khối. Mắt thấy Tiết Lan đụng cái đinh cứng, Hoàng Đại Bằng liền kịp thời đứng ra cho Tiết Lan giải vây, bất quá lời nói ra, lại là rất có nhai đầu. Đồng Thiên Lỗi bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, Hoàng Đại Bằng làm sao có thể thật không rõ ràng, thật không rõ ràng, cũng sẽ không thúc giục Phương Lê lập tức liền đối Đồng Thiên Lỗi xuất thủ. Tiết Lan sắc mặt biến hóa, khe khẽ thở dài, nói. Hoàng thư ký, có lẽ ngài còn không rõ ràng lắm, Đồng Thiên Lỗi cùng ta là bạn học thời đại học. Trước kia thời điểm ở trường học, ngược lại là tương đối hăng hái hướng lên. Các bạn học đối với hắn đánh giá cũng tương đối chính diện. Về sau hắn tại cửa sắt làm ăn, phát triển không sai. Các bạn học đều rất cao hứng cho hắn, ai biết hắn vậy mà lại cùng lưu manh du côn hỗn cùng một chỗ. Ai nha, xã hội này a, thật đúng là cái thùng nhuộm. Nói, Tiết Lan lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ đối với Đồng Thiên Lỗi sa đọa, sâu đồng hồ tiếc nuối. Hoàng Đại Bằng liền lấy làm kinh hãi dáng vẻ, nói, ồ. Hắn còn cùng Tiết chủ nhiệm là bạn học thời đại học. Vậy vẫn là thiên chi kiêu tử rồi. Tiết Lan khẽ vuốt cằm, lại thở dài. Trong bao xương bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc. Tiết Lan trực tiếp đưa nàng cùng Đồng Thiên Lỗi quan hệ tung ra, có chút vượt quá Hoàng Đại Bằng cùng Phương Lê ngoài ý muốn. Chốc lát, Phương Lê nói, buổi tối hôm qua đồng chí của tỉnh thính nói cho ta. Nói Đồng Thiên Lỗi thái độ cũng không tệ lắm, tương đối phối hợp. Bất kể như thế nào, Đồng Thiên Lỗi cũng là nổi danh xí nghiệp gia, đối với hắn xử lý. Tin tưởng phía dưới đồng chí sẽ rất thận trọng. Tiết Lan gật gật đầu, nói tạ ơn Phương thư ký. Ai nha, bạn học cũng đi cho tới hôm nay một bước này, ta là thật có chút thay hắn tiếc hận a. Nhìn qua, Tiết Lan thần sắc vẫn còn có chút nặng nề,
nhưng trong mắt lại cực nhanh hiện lên một vòng vui mừng. Không hề nghi ngờ, nàng đã được đến nàng muốn có được đáp án. Phương Lê chờ Vu Minh Trắng nói cho nàng, tạm thời sẽ không đuổi đánh tới cùng, cho các ngươi một cái cơ hội. Hoàng Đại Bằng lại đang vô tình hay cố ý ở giữa liếc Tiêu Phàm một chút thấy không, dù coi như là các ngươi Tiêu gia nhúng tay vào, Phương Lê cũng không có ý định triệt để cùng Tiết gia vạch mặt, xem ra các ngươi muốn cùng Phương gia kết minh dự định, không nhất định có thể thực hiện đâu. Tiêu Phàm trên mặt lại hiện lên mỉm cười, thân thể có chút dựa vào phía sau một chút, tựa hồ đối với Phương Lê thái độ này rất hài lòng. Làm trung lập người, Phương Lê vốn cũng không có muốn cùng Tiết gia triệt để trở mặt ý tứ, càng không cần phải vậy. Coi như Hoàng Đại Bằng thúc phải lại gấp, Phương Lê tối đa cũng chính là thu thập Đồng Thiên Lỗi, sẽ không lại hướng chỗ sâu truy cứu. Phương Lê gì cùng dạng người, như thế nào bị người làm vũ khí sử dụng. Chỉ là, Phương Lê cũng có chỗ khó xử của mình. Dù là hắn chỉ lấy nhặt Đồng Thiên Lỗi, không liên lụy đến Tiết gia, tóm lại là xấu Tiết gia một đầu tài lộ, cái này cửu oán xem như kết xuống, đối cảnh thời điểm, lão Tiết nhà sẽ tìm về cái này chàng tử đi. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhúng tay vào, đồng thời trực tiếp từ bộ bên trong mang hạ mệnh lệnh tới, lại giúp Phương Lê một đại ân, để hắn tại thu thập Đồng Thiên Lỗi đồng thời, còn có thể bán cho Tiết gia một cái nhân tình. Đã ngăn chặn Hoàng thư ký thúc giục, lại cho Tiết gia mặt mũi, vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, Tiêu Phàm mục đích cũng đã đạt tới. Qua chiến dịch này, chí ít đã hướng ngoại giới phát ra dạng này tin tức, Phương Lê tiếp nhận Tiêu gia lấy lòng, ngay tại hướng Tiêu gia dựa sát vào. Cao tầng chính trị, rất nhiều chuyện vốn là ngắm hoa trong màn sương, Phương Lê có thể có tỏ thái độ như vậy, đã đầy đủ. Ngoại giới cơ bản có thể dưới đây nhận định, Tiêu gia minh hữu lại nhiều một cái. Chí ít Phương Lê tại Yến Bắc nhậm chức khoảng thời gian này, sẽ không lại lên biến hóa gì lớn. Chỉ có Hoàng Đại Bằng hơi hơi có chút buồn bực, nhưng cũng không có gì, hắn lúc trước mục đích hay là đạt tới, Tiêu gia chặn ngang một gậy tiến đến, đơn thuần ngoài ý muốn, cần khắc nghĩ đối sách. Cái này gấp không được, phải từ từ sẽ đến. Tại Phương Lê nơi này lấy cái thực ngọn nguồn, Tiết Lan nhất thời an tâm không ít, lập tức giơ ly rượu lên, cùng người chạm cốc uống rượu, trong bao xương bầu không khí, dần dần trở nên nhiệt liệt lên, mọi người cười cười nói chút tin đồn thú vị giật sự, lại không dính đến Đồng Thiên Lỗi. Chỉ tiếc Đồng Thiên Lỗi phấn đấu 1-20 năm, thật vất vả lấy được thời nay địa vị của hôm nay, lại cứng rắn muốn xâm nhập đến chính trị đánh cờ vòng xoáy bên trong, như vậy thân hãm nhà tù, ngày xưa xa hoa, đều hóa thành giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Quả nhiên là thành cũng dây anten, bại cũng dây anten, yến hội xem như đều vui mừng mà tán. Trước khi đi, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được căn dặn Hoàng Đại Bằng vài câu, để hắn bớt thời gian lại đi bệnh viện nhìn xem, cẩn thận kiểm tra một chút. Tại trung y trên giường bệnh, chứng thực xem như chứng hư đến trị, nếu như trì hoãn thời gian quá dài, thường thường sẽ rất phiền phức. Hoàng Đại Bằng chỉ là hàm hàm hồ hồ nhẹ gật đầu, qua loa chi ý, không phải thường minh hiển. Tiêu Phàm chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Tiêu Phàm ca ca, hắn kia bệnh thật trị sai rồi sao? Phương Du Mỹ theo thật sát Tiêu Phàm bên người, có chút tò mò hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Tiêu Phàm, người thật có thể xác định. Phương Lê cũng không chịu được hỏi một câu. Cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn không có ở trước mặt lĩnh giáo qua Tiêu Phàm tại y thuật bên trên thần hồ kỳ kỹ, chỉ nghe Nhiêu Vũ Đình ở trong điện thoại nói chuyện phiếm qua, cũng không để ý. Phương thúc thúc, ta có thể xác định, Hoàng thư ký thân thể kia, tuyệt đối không phải khí hư, mà là nguyên khí quá thịnh. Dẫn đến hắn mạch tượng rối loạn, tứ chi hiện lực, nóng tính trầm tích, bên ngoài đồng hồ nhìn qua, có chút thở không nổi, cũng là khí hư triệu chứng. Lại như thế đại bổ xuống dưới, sẽ sai lầm. Vậy làm sao bây giờ? Phương Du Mỹ lập tức liền nóng nảy, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Người đều nhắc nhở bọn hắn thật nhiều lần, chính là không chịu nghe a. Tiểu cô nương thiên tính thiện lương, kìm lòng không đặng vì Hoàng Đại Bằng lo lắng. Tiêu Phàm cười cười, nói tin tưởng bớt bên trong bệnh viện bác sĩ, nhìn thấy phía trước mở đơn thuốc không dùng được, khẳng định sẽ điều chỉnh dùng thuốc. Hừ, chờ bọn hắn phát giác không thích hợp, bệnh nhân đã sớm không xong. Ai nha? Hiện tại lang băm làm sao nhiều như vậy a? Lần trước kia cái gì cao giáo sư, thật sự là cười chết người. Phương Du Mỹ mân mê miệng nhỏ, Tiêu Phàm lắc đầu, nói tiểu Mỹ, một hai lần chẩn bệnh sai lầm, cũng không thể liền nói người ta là lang băm. Tây y được chia như vậy mảnh, trung y lại rất không rõ ràng. Ai đều không phải toàn năng, phạm sai lầm cũng không thể tránh được. Huống chi Tây y phạm sai còn thiếu sao, lang băm càng nhiều, vậy cũng đúng. Tây y còn có nhiều như vậy máy móc hỗ trợ đâu, nào giống các ngươi học trung y, liền vọng văn vấn thiết.
Trung y muốn trở thành danh y, nhưng so tây y khốn khó hơn nhiều. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói thế thì chưa chắc, hiện tại trung y cũng giống vậy có thể để máy móc hỗ trợ, kết quả kiểm tra trung y cũng rất xem trọng, cái này gọi trung tây kết hợp. Phương Lê lại nói, cái gọi là trung tây kết hợp, ta nhìn cũng liền nói êm tai mà thôi. Chân chính trung y, hay là cổ noi theo người xưa phương đáng tin điểm. Tiêu Phàm, đây là nhân tâm nhân thuật, người có thể nhiều tìm chút thời giờ nghiên cứu, hành y tế thế nha. Vâng, Phương thúc thúc. Phương Du Mỹ lại hì hì cười một tiếng, nói Tiêu Phàm ca ca, ngươi nếu là chừa chút dâu ria, lại mặc cái đạo bào, có phải là đặc biệt giống cổ đại kia thần y a? Nói, liền trên dưới dò xét Tiêu Phàm, tựa hồ đang tưởng tượng Tiêu Phàm như thế ăn mặc bộ dáng ra sao trở tuấn thiếu. Ai nói cổ đại thần y liền nhất định phải mặc đạo bào? Người ta cổ đại trang phục liền loại kia kiểu dáng. Tiêu Phàm không khỏi bật cười, lắc đầu liên tục, ba người cười cười nói đến tiệm cơm cửa sảnh. Sớm có nhân viên công tác đem xe của bọn hắn lái tới, Phương Du Mỹ lòng tràn đầy không tình nguyện đi theo Phương Lê bên trên Audi đại hắc vỏ bọc, lưu luyến không rời hướng lấy Tiêu Phàm phất tay từ biệt. Chiếu vào tiểu nha đầu ý tứ, nàng mới không muốn về tỉnh ủy thường ủy viện kia tòa nhà lãnh lãnh thanh thanh biệt thự đi, cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ, nhiều hài lòng a. Nếu là lại hơn mấy tuổi, lên đại học liền tốt, khẳng định so hiện tại tự do. Đối Phương Du Mỹ tiểu tâm tư, Tiêu Phàm tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Trong lúc này, cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Ngay trước Phương Lê trước mặt, Tiêu Nhất Thiếu còn dám làm chuyện khác người gì không thành. Đưa mắt nhìn Phương Lê cha con rời đi, Tiêu Phàm chậm rãi xoay người, ánh mắt lóe lên một vòng lăng lệ. Không biết lúc nào, Tiết Gốm đã yên tĩnh đi tới phía sau hắn cách đó không xa, khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt mỉa mai, cười như không cười nhìn qua hắn. Tiêu Phàm, thật không nghĩ tới, tam giáo cửu lưu, người đều có thể liên hệ. Tiết Gốm ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai con người cũng là tinh quang lấp lóe. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức đưa tay dương dương, một câu không nói, quay người liền hướng hắn đại bôn đi đến. Tiết Gốm kia giả mô hình giả thức tiếu dung, lập tức liền cứng ở trên mặt, trong mắt bắn ra nồng đậm oán hận chi ý. Đại bôn nhẹ nhàng lắc một cái thân thể, chậm rãi trượt vào trong bóng đêm. Chương 285, khó coi phương thuốc. Tiêu Phàm tiếp vào Chu Hiểu Thanh điện thoại lúc đã là hơn 9 giờ đêm. Chu Hiểu Thanh chính là Hoàng Đại Bằng người yêu, tại nào đó bớt thẳng đơn vị gánh làm chủ nhiệm chức vụ. Như thế mấy giờ trôi qua, Tiêu Phàm tự nhiên cũng đối tình huống của nàng làm cái sơ bộ hiểu rõ. Bất kể nói thế nào, nàng là Hoàng Đại Bằng thê tử, mà lại Tiêu Phàm biết, giữa bọn hắn sẽ còn liên hệ. Tiêu chân nhân thuật bói toán, cũng không phải nói chơi vui. Tiêu trưởng phòng à, điện thoại bên kia, Chu Hiểu Thanh kiệt lực kiềm chế. Kinh hoàng chi ý cũng vẫn là không che giấu được, trực thấu ra. Chu Hiểu Thanh nói, nếu như Tiêu Phàm thuận tiện lời nói, mời hắn lập tức đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh đi một chuyến, Hoàng Đại Bằng tình huống không được tốt. Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Tiêu Phàm lông mày nhẹ nhàng nhau, làm sao liền đi Bệnh viện Nhân dân tỉnh rồi. Hoàng Đại Bằng cái này ác nóng chứng bệnh cố nhiên tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng không còn không đến mức nửa đêm hướng Bệnh viện Nhân dân tỉnh chạy a. Hoặc là, ra cái khác không tưởng được tình huống. Đúng vậy a, Tiêu trưởng phòng, ngài nếu có rảnh rỗi lời nói, mời đi theo một chuyến đi, lão Hoàng rất khó chịu a. Chu Hiểu Thanh càng thêm kinh hoàng, thấp giọng, vội vã nói, tựa hồ sợ người khác nghe tới. Được rồi, Chu chủ nhiệm, ta lập tức liền đi qua. Tiêu Phàm cũng không có ở trong điện thoại truy vấn ngọn nguồn, lập tức đáp ứng. Cái kia, Tiêu trưởng phòng, người biết Bệnh viện Nhân dân tỉnh ở nơi nào a? Nếu không, ta gọi người tới đón ngươi. Chu Hiểu Thanh cũng là thận trọng, hỏi. Tiêu Phàm cười cười, nói, khỏi phải, ta lập tức tới ngay. Cùng Tiêu Phàm chạy đến thời điểm, Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 1 cán bộ nòng cốt phòng bệnh đã loạn thành một bầy, trong trong ngoài ngoài vây quanh mười mấy tên nhân viên y tế, không ít đều là đã có tuổi, đem cán bộ nòng cốt cửa phòng bệnh vây chật như nêm cối. Tỉnh ủy tam bà thủ bỗng nhiên đuổi tới, Bệnh viện Nhân dân còn không phải người ngã ngựa đổ. Thậm chí đã phái bảo an tại hành lang chỗ cảnh giới. Không chút khách khí liền đem Tiêu Phàm ngăn lại, 10 điểm cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới hắn. May mà Chu Hiểu Thanh rất nhanh liền tự mình chạy tới, đem Tiêu Phàm lĩnh đi vào. Lại hạ giọng, luôn miệng mà xin lỗi, đem bảo an dọa đến sửng sốt một chút, hợp lấy tiểu tử này thật đúng là cái đại nhân vật. Tình huống như thế nào? Tiêu Phàm liền đi hướng phòng bệnh vừa hỏi. Chu Hiểu Thanh thần sắc hoảng loạn, nói, ai nha, hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Buổi tối tan việc về đến nhà. Ta cho hắn hầm một chút canh sâm, hắn uống hết về sau.
lúc đầu tinh thần tốt hơn nhiều, đến khoảng 9 giờ. Đã cảm thấy thở không nổi, nói với ta trong cổ họng khắp nơi đều là đàm, chính là một chút cũng nhả không ra, kìm nén đến rất khó chịu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, xem ra cùng hắn lúc trước chẩn bệnh hay là đồng dạng, chỉ là Chu Hiểu Thanh quan tâm sẽ bị loạn, mắt thấy Hoàng Đại Bằng khó chịu, liền trực tiếp đem người đưa đến bệnh viện nhân dân đến. Trong phòng bệnh rối bời, Hoàng Đại Bằng nằm tại trắng noãn trên giường bệnh. Mấy tên đã có tuổi đại phu vây quanh ở trước giường, hỏi thăm bệnh tình. Tiêu Phàm đoán chừng, mấy vị này cũng đều là bệnh viện nhân dân nhất tư thâm bác sĩ. Hoàng Đại Bằng thở hồng hộc, bác sĩ hỏi 10 câu hắn mới đáp bên trên một câu, nói không được 1-2 câu, liền lên tiếng khụ khụ nôn một trận, hết lần này tới lần khác cái gì đều nhả không ra. Đỏ bừng cả khuôn mặt, nghẹn đến kịch liệt, các ngươi nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp. Hoàng Đại Bằng khàn cả giọng kêu lên, trong mắt bắn ra lại là thống khổ lại là thần sắc tức giận. Trước tiên đem đàm hút ra đến rồi nói sau, mấy gã bác sĩ đơn giản giao lưu một chút, trong đó một vị vóc dáng tương đối cao lão bác sĩ liền nói, mấy người khác đều nhẹ gật đầu. Đã Hoàng thư ký khó thụ như vậy, bất kể nói thế nào. Muốn trước cho hắn hóa giải một chút triệu chứng, sau đó lại làm cái khác kiểm tra. Hai tên y tá trẻ tuổi liền luống cuống tay chân đem hút đàm cơ cho đẩy tới. Số 1 cán bộ nòng cốt phòng bệnh là bệnh viện nhân dân tỉnh đẳng cấp cao nhất cán bộ nòng cốt phòng bệnh, bình thường chỉ hướng tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu mở ra, phối trí 10 điểm đầy đủ. Cái này phối trí đầy đủ không chỉ chỉ chữa bệnh khí giới, còn có nhân viên y tế phối trí, cũng rất đầy đủ. Vừa nhìn thấy hút đàm cơ, nằm ở trên giường Hoàng Đại Bằng lập tức liền sắc mặt đại biến. Cái đồ chơi này, hắn mặc dù không có dùng qua, lại nhìn thấy những người khác sử dụng qua, kia thống khổ a. Liền năm trước hắn đến bệnh viện đến thăm một vị nằm viện lão lãnh đạo, vị kia lão lãnh đạo 80 mấy tuổi, cũng là đàm nhiều, ngăn chặn yết hầu, không thể không dùng hút đàm cơ thanh đàm dịch hút ra đến, toàn bộ quá trình, bệnh nhân thống khổ không chịu nổi. Lại không nghĩ tới, mình thế mà cũng muốn dùng vật này. Cái này, chúng ta khỏi phải vật này được không? Có thể hay không ngẫm lại những biện pháp khác? Nhìn xem đẩy lên trước giường bệnh máy móc, Hoàng thư ký mặt đều lục. Mấy gã bác sĩ hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, cầm đầu vị thầy thuốc kia nhíu mày nói, Hoàng thư ký, chúng ta hay là đề nghị trước làm dịu triệu chứng. Thế nhưng là, vật này, Hoàng thư ký, muốn mời ngươi vượt qua một chút, cầm đầu người cao bác sĩ liền cho Hoàng Đại Bằng làm việc. Liền ở thời điểm này, một thanh âm rất đột ngột vang lên, không tất yếu như vậy phiền phức, hút đàm cơ có thể tạm thời khỏi phải. Nghe vào, người này rất trẻ, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Các lộ ra vẻ ngờ vực. Cái này vị nào a? Hoàng Đại Bằng lại là hai mắt sáng lên, kêu lên Tiêu trưởng phòng. Ra sức đi lên ưỡn một cái, muốn ngồi thẳng người. Đứng tại trước giường bệnh mấy gã bác sĩ liền giật nảy mình, ngay cả vội vươn tay ra đi, đem hắn đỡ lên, đối mắt nhìn nhau một chút, đều toát ra vẻ khiếp sợ. Nhìn ra được, Hoàng thư ký đối cái này vị trẻ tuổi rất tôn trọng a, nằm tại trên giường bệnh, cũng không nguyện ý thất lễ. Lại không biết vị này lại là loại nào địa vị, nhưng khẳng định không đơn giản. Tiêu Phàm hướng mấy vị bác sĩ gật đầu chào hỏi. Mấy vị này có thể đêm khuya xuất hiện tại Hoàng Đại Bằng trước giường bệnh, không hề nghi ngờ hẳn là bệnh viện nhân dân đứng đầu nhất chuyên gia, tự nhiên cũng là lớn có bản lĩnh người. Hoàng thư ký, mời mạch. Tiêu Phàm đi tới Hoàng Đại Bằng trước mặt, một câu mời mạch, liền đưa tay ra. Hoàng Đại Bằng sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng mà đưa tay cổ tay giơ lên. Bệnh viện nhân dân mấy vị lão bác sĩ lại hai mặt nhìn nhau, từng cái thần sắc trở nên có mấy phân cổ quái, hợp lấy vị này hay là bác sĩ. Tuổi còn trẻ, trực tiếp chạy đến bệnh viện nhân dân tỉnh số 1 cán bộ nòng cốt phòng bệnh đến, ngay trước mấy vị chủ nhiệm y sư cùng y khoa giáo sư trước mặt, cho Hoàng Đại Bằng bắt mạch, không coi ai ra gì. Cái này thật là có chút đánh mặt hương vị a, chỉ là nhìn Hoàng Đại Bằng kia đại hạn chi trông mong vân nghê dáng vẻ, đoàn người ai cũng không tiện mở miệng chất vấn. Lại nhìn vị này trẻ tuổi thần y bắt mạch kết quả lại nói. Tại cửa sắt khách sạn lớn trong bao xương, Tiêu Phàm chỉ là mượn nắm tay thời khắc, đơn giản dò xét một chút Hoàng Đại Bằng mạch tượng. Cái này sẽ tự nhiên lại muốn tỉ mỉ một điểm, bỏ qua một bên Hoàng Đại Bằng chức vụ bất luận, khi bác sĩ, làm sao cũng muốn đối với bệnh nhân phụ trách. Bắt mạch một lát, Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nói, Hoàng thư ký, mời há mồm. Hoàng Đại Bằng trước kia không biết đến Tiêu Phàm ý ký. Giờ phút này trong đầu kỳ thật cũng là nửa tin nửa ngờ. Mảnh bàn về đến, tự nhiên là không tin thành ở riêng nhiều. Nhưng dưới mắt lại chỉ có thể hảo hảo phối hợp. Dù sao tại bao xương lúc ăn cơm,
Tiêu Phàm thế nhưng là một nhắc lại qua hắn, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tiêu Phàm nhìn một chút Hoàng Đại Bằng đầu lưỡi, khẽ vuốt cằm, buông, nói, Hoàng thư ký, canh sâm thực tế là không nên lại uống. Người bây giờ tình huống này, tuyệt đối không phải khí hư, mà là ác nóng triệu chứng. Mấy ngày nay nhân sâm, sừng hươu, cầu kỳ, hoàng kỳ, tắc kè loại hình thuốc, dùng không ít a. Chu Hiểu Thanh ở một bên nói, tựa như là dùng những này thuốc. Tòa thuốc này là bớt bên trong bệnh viện y sư mở, Chu Hiểu Thanh tự mình xem qua, đâu chỉ là giống như, căn bản chính là những này thuốc. Hoàng Đại Bằng nhất thời liền sửng sốt, cái này liệu sự như thần a, không nhìn đơn thuốc, cũng có thể biết dùng là thuốc gì đây. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, Hoàng thư ký, căn cứ ngươi mạch tượng đến xem, thân thể của ngươi rất tốt. Không có chút nào hư, hoàn toàn không cần bất luận cái gì bồi bổ. Còn phải chú ý thanh đạm ẩm thực, ăn nhiều rau quả hoa quả. Những này thuốc bổ, hay là không muốn ăn ngon. Tục ngữ nói, thuốc đắng chữa khỏi bệnh vô công, nhân sâm ăn người chết vô tội a. Hoàng Đại Bằng vội vàng nói, thế nhưng là, Tiêu trưởng phòng. Ta trước mấy ngày xác thực cảm thấy phập phồng không yên, hô hấp không thông suốt, tứ chi bất lực. Tiêu Phàm cười nói, Hoàng thư ký, đó là bởi vì ngươi hoạt động quá ít, ăn đến lại quá nhiều quá no bụng, qua ăn. Ăn ít một chút, 7-8 phân no bụng là được, bình thường sống lâu động, tự nhiên là hô hấp thông thuận, tinh lực dồi dào. Hoàng Đại Bằng mở to hai mắt nhìn, nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta không có bệnh. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, lúc đầu không có bệnh, mấy ngày nay như thế bù lại xuống tới, ngược lại thật sự là có bệnh. Bất quá, Hoàng thư ký yên tâm đi. Bệnh này cũng không phải nghiêm trọng đến không có thuốc chữa trình độ. Dạng này, ta cho cái toa thuốc, chiếu đơn sắc thuốc, uống hết hẳn là hữu hiệu. Hảo hảo, kia mời ngươi lập tức cho toa thuốc đi. Hoàng Đại Bằng vội vàng luôn miệng nói. Nguyên bản hắn ngay cả khí đều có chút không kịp thở, kìm nén đến khó chịu, Tiêu Phàm vừa đến, lập tức liền tinh thần không ít. Tự nhiên ai cũng không biết, đây là bởi vì vừa rồi Tiêu Phàm cho hắn bắt mạch thời điểm. Thuận tiện lấy hạo nhiên chính khí cho hắn sắp xếp như ý một chút kinh mạch, để hắn cái này triệu chứng có chỗ làm dịu. Hoàng Đại Bằng chưa hề tiếp xúc qua khí công nội lực loại hình, đối này tất nhiên là hoàn toàn không biết gì. Hiển nhiên Tiêu Phàm bình chân như vậy dáng vẻ, lại có Hoàng Đại Bằng chính miệng phân phó, kia người cao bác sĩ lập tức liền từ trong túi móc ra giấy bút, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vung lên mà liền, lại đem đơn thuốc đưa trở về. Mọi người cùng nhau lại gần nhìn. Lập tức lại một lần nữa mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Đơn thuốc bên trên liền viết hai vị thuốc sinh địa, bằng sa. Đây cũng quá đơn giản đi, cứ việc trung y học thượng, có không ít chỉ có một vị thuốc đơn thuốc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, cho phó bí thư tỉnh ủy chữa bệnh phương thuốc, cũng không thể quá trò đùa. Đơn giản như vậy phương thuốc, thật có thể trị hết Hoàng Đại Bằng bệnh này. Mà lại đều không phải cái gì quý báu dược liệu, cái này, Tiêu trưởng phòng đúng không? Kinh ngạc chốc lát. Người cao niên kỷ lão bác sĩ tằng hắng một cái, đối Tiêu Phàm nói. Người tốt, Tiêu Phàm khẽ khom người làm lễ. Chào ngươi, Tiêu trưởng phòng, ta họ Từ, là bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, nội khoa chủ nhiệm. Từ viện trưởng tốt, Tiêu Phàm nho nhã lễ độ. Tiêu trưởng phòng tốt, Tiêu trưởng phòng, cái này bằng sa đúng là thanh phổi tiêu đàm dược vật, nhưng năm gần đây trung y trên giường bệnh đã rất ít khi dùng vào trong phục. Từ viện trưởng cân nhắc tìm từ, rất cẩn thận nói. Vừa nói liền dò xét Tiêu Phàm sắc mặt. Không có làm rõ ràng vị này Tiêu trưởng phòng địa vị, Từ viện trưởng cũng liền 10 điểm chú ý cẩn thận, nhìn Tiêu trưởng phòng túm hề hề dáng vẻ, cùng Hoàng Đại Bằng đối với hắn khách khí kình, khẳng định không phải bình thường. Chỉ là quan hệ đến Hoàng thư ký thân thể khỏe mạnh, Từ viện trưởng Từ cũng muốn đưa ra ý kiến của mình. Nói trắng ra, cái này bằng sa thế nhưng là công nghiệp nguyên liệu, chủ yếu dùng cho pha lê cùng tráng men ngành nghề. Có nhất định dược dụng giá trị. Nhưng năm gần đây dùng làm dược vật chủ yếu cũng là thoa ngoài da, bình thường không dùng cho uống thuốc. Là thuốc ba phân độc, lại nói, dùng đơn giản như vậy phương thuốc cho tôn quý tỉnh ủy đại lão chữa bệnh, có phải là hàn sâm điểm? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.